quý vị thân mến chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện của tác giả Minh Hoàng với tựa đề đổi cao su có ma với sự diễn đọc của Triển Chiêu. quý vị nghe chuyện hãy nhớ để lại cảm xúc của mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung chi tiết câu chuyện. <laughs> đã năm ngày từ khi chuyển về cái mảnh đất thanh chi này sống sự bức bách vì bị chèn ép trong công việc trên thị thành đã khiến cho đức đưa ra một quyết định hết sức bất ngờ đó chính là bán hết tài sản ở trên đó rồi về quê lập nghiệp nói sơ qua về cái vùng quê thanh chi này đây là một vùng đất thuộc đông nam bộ giáp danh giữa vĩnh long với cần thơ sự yên bình khi đức vừa đặt chân về đây đã làm cho anh thực sự thích thú đức quyết định nghỉ ngơi một thời gian sau khi ổn định lại thì anh sẽ đầu tư mở trang trại nuôi gà và lợn cái giống này ở dưới miệt của anh phải gọi là dễ nuôi dễ bán lắm thế là kế hoạch đã xong xuôi những ngày này đức dành ra để đi nhậu với đám bạn cũ mấy người trong xóm người dân quê mà nhậu vì đam mê nhậu vì tình vì nghĩa chứ không đời nào nói tới công việc về đây được một tuần gần như đêm nào đức cũng trong tình trạng say khướt và đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. 11 giờ khuya, dãy rừng cao su vắng ngắt, tĩnh lặng. Ánh đèn đường do người dân tự bắt, leo lét hắt ra một vệt sáng phía bìa rừng. Còn phía trong thì tối thăm thẳm, hoàn toàn vắng bóng người. Từ phía đường quốc lộ, Đức lặng lẽ tiến vào phía rừng cao su. Anh ta đi giữa hai hạng cây, dáng hơi khạnh khạng. Nhưng thực ra đêm nay Đức không say lắm, cái dáng khệnh khạng đó là do đường đi tối đấp lại nhấp nhô, có lúc anh ta vấp dối sắp ngã, nhưng rồi anh ta lại đứng dậy đi tiếp. đi gần hết con đường, Đức thắng thấy phía trước có một phụ nữ đang đi bộ. bà ta mặc bộ đồ trắng, tóc buông dài chấm gót, đúng là một người không bình thường. nửa đêm thế này mà đi tha thần giữa rừng vắng, lại còn xõa tóc như con gái, chắc là một người thất tỉnh chăng hay có khi là một hồn ma đức nhìn kỹ bà ta càng nhìn anh càng thấy rợn rợn dáng bà ta đi rất lạ nó liêu siêu như chật ngã trước gió mà có cơn gió nào đâu chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua làm rừng lá thoáng lào xào vậy mà bà ta chơi với như sắp bay theo gió vậy đức cũng e rẻ anh gọi lớn khuya rồi mà đi đâu vậy chị cái bóng phía trước vẫn tiếp tục đi như không nghe Đức cũng gọi lớn hơn Nhà chị ở đâu vậy Khuya thế này mà đi một mình không sợ sao Cái bóng trắng vẫn không ngoảnh lại Thật không bình thường chút nào Anh ta đã gọi lớn như vậy Làm sao mà không nghe Vậy mà cái bóng vẫn cứ đi bập bềnh Như bơi trong không khí Giống như là một người mộng du vậy Nhưng ngặt một nỗi Là cái con đường này chỉ có một hướng duy nhất Để về nhà thôi Được nuốt nước bọt hít một hơi có gì cũng phải liệu thôi Tức là anh ta bước nhanh về phía cái bóng Này chị ơi Vừa gọi Anh ta vừa kéo tay người phụ nữ lại Nhưng tay anh như chụp vào khoảng không Người phụ nữ không phải là người thường Mà là một cái bóng Một thể khói hư hư thực thực Đức còn đang đứng ngẩn người Thì bóng trắng vụt bay về phía gốc cao su Phía bìa rừng Sau đó liền nghe vẳng lên tiếng khóc nỉ non Trong đêm vắng Tiếng khóc đó làm anh ta giận người Và không đợi thêm bất kỳ phút giây nào nữa Đức co giò bỏ chạy Đức không biết đã chạy bao lâu Chỉ đến khi nhận ra Mình đã đi khỏi khu rừng cao su Thì anh mới ngừng lại Đang thờ hồn hẹn Vì mệt thì Đức nghe tiếng một người quát lớn Ai đó Đứng lại Ăn trộm hả mày Giật bắn mình Đức u ớ Tôi không phải ăn trộm Trong bóng đêm lờ mờ Đức nhận ra người đứng đối diện với mình, cậu kêu lên. Trời ơi, ông Chiêu, ông làm tôi muốn đứng tìm. Ông Chiêu khẽ khà À, ah, thằng Đức đó hả? Vậy mà tôi tưởng thằng ăn trộm nào đang chạy trốn. Thế cậu làm gì mà chạy như ma rửa thế? Đức vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta ngồi phịch xuống tựa lưng vào gốc cây vừa thở vừa nói. Đúng đấy, tôi vừa gặp ma. Ông Chiêu dõng tài hỏi có nói gì? Ma hả? Đức nói to. Phải. Ở đâu? Đức đưa tay chỉ về phía trước. Đằng kia, cuối hàng cây này, trong rừng cao su đó. Ông Chiêu hơi ngạc nhiên hỏi lại. Thì con ma đó nó, nó ra làm sao? Đức dùng mình. Tôi, tôi không nhìn rõ, nhưng mà lúc nãy mới về vô con đường này, tôi thấy phía trước có một người đàn bà. Bà ta mặc bộ đồ trắng, tóc xõa chấm gót chân. Ban đầu tôi nghĩ đằng đêm thế này Đàn bà con gái nào mà đi giữa đêm một mình Không sợ ma sao Nếu không ma thì cũng là cướp Thế rồi sao nữa tôi, tôi nghĩ hay là bà ta bị mộng du Nên tôi định kéo bà ta lại Nhưng mà tự nhiên Bà ta biến mất rồi hiện lên ở chỗ khác Ông Triều lầm bầm một mình Không lẽ bà ấy lại xuất hiện rồi sao Đức nghe ông Triều nói Cậu trợn mắt Này Ông nói ai vậy? Bà nào? Ông Chiếu lắc đầu. À không, không có gì đâu. Ông làm ơn nói dành một chút cho tôi nghe đi. được nhằn nhó, ông thở dài lắc đầu. Tao nói không có gì rồi mà. Ở đây làm gì có ma? Tôi, tôi thấy rõ ràng mà. Con ma ấy nó nhát tôi đấy. Ông Chiếu chợt hỏi. Ban đêm, thế cậu đến nó làm gì? được hơi ấp ứng. Thì tôi đi nhậu về. Mấy bữa nay toàn thế mà, thôi về nhà ngủ đi vừa nói ông chiêu liền quay lưng bỏ đi tiếp tục làm công việc soi ếch đêm của mình rõ ràng là ông ấy có gì đó giấu mình nhưng mà không sao chẳng lẽ ở đất này chưa có mình ông ta biết nói xong đức nhận ra ông chiêu cũng đã đi khỏi cơn sợ lại nổi lên làm cho anh dùng mình một cái tức là đức đứng dậy chạy thẳng một mạch về nhà Hôm sau, khi trời nhập nhoảng tối, Đức đem vài con khô và xị rượu đến nhà ông Chiêu. Ông Chiêu ơi, tôi nên làm vài ly cho bụng dễ ngủ nhỉ? Ông Chiêu có vẻ khoái lắm, bèn bảo cô cháu gái nhóm lửa nướng khô, rồi hai người ngồi ngoài sân khề khà đến khuya. Thấy ông Chiêu có vẻ ngà ngà, Đức bèn khơi chuyện. Ông Chiêu à, chuyện ma ở ngoài rừng cao số, ông kể cho tôi nghe đi. Ông Chiêu rít một hơi thuốc lào rồi thèo thảo à ra là chú mày vẫn còn tò mò hả chú mày tới đây để hỏi chuyện đó phải không Đừng gãi đầu ờ uh, thì gặp má mà làm sao mà không tò mò được ông trêu gật gù chắc cũng bởi cái vị ngon lành từ sị rượu đế loại ngon mà đức đem qua nên ông mới siêu lòng ừ, thế chú mày tò mò quá thôi để tóc kể cho mà nghe ông trêu bắt đầu kể ánh mắt ông nhìn xa xăm như đang sống lại cái quá khứ vậy. Ngày xưa, ở cả cái vùng đất rộng lớn này, chỉ có thuộc quyền sở hữu của một gia đình ông Minh. Ông là đại gia ở đây, ngoài mấy chục hecta cao su, thì nghe đâu, ông còn có hàng trăm mẫu ruộng ở Vĩnh Long nữa. Tiền của nhiều như thế, nhưng ông không phải là một người rộng lượng. Thậm chí ông còn nổi tiếng là một người hà khắc trong chuyện tiền bạc. Người làm công trong cái đồn điền cao su của ông đông lắm, vô mùa thì đến hơn 200 người. ấy thế mà chưa người nào từng trông thấy ông Minh nhẹ nhàng với công nhân cả. Cứ mỗi lần ông xuất hiện, một là nghiệm thu số mổ thu được hàng tháng. Còn nếu mà ông xuất hiện bất thình lình thì có nghĩa là một tay hay là một nhóm công nhân nào đó làm trái ý ông và ông xuống để trừng trị họ. Người trực tiếp quản lý báo cáo những sai phạm ấy là Nam Trúc, một người thân cận của ông Minh, mà không phải những lúc nào Nam Trúc báo tin lên đều là sự thật bởi có khi hắn thù ghét người nào đó thì tìm cách báo gian lên cho ông minh xuống xử lý và cái hình phạt phổ biến nhất đó chính là roi vọt ông minh không trực tiếp đánh mà nhóm vệ sĩ của ông sẽ là người thực hiện nó bởi thế nên người ta căm ghét tên nằm trúc và ông minh lắm nhưng cái đồn điện cao su của ông được sự bảo kê của quan lại địa phương cùng với bọn pháp nữa cho nên chả ai động được vào ông mà bỏ trốn cũng không được. Nam Trúc cùng bọn giang hồ tay sai sẽ nhanh chóng bắt được họ và cái kết thì chẳng ai có thể lường trước được. Sáng hôm nay, ông Minh có việc nên đi lên thị xã. Bà Hương vợ của ông thì mải mê bên dòng bài tứ sắc nên ông không nhờ đỡ bà đi theo để lo việc giữ giấy tờ được. Quanh đi quẩn lại, cũng không còn ai nên ông đành gọi cô con gái rượu của mình ra. Hạ, đứa con duy nhất của ông Minh đang nằm ườn ra trên giường thì nghe thấy tiếng gọi của bố. Tưởng đâu ông bảo cô đi học lớp theo thùa gì đó nên hạ giả vờ ngủ. Hạ, à, không phải đi học đâu. Ba rủ lên thị xã với ba này. Vừa nghe dứt câu, hạ bật dậy ngay. Cô mở cửa rồi cười hi hi Bà, bà nói thật không? Ông Minh lườm con gái một cái. Ông biết thừa cái tính làm biến của cô, nhưng đang gấp nên ông vội gật đầu. Ờ, nhanh lên, chuẩn bị đồ đạc đi lên thị xã giúp bà chút công chuyện mẹ mày ham mê cờ bạc quá không nhờ đỡ được gì dạ dạ con đi liền hạ hớn hở quay ngược vô trong phòng lấy quần áo cũng đã hơn ba tháng rồi hạ chưa được lên thị xã chơi cái đồn điền cao su của ông minh nó lớn quá nên cô ở trong cái biệt thự của ông minh giống như là một mình một cõi vậy mà nếu có đi đâu thì cũng bị đám vệ sĩ của ông theo kè kè quá là khó chịu lần này ông minh đem theo có hai tên mà thôi một tên lái xe còn người còn lại chắc chắn là luôn đi sát ông rồi như thế thì đồng nghĩa với việc hạ được thoải mái mà dạo phố ở trên này chiếc xe hơi chở hai cha con ông minh đến một tòa dinh thự vừa mở cửa xe ra đã có một ông tây đứng ngay cổng nhìn thấy ông minh ông ta có vẻ hớn hở lắm hạ lọ mọ bước ra sau cô thở dài thườn thượt một cái bởi sẽ sắp phải tham gia vào một buổi họp nhảm chán. Nhiệm vụ duy nhất của cô chỉ là giữ giấy tờ cho cha mà thôi. Nhưng vừa bước ra khỏi xe thì hạ giật mình, bởi bên cạnh cái ông Tây kia là một cậu thanh niên rất đẹp trai. Có thể nói cái dáng vẻ thư sinh này toát lên một vẻ là trai thành thị ngay. Hạ suýt chút nữa thốt lên. Người gì mà đẹp trai thế? Người thanh niên kia cũng đưa mắt nhìn Hạ rồi gật đầu chào. Peter, ông vẫn khỏe chứ ông minh mở lời và lúc này người thanh niên kia nói một chàng tiếng pháp ra hạ vỗ lẽ đấy chính là người phiên dịch của ông tây buổi họp hôm nay không nhàm chán như lần trước bởi cái ánh mắt của hạ dường như dính chặt vào trong cái người thanh niên kia anh ta thể hiện một phong thái hết sức đĩnh đạc và quyến rũ cũng khác hẳn với những kẻ thông thường hạ không phải là một người xấu thậm chí có thể nói là một mỹ nhân thời bấy giờ nhưng người này vẫn cứ tập trung vào công việc và không hề có một phút nào liếc nhìn qua cô cả. Nó càng làm cho Hạ cảm thấy chàng trai này là một người đứng đắn. Kết thúc buổi họp, hai cha con ông Minh được đưa về một cái nhà khách ở gần đó nghỉ ngơi. Sáng hôm sau mới về lại dưới quê. Ông Minh vừa đặt chân vô phòng, cởi áo khoác ra rồi nằm ngủ khò khò. Chắc hậu quả của cái sòng bài tối qua mà ông tham gia đây mà nhưng hạ lại mong muốn điều ấy cô nhanh chóng chớp cơ hội đi thay một bộ quần áo khác rồi bước ra khỏi phòng từ thành người vệ sĩ thân cận của ông minh nhíu mày nhìn cô rồi nói cô hai cô đi đâu đó hạ thì thầm anh tư tôi đi dạo lăng vòng một chút mà tôi ngủ ngáy quá tôi chịu không nổi từ thành đưa mắt nhìn vào trong đúng là ông minh đang ngủ say như chết nhưng gã cũng không thể để cho tiểu thư hạ đi một mình được thế thế hạ liền nói anh tư yên tâm để em nói anh bà lái xe đi với em Dẫn tiền anh chờ em đi dạo thị xã mấy vòng mua đồ cho má tư thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù được cô hai nói vậy thì tôi yên tâm để đó tôi gọi thằng ba nói dứt câu thì tư thanh đi thẳng ra ngoài kéo tên ba tài xế của ông minh ra rồi thì thầm một lúc sau đó hai gã mới bước tới chỗ Hạ người tên ba kia nói cô hai mời cô hai theo tôi Hạ gật đầu nhảy chân sáo mà bước theo hắn ta ra tới bên ngoài Hạ díu dít anh ba cho em ra chợ nha tên ba gật đầu đồng ý và trong đầu Hạ đã nảy ngay ra một kế hoạch để có thể tự do đi chơi bởi cô vốn biết được tên ba này nghiện rượu nặng lắm Chiếc xe hơi vừa chạy tới một cái quán rượu thì Hạ nói to. Anh ba, ngừng xe lại đi. Anh đỗ xe chỗ này rồi, đợi tôi vô chợ mỗi ít đồ một chút. Ờ, dạ. Xe ngừng, Hạ nhanh chóng bước xuống. Cô không quên nhắc khéo. Anh đứng đây đợi tôi nha, khỏi cần đi theo làm chi. Ở đây anh thích làm gì thì làm. Và quả nhiên, gã ba kia liếc mắt nhìn sang cái tiệm rượu rồi cười khì khì. Hạ, cô hai đi cẩn thận Thế là nghiệm nhiên, hạ một mình đi thẳng vào trong khu chợ. Cô mặc sức lang thang, tấp vào đầu tùy ý mà không phải có cảm giác có người cứ kè kè theo mình. Sau khi dạo chợ một hồi thì hạ trông thấy bên kia đường có một cửa tiệm bán trầm cải tóc nghĩ tới mấy cái trầm cổ lỗ sĩ mà bà Hương mua cho thì Hạ bất giác lẻ lưỡi. Phải này, phải mua thật nhiều, phải thấy cái đống mà má mua mới được nghĩ thế nên hạ nhanh chóng chạy tới cửa tiệm đó bất chợt hạ thét lên một tiếng khi vừa mới bước được chừng bốn bước thì cô va phải một người đang đi trên đường hạ ngã rú rụi ra đất nhưng khi vừa định thần lại xem mình đã đụng phải ai thì hạ như đứng hình bởi cái người đang đứng trước mặt cô đây không ai khác chính là anh chàng phiên dịch viên ở trong nhà của ông tây lúc sáng cô cô anh ta cũng nhận ra hạ nên ấp úng gương mặt thì đỏ bừng lên vì không biết phải làm gì. Hạ cao mày. Tụng người ta ngã ra đường mà còn đứng từ người ra đó hả? Ờ, à, tôi, tôi, xin lỗi. Anh chàng kia vội cúi xuống rồi đỡ Hạ đứng lên. Khi cái bàn tay của anh chạm vào người cô thì Hạ cũng ngượng đến chín mặt. Cô rụt tay lại, tự mình đứng dậy rồi đanh đá nói. Thôi khỏi, không cần anh. Cô, cô cho tôi xin lỗi mà, Tại cô qua đường nhanh quá Mà tôi không có thấy Ê này cái anh kia Đụng người ta ngã ra vậy Mà có anh còn đổ lỗi cho tôi hả Anh cũng biết cha tôi là ai mà Anh muốn chết không Người thanh niên cúi gằm mặt xuống rồi im lặng Hạ nhận ra vừa rồi cô có hơi quá đáng Thế là Hạ liền thở dài ra một hơi Từ tốn nói Tôi... tôi nói giỡn đó thôi Nhưng mà anh cũng phải chuộc lỗi đi Chuộc gì bây giờ Chàng trai nhăn nhó đáp ở đấy có gì ăn ngon không ờ à, đi theo tôi thế là chàng trai đi trước hạ lẽo đẽo theo sau đi được một lúc thì hai người ngừng lại trước một cửa tiệm bán chè của người hoa cô vô đây trong này nhiều món ngon lắm mỗi lần tôi đi thông dịch thì người ta đều dẫn tôi vô đây hạ gật gù cô đưa chân bước vào bên trong một phần chè lạ mắt được mang ra đúng là lần đầu tiên hạ được trông thấy chúng từ nhỏ cho tới giờ cô có bao giờ được tự do mà thưởng thức những món ngon món lạ ở ngoài đường như thế này đâu ăn gần hết thì chàng trai mới lên tiếng ngon không hạ gần như có thể thốt ra từ ngon ngay được nhưng không cô hất hàm liếc anh ta một cái rồi nói cũng tạm được nhưng đừng tưởng có bao nhiêu đó mà tôi tha cho anh nha tôi tôi xin lỗi rồi mà gương mặt của chàng trai đầy vẻ bối rối Hắn lúc này mới cười lớn một chàng <laughs> Tôi giỡn đó Trẻ ngon lắm Mà tôi cũng không để bụng đâu Đụng có chút xíu cũng không hẻn gì Nhưng mà mày cho anh là vệ sĩ của cha tôi Không đi theo đó Chứ không anh chắc ốp đòn rồi Chàng trai lúc này mới giãn ra được Một chút cơ mặt của mình ra Anh ta đưa tay lên gãi đầu Dạ tôi cảm ơn cô À mà anh tên gì Lúc sáng thấy anh làm viên dịch Cho ông Tây kia giỏi thiệt đó dạ thưa tôi tên phước hạ gật gù chào anh phước anh học tiếng thế giỏi vậy chắc nhà cửa cũng có điều kiện ha phước nghe hạ nói thì lắc đầu ờ không làm gì có khá giả gì đâu tôi vốn quê gốc ở thanh chi năm 13 tuổi thì cha mẹ gửi lên trường dòng ở đây vì nhà không đủ tiền nuôi sau đó tôi may mắn được một ông tây đem về nuôi rồi cho tiền ăn học Năm tôi tốt nghiệp trường đại học thì ông cũng lên tàu về nước lo công chuyện bên ấy. Tức là tôi tự lập. Với vốn liếng Tây của mình, tôi xin vào làm thông dịch cho mấy quan lại với lại người Tây ở thị xã này. Nghe tới đây thì Hạ đã mắt tròn mắt dẹt nhìn Phước bởi cô không ngờ là cái chàng trai gầy ốm mang dáng vẻ thư sinh này lại có một cuộc đời cơ cực đến như thế. Nhưng còn điều mà cô bất ngờ hơn nữa đó chính là quê của anh ta. Trời đất, tôi cũng ở Thanh Chi đây, Hạ thốt lên. Sao? Cô cũng ở đó hả? À? Phước nhíu mày. Dạ, cha tôi là chủ đồn điền cao su lớn nhất ở đó. Chắc anh cũng biết chứ. Phước nhớ lại cái người đàn ông mà anh phiên dịch cho ông Tây lúc sáng. Thật không ngờ ông ta là chủ đồn điền cao su ở Thanh Chi. Lúc nãy hai người chỉ nói chuyện mua đất đai ở trên thị xã nên anh không hề biết. À, dạ vậy, tôi ngày xưa cũng có ông chú họ đi làm công nhân trong đồn điện đó mà được hai năm thì ông ấy chết mất đó cũng là cái ấn tượng duy nhất của tôi với cha cô đó hạ giật mình cô ấp úng tôi tôi xin lỗi vì đúng tiết chuyện buồn của anh không có gì chuyện qua rồi mà thế anh có vợ con chưa bất ngờ trước câu hỏi của hạ phước nhớn hai hàng lông mày lên rồi cười phỉ Trời đất <laughs> Thân tôi còn lo chưa xong Hứng hồ gì vợ con Chắc là chết mất Anh cứ nói thế Tôi thấy anh giỏi mà Chắc công việc phiên dịch cũng có tiền chứ Có nhưng mà Gương mặt của Phước lại bắt đầu đầm chiêu Sao thế Anh có khúc mắc gì à Có thể nói ra không Phước gật gù Thực ra thì cũng không có gì để đáng nói hết Đúng là công việc này kiếm ra được tiền thật đó nhưng mà tôi không có hứng thú với nó nữa ngày nào cũng nghe người tây nói chuyện làm ăn trên sương máu đồng bào mình tôi tôi thực sự là không muốn làm nữa sao anh nói sao cơ tôi không muốn làm nữa thật đó ở đây tôi thấy người tây coi thường dân mình quá nhiều khi họ nói mà tôi không muốn dịch ra đâu nhưng công việc thì phải làm thôi tôi có để dành được một số vốn đang định về lại quê mua một mảnh đất ruộng rồi trồng lúa kiếm kế sinh nhài với cha mẹ cho qua ngày hạ thừa người ra, đúng là cô không nhìn lầm. Người thanh niên này là một người hết sức đàng hoàng và chững chạc. Tuy cha của hạ làm việc với người Tây, nhưng cô không khi nào ưa cái bọn da trắng mắt xanh này hết cả. Bởi thế hạ tán thành ngay. Anh nghĩ như thế là cũng tốt, nhưng mà cô vốn thì về quê cũng được, tôi ủng hộ anh. Phước phì cười, lần đầu tiên hai người nhận ra trong ánh mắt của nhau sự đồng cảm và thấu hiểu cuộc nói chuyện kéo dài cho tới tận xế chiều thì hạ vội vội vàng vàng chạy về vì sợ ông minh la dày lúc này thì tiên ba lái xe đã say khướt hạ lên kéo gã ra khỏi quán rượu rồi thúc giục lái xe về cũng may về tới nhà ông tây kia thì thấy ông ta đang cùng với cha cô uống rượu thế là hạ thoát nạn cô đi thẳng về phòng nằm vật ra suốt một đêm ấy trong đầu của hạ chỉ có hình bóng gương mặt nụ cười của chàng trai tiên phước mà thôi hay nói cách khác chính hạ đã gặp được mẫu người lý tưởng mà cô hằng mong ước bấy lâu nay rồi khác với tư tưởng bấy giờ hạ không mê giàu sang hay lấy người môn đằng hộ đối với mình cô chỉ ao ước có một người chồng tri thức hay vợ chồng yên bình sống qua ngày là được rồi và phước chính là người ấy nhưng làm sao có thể được ngày mai mình phải về quê rồi và nếu anh phước có về thì sẽ gì mà gặp được nhau ở cái đất thanh trì cũng đâu có nhỏ gì ấy thế mà như một sự chiêu đùa của số phận. Hơn một tháng sau, trên đường đi chợ cùng mẹ về, Hạ bắt gặp cái bóng hình của Phước. Khi anh đang cởi trần cuốc lấy cuốc để đám đất bên đường, Hạ suýt kêu to tên anh, nhưng cô giật nhớ ra là bà Hương đang ngồi cạnh nền thôi. Về tới nhà, Hạ vui mừng lắm, cô cười tươi giói, và ngay cả chính cô cũng không tài nào giải thích được cái cảm xúc này. Có lẽ... mình... mình yêu thầm anh Phước mất rồi ba ngày trôi qua, Hạ luôn thấy bản thân mình cồn cào ra rít lắm, và cuối cùng cô không thể ngồi yên được nữa. Hạ lấy cớ đi lên trả có công chuyện, cô kêu gã tên ba kia chở mình đi. Hạ lại áp dụng kế cũ, nhưng lần này là ở quê chứ không phải trên thị xã, đất chật người đông nữa. Mọi hành động của cô ở đây có thể sẽ lọt ngay vào tầm mắt của ai đó, rồi sẽ đến tài của ông Minh. Thế nên trên đường đi, Hạ đã viết một lá thư rồi gói cẩn thận. Trong lúc tên bà nhầm nhì sự rượu đế trong quán, thì Hạ nhanh chóng chạy đi đưa lá thư của mình. Căn nhà của Phước nằm im lìm, ngang con lộ vào chợ. Hạ đưa mắt nhìn thấy cánh cổng đóng kín mít. Cô định cất tiếng gọi, nhưng lại sợ hàng xóm của Phước nghe thấy, nên không còn cách nào khác. Hạ hít một hơi rồi đẩy cổng bước vào trong sân. Vô tư nơi, cô đã mắt nhìn xung quanh, phía trước nhà không có ai cả. Anh không có ở nhà hả? Hạ. Hạ nghĩ ngợi một hồi rồi đánh bảo bước vào bên trong. Bởi nếu Phước không có ở nhà thì cô cũng có thể gửi cho ai đó ở bên trong. Nhưng khi vừa đưa cánh tay lên đẩy cửa thì một giọng nói đằng sau lưng làm cho Hạ giật bắn mình. Cô là ai? Ban ngày ban mặt lèn vô nhà người ta làm gì? Nhà tôi không có gì đâu mà ăn trộm. Hạ quay ra. Cô, cô, Người vừa nói không ai khác chính là Phước. Hai người nhanh chóng nhận ra nhau. Hạ ngại đến đỏ chín mặt. Cô không nói không rằng. Dúi bức thư vào trong tay Phước rồi chạy ô ra ngoài. Về tới nhà, Hạ vẫn còn ngượng đỏ mặt. Đến nỗi bà Hương tưởng cô bị sốt. Còn định gọi cả bác sĩ tới. Hạ nhớ trong đoạn cuối của bức thư cô có dặn. Nếu Phước muốn trả lời thư thì anh cứ viết một bức thư tương tự rồi kẹp trong cái gốc cây si cổ thụ bên bờ suối gần căn biệt thự của hạ ba ngày trôi qua hạ chìm trong tình trạng hồi hộp chờ đợi ba lần kiểm tra cô vẫn không thấy có bất kỳ lá thư nào được kẹp ở gốc cây hết sáng nay vừa tỉnh dậy hạ thầm nhủ nếu lần này không thấy phước viết thư cho mình thì cũng sẽ không hy vọng thêm nữa nhưng vừa ra đến nơi thì hạ suýt thốt lên trong vui mừng vì ở trong gốc cây có kẹp một lá thư. Nét chữ hiện lên rất ngay ngắn và đẹp. Và tất nhiên là Phước cũng bày tỏ tình cảm của mình trong bức thư ấy. Anh xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng đó cũng là thời gian để cho Phước suy nghĩ. Cứ như thế, hai người trao đổi thư tử cho nhau mỗi tuần hai lần, đều tại cái gốc cây xì này cả. Nhưng những lá thư có vẻ không nói lên hết tình cảm, cho nên hai người quyết định trực tiếp mà hẹn hò nhau. Cũng may cái con suối này bình thường chẳng có ai đến cả, nên Hạ cũng không bị phát hiện. Trước khi đi, cô còn cẩn thận rúi cho tên ba tài xế một số tiền để cho gã đồng ý chở cô đi long vòng. Sau đó, tranh thủ lúc gã đi uống rượu, thì Hạ đến bờ suối gặp Phước. Thấm thoát đã ba tháng trôi qua, tình cảm của cả hai đã tiến triển tới mức không ngờ tới được. Hạ cũng rất muốn đưa Phước về ra mắt cha mẹ mình, nhưng Phước thì can ngăn em cứ từ từ đợi anh có chút công danh đã khi ấy thì trẻ mới công nhận anh chứ không thì chuyện của mình không được đâu hạ nghe nói thế thì cũng đành gật gù bởi hơn ai hết cô hiểu rõ cha mình mong muốn được làm rẻ với một gia đình môn đăng hộ đối cơ mà hạ ôm trầm lấy phước rồi thút thít sau này nhất định không được rời bỏ em đâu đấy anh phải yêu thương em phước mỉm cười thân nhiên rồi em yên tâm anh không bao giờ phụ em đâu. Trời đã bắt đầu lập đông, những cơn gió lạnh cùng với mưa đổ dồn dập về. Đồn điền cao su cũng đang trong giai đoạn tạm ngưng, nên vợ chồng ông Minh rảnh rỗi lắm. Hai ông bà lên kế hoạch đi chơi khắp cái đất Nam Kỳ lục tỉnh này. Sân tiện tìm chỗ nào địa thế đẹp thì ông Minh sẽ mua vải mẫu rồi bành trướng sản nghiệp của mình ra. Nhưng cho dù hai ông bà có nói thế nào thì Hạ cũng không chịu đi theo. Cái điều này quả thật là rất lạ, bởi hơn ai hết bà Hưng biết tính con gái mình. Cô Hạ rất ham chơi, không đời nào chịu ở nhà. Thế nên bà mới nói với ông mình. Ông ơi, tôi thấy con Hạ dạo này lạ lắm. Lạ làm sao? Ông Minh nhíu mày thắc mắc. Thì tôi thấy nó cứ hay vui cười một mình, rồi cứ đòi ở nhà, nó đâu có chịu đi theo mình đâu, lạ quá. Ông Minh lắc đầu, Giời đất Có gì đâu Thì con cái nó lớn Nó muốn vợ chồng mình đi chơi cho thoải mái Phần nó ở nhà cũng lo việc quán xuyến nhà cửa Tôi thấy vậy là được lắm rồi Bà còn đòi hỏi gì nữa Bà Hương cao mày Ông có cứ nói vậy Đừng có cãi tôi Con hạ nó lạ lắm Ông Minh toàn nói gì thêm Nhưng ông cũng không muốn tranh cãi với vợ Ngộ nhỡ làm bà vật ý thì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với ông chứ chẳng chơi. Thế nên ông nói ngay được rồi để tôi nói kêu thằng Nam trúc ở nhà để mắt tới con Hạ, còn nó làm gì? Bà yên tâm công việc này giao tới tay thằng Nam thì xong xuôi lên cho coi. Bà Hương gật gù ông còi đấy làm sao thì làm nhà có một mình nó thôi đó. Biết rồi biết rồi bà lo chuẩn bị đồ đạc đi ngày mai còn đi sớm lần này tôi quyết định đem theo một dương vàng để đọ với nhà ông Hương tàu dưới mệt Cần Thơ để coi ông ta có còn lên mặt với tôi nữa không. Thế là sáng hôm sau, vợ chồng ông Minh lên đường đi Cần Thơ. Khỏi phải nói, Hạ được ở nhà và cô sẽ có ít nhất là một tuần lễ để có thể gặp phước thỏa thích. Gã tài xế ba kỳ bây giờ cũng đã trở thành trợ thủ cho cô. Vợ chồng ông Minh đi chưa được nửa ngày thì Hạ bước ra sân, nháy mắt với gã bà một cái rồi nói Anh ba, chở em ra chợ mua đồ một chút. Gã ba hí hừng chui toạt vào trong ghế lái rồi nói được được, mời cô hai, cô hai lên xe, tôi chở đi. Hạ cười cười bước lên xe. Chiếc xe hơi nhanh chóng chạy ra khỏi cánh cổng lớn của ngôi biệt thự. Nhưng Hạ không hề biết rằng ở gần đó, nằm Trúc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Gã leo lên chiếc xe của mình rồi từ từ bám theo Hạ. Rõ ràng, gã ba không hề chở Hạ đi chợ. Chiếc xe đảo vài vòng trên lộ rồi rẽ vào con đường đất. Quái lạ, Thằng báo nó chở con Hải đi đâu đây? Nam Trúc nhe mắt nhìn theo và rồi gã cũng chậm rãi mà bám đôi chiếc xe trước mặt mình. Gã ba chờ hạ đến bãi đất trống cạnh bờ sông thì ngừng lại. Gã nói với theo. Cô hai chơi cẩn thận nha. Tôi đi chừng hai tiếng sau quay lại liền. Hạ gật đầu lia lịa. Dạ dạ, anh ba đi đi. Nếu che kính lại kỹ lưỡng cho người ta tưởng tôi ở trong xe nha. Dạ dạ. Đây, tiền tôi gửi anh ba uống rượu đây hè à, cảm ơn cô hai cô hai thường tội quá gã ba cầm mấy tờ tiền hạ đưa rồi nhanh chóng lái xe đi lúc này cũng may là nằm Trúc cẩn thận giấu chiếc xe mình bên vẻ đường rồi đi bộ vào cho nên gã không hề bị bắt gặp cuối cùng chuyện gì đến cũng đến nằm chúc trông thấy cảnh hạ và phước ôm ấp tỉnh tứ với nhau một nụ cười nhếch mép lộ ra trên gương mặt của gã <laughs> cô hai phẻ này cô chết chắc rồi nghe tin giữ mà nam Trúc đánh dây thép lên báo cáo vợ chồng ông minh tức tốc quay trở về vào sáng hôm sau vô tới trong nhà hạ lúc này vẫn còn đang ngủ say sưa trong phòng của mình mà không hề hay biết gì ông minh tức giận lắm mặt đỏ bừng bừng còn bà hương thì liếc hái ông liên tục đó ông thấy chưa tôi mà không cảnh giác thì có ngày nộm cái bụng trở về rồi tôi với ông chỉ có nước đội quần đến đầu thôi câu nói của bà hương lại giống như châm thêm dầu vào lửa ông vậy ông minh la lớn con hạ đâu con hạ đâu ra đây bà chín giúp việc trong nhà hoảng quá lật đật chạy lên phòng gọi cô chủ dậy cô hai ơi cô hai hạ bị tiếng gọi cửa làm thức giấc cô nhà mắt ngồi nhỏm dậy ai đó cô hai ơi cô hai có chuyện rồi Hạ nhanh chóng nhận ra cái giọng hớt hải của bà Chín. Cô mở cửa ra, tò mò hỏi. Sao đó bà Chín? Nhưng nếp nhăn trên mặt của bà Chín nhăn lại. Bởi bà biết lần này ông chủ của bà đang giận lắm. Bà thủ thị. Tôi, tôi, không biết có chuyện gì. Nhưng mà ông bà chủ về rồi. Còn cho kêu cô xuống gấp đó. cậu bảo ông chủ đang giận lắm. Chuyện gì vậy chứ? Hạ thắc mắc. Nhưng cô cũng nhanh chóng bước xuống nhà dưới vừa trông thấy ông Minh hạ reo lên. Cha, cha về rồi hả? Sao hai người nói đi cả tuần cơ mà? Nhưng đáp lại hạ chỉ là hai cái ánh nhìn tức giận đến từ phía ông Minh và bà Hương. Có chuyện gì thế hả? Hạ lại tiếp tục hỏi. Bà Hương lúc này mới hắng giọng. chiều hôm qua, mày đi đâu? Hoáng một chút giật mình bởi câu hỏi của mẹ. Hạ không lại, nhưng rồi cô nhanh chóng trả lời. Dạ, con, cậu có con đi lên chợ mua ít đồ mà Cột tháng này mày đi chợ hơi nhiều đó con Mua cái chi mà giữ vậy Hạ biết ngay là cha mẹ cô đã nghe được chuyện gì Nhưng một lần nữa cô lại bình tĩnh tươi cười trả lời Dạ thì con đi mua kim chỉ về tập theo nè Rồi mua mấy thứ đồ lặt vặt của con gái mà Mà cũng biết đó Đàn bà con gái như mình thì Đổ Đồ nói láo. Hạ chưa nói hết câu Thì ông Minh đã thét lớn tiếng thét của ông làm tất cả mọi người trong gian phòng đồng loạt giật mình và rồi từ bên ngoài có một nhóm người bước vào họ cũng kéo theo một thứ gì đó lê lết dưới đất hạ đưa mắt nhìn rồi cô nhận ra đó chính là nam trúc và đám đàn em của gã còn cái thứ được kéo đi kia không ai khác chính là anh bà lái xe gương mặt anh bẩm tím máu me tuồm lum anh anh ba hạ thốt lên kinh hãi ông minh hất hàm một cái Nam Trúc liền tiện tay phi thẳng một cu đá vào trong bụng của anh ba rồi là lớn. Tặng chó! Mày khai ra mau! Hôm qua mình chở cô hai đi đâu? Anh ba lúc này dường như đã không còn nhận thức được nữa. Anh ta chỉ theo thào gì đó trong miệng mà thôi. Đánh! Đánh nó! Đánh chuyện nào nó chịu khai ra thì thôi. Còn nó mà không khai thì cứ đập nó chết. Vứt sắc ra ngoài rừng cao su làm phân bón đi. Nghe từ đây, Hạ đã không còn im lặng được nữa Cô liền chạy lại chỗ ông Minh Quỳ xuống rồi nắm lấy tay ông Cha ơi Con xin cha Dừng tên lại Ê, Anh bà Anh bà anh không biết gì hết đâu Anh chỉ nghe theo con mà thôi Cha Con xin cha Hãy ta cho anh đi Ông Minh hử một tiếng ra hiệu cho năm Trúc đưa anh bà tại xây đi Xong xuôi Gian phòng chỉ còn lại vợ chồng ông và Hạ Lúc này ông mới tự tốn nói Sao? Giờ con có chịu khai thật ra chưa? Con, con khai. Hạ run rẩy nói. Và rồi cô đành kể chuyện mình và Phước ra cho ông Minh nghe. Nghe xong gương mặt của ông đỏ như gấc và ngay lập tức ông kêu nằm chúc đi bắt Phước về trong đêm. Mười giờ tối, trong cái gian phòng khách của căn biệt thự, ông Minh, bà Hương ngồi chễm trẻ trên bộ lông. Còn ở dưới đất, Hạ cùng với Phước đang quỷ mọ bên dưới, Hạ là người lên tiếng. Cha ơi, con xin cha, cha ấy tác hợp cho hai chúng con. Dạ, thưa chú, con xin chú, con và Hạ thương nhau thật lòng. Phước cũng phụ họa theo. Nhưng khi anh vừa dứt câu, thì ông Minh vỡ ngay cái gạt tàn thuốc kế bên rồi ném thẳng tới. Tiếng vỡ của cái gạt tàn làm cho Hạ rú lên một tiếng kinh hãi. Cô ném vừa rồi Phước né được nên nó chỉ rượt qua người anh mà thôi. Mày còn dám nói câu này hả thằng kia? Mày nghĩ mày là ai mà đòi cưới con gái tao? Hả? Mày là ai? Vừa nói, ông Minh gần như muốn lao tới ăn từ nuốt sống luôn Phước vậy. Dạ thưa chú, còn con... Tao cấm mày nói. Cái loại như mày, tao chưa giết chết là mày. Thằng Nam đâu? Bỏ đây. Tống cổ thằng này ra ngoài. Đập cho nó que hai cái giỏ đi. Năm Trúc nhanh chóng xuất hiện cùng với hai ba người nữa. Cũng cùng lúc đó, Hạ qua lên nức nở rồi chạy tới chỗ đống mảnh thủy tinh vỡ từ cái gạt tàn lúc nãy. Con Hạ! Con Hạ! Mày làm gì đó con? Bà Hương rú lên khi thấy Hạ đang cầm một mảnh thủy tinh lên, kè vào cổ mình. Cha, mẹ, hai người đừng ép con vô đường cùng. Hai người còn động tới anh Phước, thì con cũng không thiết sống nữa đâu. Ông mình lớn tiếng. Con chó kia Mày muốn chết theo nó thì chết luôn đi Tao không thích cái loại mày Đồ Ông đang nói thì bà Hương vội ngăn lại Bà ghét vào tay ông thì thầm gì đó Ông Minh khựng lại ngay Nhưng gương mặt của ông vẫn còn hầm hầm lắm Tiếp đó bà Hương kéo ông vào trong buồng Rồi bàn luận gì đó Ở ngoài hạ đôi mắt nhìn Phước Với vẻ khó hiểu Không biết cha mẹ của cô định làm gì đây Vô trong buồng, Ông Minh đền khẽ hắt gắt lên Sao bà không để tôi đập cho hai đứa chúng nó một trận luôn Hả? Bà định tha cho tụi nó hả? Bà Hương lắc đầu Vừa nói tay bà vừa đưa lên vuốt vuốt ngực chồng Ông cứ bình tĩnh Ông coi Hai vợ chồng mình có một đứa con gái Nếu nó chết đi thì mình buồn một Chứ thiên hạ người ta đồn mười đó Rồi mình lại mang tiếng Ông cũng không có con cháu chỉ nữa Vậy thì cái cơ nghiệp của ông để lại làm gì? Nghĩ tới đây, Ông Minh liền ấp ống Bà Vậy là bà định tha cho chúng đâu ư? Ừ. Tất nhiên là không Cái thằng đó làm sao xứng lấy con gái mình được chứ Nhưng mà mình phải tính tới cái đường lùi Phải biết quyết chuyện này hết sức cẩn thận Thế là bà lại ghé sát tay ông Minh Rồi thì thầm Không biết là bà nói những gì Mà ông có vẻ gật gù Đồng tình lắm Lát sau Hai người từ trong buồng bước ra Ông Minh hậm hực gần giọng nói tặng phước mày có thương con gái tao thật lòng không quá bất ngờ với câu hỏi này phước không lại mất một lúc rồi mới trả lời dạ con, con thương con, con thương hạ thật lòng ông mình gật gù vậy thì được rồi nhưng tao phải thử coi lòng dạ mày ra làm sao dù năng lực của mày nữa mày phải xứng đáng mới lấy được con gái tao sau này cả cái cơ nghiệp này cũng là của hai vợ chồng bay hạ mừng rỡ cha cha ch nói thật không nhưng mà khoan đã hai đứa bay chưa được ta đồng ý đâu thằng phước bắt đầu từ ngày mai mày tới nhà tao ở để học việc ta cũng sẽ theo dõi coi mày làm ăn có được không nếu mà tao thấy ưng thì sẽ gà con hạ cho mày còn không thì lúc đó tớ đuổi đi đừng có trách tao phước như vỡ òa anh gật đầu lia lìa dạ dạ con biết rồi C con biết rồi nói xong anh chạy lại chỗ hạ hai người ôm chầm lấy nhau rồi òa lên khóc ông minh liếc một cái còn bà hương thì vội ngắt tay ông ra hiệu cho ông bình tĩnh ngày hôm sau đúng như lời dặn của ông minh phước đến căn biệt thự của ông để học nghề nhưng tới nơi rồi anh mới biết đó là nam trúc được giao phụ trách đưa anh ra đồn điền cao su phước không phải làm công việc bàn giấy tính toán như anh nghĩ mà ra tới nơi nằm chúc quẳng cho Phước một cái giỏ với con dao rồi gàn giọng Đi lượm bổ đi, chiều tối thì được về. Liệu hôn mà làm cho xong, chứ không thì coi chừng tao báo lại ông mình là mày no đòn. Tuy không giống như suy nghĩ, nhưng nghĩ đến lúc được ở bên hạ, Phước đành phải nghe theo ngay. Thấm thoát một tháng trôi qua, Phước tuy làm việc vất vả, nhưng thỉnh thoảng cũng được gặp hạ. Lần này không phải trốn chùi trốn nhủi nữa trông thấy cái thân thể ngày một gầy còm của người yêu hạ xót lắm cô cũng nói với ông minh nhưng ông luôn lấy lý do là dùng cái khổ này để dạy cho phước biết quý trọng đồng tiền nói không lại cha mình nên hạ đành thôi cô cũng biết cầu trời khẩn vật cho qua cái ngày tháng này để hai người được chính thức về bên nhau sáng hôm nay bà hương đưa hạ đi chợ sớm lắm để chuẩn bị cho cái bữa tiệc thường niên ở trong nhà ông minh Phước nhìn như thường lệ, anh đi tới đồn điền để làm việc. Nhưng khi vừa tới nơi, Nam Trúc đã bước ra chặn đường. Ê, ông mình gọi mày tới, gặp ông có việc. Ch chuyện gì đó anh Nam? Phước thắc mắc. Nói sao thì làm vậy đi, đừng có nhiều chuyện. Nói rồi một chiếc xe hơi chạy đến, Nam Trúc kéo Phước lên xe. Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường, lát sau nó ngừng lại ở cái bìa rừng gần con kênh thủy lợi phước bước xuống xe thì đã trông thấy ông Minh đứng đợi sẵn ở đó rồi. Anh nghĩ trong bụng là có chuyện gì, không lành rồi nên ngó nghiêng xung quanh. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn tìm đường mà thoát thân. Khi chỉ còn cách ông Minh chừng năm bước chân thì Phước dừng lại, anh cúi đầu chào một cách kính cẩn. Dạ, cháu chào chú. Ông Minh không đáp lại lời chào ấy mà ông vô thẳng vấn đề chính một cái gói giấy được ném ra trước mặt phước cái này là phước nhíu mày mở ra đi phước cúi xuống đưa tay mở cái gói giấy ra và anh há hốc mồm khi thấy bên trong là một cọc tiền mới tinh nhưng cái thứ khiến cho phước kinh ngạc hơn hết chính là chiếc nhẫn vàng gói kèm theo anh nhận ra đây chính là chiếc nhẫn mà vào ngày về quê anh đã mua tặng cho mẹ mình tuy không đắt tiền nhưng nó cũng là như phần quà cảm tạ công ơn sinh thành của bà ông ông không để cho phước thắc mắc ông minh nói ngay cha mẹ của bay giờ đang trong tay tao mày có muốn ông bà chết không không tôi 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 xin ông ờ, làm ơn ông minh cười nhếch mép một cái vậy thì mày phải kiếm cớ mà chia tay con gái tao ngoài đi càng nhanh càng tốt mày phải phụ bạc nó cho nó dứt tình với mày nếu mày làm được Thì số tiền này là của mày Và sự an toàn của cha mẹ mày Sẽ được đảm bảo Ông, ông Phước nắm chặt hai bàn tay lại Nhưng rồi anh cúi gằm mặt xuống Thở dài một hơi Được Ông hãy tha cho cha mẹ tôi đi Tôi sẽ nghe theo lời ông <cười> <cười> Biết vậy Vậy là được chứ Nói rồi ông Minh bước thẳng lên xe Rồi ra về Phước nằm vật ra đất Hỏa lên khóc. Từ chợ về, Hạ hỡn hở lắm khi lúc nãy bà Hương còn nói sẽ cho phép Phước vô dự tiệc cùng. Như thế thì chẳng khác nào cha mẹ công nhận anh ấy rồi hay sao? Hạ nghĩ mà lòng vui mừng khôn xiết và cô càng vui hơn khi thấy ông Minh và Phước đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách uống trà cùng với nhau. Trông thấy cô, ông Minh liền cười tươi giói. Còn Hạ về rồi đấy hả? À? Lò phụ má mày với gì chín nấu nướng đi nhờ bữa nay có thằng phước nên phải nấu ngon vào đó khỏi phải nói hạ mừng như muốn khóc thét lên cô quay sang phước nháy mắt với anh một cái phước cũng cười cười với cô bữa tiệc diễn ra vào buổi trưa ông minh như một nghệ sĩ ông đang cố hoàn thành nốt vai diễn của mình một tay cầm ly rượu một tay vỗ vào vai phước ông nói thằng phước mấy bữa này cũng đã trải nghiệm công chuyện làm ăn của nhà mình rồi. Giờ tôi thấy nó cũng thật thả chất phát. Sau này có tiềm năng mà phát triển cái cơ nghiệp của nhà mình. Hạ cười rẽ lên. Chà, chà nói thật không? Ha ha, tất nhiên là thật rồi. Tháng tới, thằng Phước sẽ vào làm kế toán của đồ điển. Nó biết tiếng Tây nên chào cho nó làm việc với mấy ông Tây. Chuyện buôn bán luôn. Khỏi phải lê cái thân già này đi cho mệt đầu. Hay quá, hay quá hạ vừa cười vừa quay sang phước anh phước anh còn không mau cảm ơn cha đi nhưng cái gương mặt của phước làm cho hạ khựng lại bởi đây là một gương mặt không mấy vui vẻ gì anh anh sao thế lúc này phước mới đứng dậy anh vòng tay lại rồi đói dạ thưa ông minh thưa bảo hương và em hạ chuyện này con đã suy nghĩ lâu rồi có thể bản thân mình không hợp với cái việc kinh doanh tính toán này chỗ nào còn có muốn quay lại thị xã làm phiên dịch anh nói gì thế hạ giật mình hốt hoảng không phải khó khăn lắm mới được như hôm nay sao anh lại muốn bỏ ư phước lắc đầu anh cũng nói với em luôn là anh cũng suy nghĩ lại chuyện của chúng mình rồi anh anh không muốn cưới em nữa lời phước vừa nói ra giống như là một nhát dao đâm trực diện vào tim của hạ hai mắt cô đã đỏ hoe anh anh nói sao Phước nốc hết ly rượu rồi nói lớn. Tôi nói rồi, căn nhà này không đúng với kỳ vọng của tôi. Lúc đầu khi quen cô, tôi cứ tưởng nhà cô ngon lạnh lắm. <laughs> Nhưng mà không, cái đồn điền của ông Minh đây không lớn như tôi tưởng. Thậm chí còn thua xa chút đất vườn nhà ông Peter nữa. Cho nên tôi không muốn phí thời gian thêm chút nào nữa. Ông Peter vừa đánh dây thép cho tôi, bà là cô cháu gái của ông đã về Việt Nam. Bà tôi, một người thân cận của ông ấy, tất nhiên là phải lên đó làm phò mã rồi. Thôi, Tôi cảm ơn ông bà vì sự chiêu cố thời gian qua. Nhưng giờ tôi phải đi rồi. Phước nói dứt câu thì quay lưng bỏ đi. Ông Minh trong lòng mừng lắm, nhưng ông vờ đứng dậy. Cái thằng mất dậy, mày, mày đứng lại cho tao. Người đâu, đập chết đâu đi. Như để phô họa với chồng, bà Hương đứng lên, chạy lại chỗ ông Minh. Thôi, thôi ông ơi, nó có cơ to, nó là tân cận của ông Peter, mình không động được vào nó đâu ông. Thôi, coi như là bài học, mình tin người quá làm gì? còn con hạ, mày phải sáng mắt ra nha con, mà dễ kiếm rồi còn một thằng chồng ngon lành, con yên tâm. các người im hết đi. Hạ vùng đứng dậy, hai mắt cô lúc này đã đẫm lệ, chạy một mạch về phía phòng rồi đóng sầm cửa lại. tiếng khóc, tiếng chu chéo đến xé lòng của cô vọng ra. nhưng hai vợ chồng ân minh thì vui mừng lắm, họ tiếp tục ngồi vào bàn ăn rồi cộng ly chúc mừng nhau. <laughs> Chuyện thành công ngoài mong đợi Cái thằng Phước đó diễn cũng tốt đó chứ À mà ông này Lỡ đầu nó đưa cha mẹ nó trốn đi Rồi nó quay lại đây quấy phá mình tiếp thì sao Bà chớ có lo Nó vừa bước ra khỏi đây Thì thằng Năm Trúc nó cũng vào việc luôn rồi <laughs> Nó có tẩy ma Cũng không làm gì được mình đâu Được Ông làm tiếp là được Đã ba ngày Từ khi Phước bỏ đi hạ vẫn nhốt mình trong phòng, cô không ăn uống gì hết thảy, mà chín cố gắng nắm thì cũng chỉ múc được cho cô vài muỗng cháo mà thôi. sáng nay hai vợ chồng ông minh đang ngồi uống trà trong phòng khách thì thật bất ngờ, hạ mở cửa bước ra ngoài với một gương mặt hết sức tươi tỉnh. cha mẹ, con nên trợ một chút son phấn nha. hơi bất ngờ bởi cái thái độ của hạ, bà hương liền hỏi. Con, con bình thường lại chưa. Có gì mà bình thường, con không sao hết. Hạ phì cười. Trông thấy nụ cười của cô con gái, bà Hương gật cổ nói ngay. Đúng, có gì mà phải đau buồn. Trải ở trên đời thiếu gì. Hừm, tảo với cha mày tính hết rồi. Con có huyện nghe ở giữa Vĩnh Long á. giàu nước tiếng cái lục tỉnh này luôn. Cha mày, này mày cũng sẽ xuống dưới rồi nói chuyện đó. Kiện tâm nha con. Dạ. Hạ không nói gì nữa. Cô bước ra ngoài rồi lên xe đi mất hút. Không có phước... Nên ông Minh cũng không đề phòng chuyện Hạ đi chơi nữa... Nên cô muốn đi đâu thì đi. Nhưng đợi cho đến quá trưa mà không thấy Hạ đâu cả... Ông Minh mới gọi năm chúc tới. Ê... Thằng Năm... Hồi sáng ai chở con Hạ đi vậy? Dạ... Cô hai tự lái xe đi. Ông cũng không dặn gì nên con không đi theo. Ông Minh nhíu mày... Quá lạ... Con này... Đi đâu vậy cả? Đến sập tối cũng không thấy hạ đâu mọi người bắt đầu lo lắng bà hương đi qua đi lại chắp tay niệm phật liên tục còn ông minh cùng với đám người của Nam trúc chia nhau ra đi tìm hạ cuối cùng hạ cũng được tìm thấy nhưng đã quá muộn cô chết bên bờ suối cạnh cây xì cổ tụ hạ thất cổ tự tử mà trong tay còn cầm chặt lá thư tình khi xưa gửi cho phước cái tin của hai nhà ông minh tự tử vì tình nhanh chóng lan đi khắp cả huyện Thanh Chi. Có khá nhiều câu chuyện được theo dệt rồi đồn âm cả lên. Hai vợ chồng ông Minh thì thiểu não lắm, bà Hương khóc ngất lên ngất xuống, bà quay ra chu chéo lên trách chồng. Ông, tại ông, tại ông mà con hạ nó mới ra nông nỗi như ngày hôm nay, tại ông cả. Ông Minh thì không muốn tranh luận với vợ, ông thở dài thường thượt rồi bỏ đi. Ông chìm vào men rượu như để quên đi cơn sầu đời của mình nhưng chuyện không dừng lại ở đó sau khi mà hạ chết liên tiếp những chuyện kỳ quái xảy ra đầu tiên đó chính là đám công nhân ở đồn điền hôm đó họ tăng ca nên đi làm về rất muộn đang trong cơn mệt lả người một vài người rủ nhau ra con suối cạnh cây gì cổ tụ mà nghỉ mệt ra tới nơi cả đám ngồi tựa vào gốc cây mà quên bén đi mất trước đó mấy hôm hạ đã chào mình ở nơi đây đang ngồi phe phẩy cái quả thì hai cảnh một người nông phu nghe văng vẳng tiếng khóc truyền lại bên tai anh nhíu mày rồi cất tiếng gọi mấy người còn lại ê mấy ông mấy bà có nghe thấy tiếng gì không một người phụ nữ trong nhóm lắc đầu tiếng gì hả anh hai khuya rồi nha đừng có hồ tôi à nhưng gương mặt anh hai cảnh đanh lại anh lắc đầu không có tôi tôi nghe thấy tiếng khóc thiệt mà nhạc mới nhớ hình như chỗ này là chỗ mà cô hạ con ông Minh tự tử đó Trời ơi Anh hai Đã nói được có hù tụi tôi mà Cả đám phụ nữ nhốn nháo lên Im lặng Im lặng Đột nhiên một người khác trong đám kêu lên Im lặng Mọi người im lặng nào Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên miệng ra hiệu Và rồi khi mọi người im lặng hết thì Quả nhiên có tiếng khóc vang lên Một tiếng khóc u uất lắm Hai cảnh thì thầm Đúng rồi. Cô Hai, cô Hai cô hiện về rồi. Hai cảnh vừa dứt câu thì từ trên ngọn cây, một cái bóng người mặc đồ trắng toát thòng xuống đất rồi treo tỏng ten. Tiếng hét thất thanh của mấy người phụ nữ vang lên và mạch ai nấy chạy, đám người cứ thế tán loạn. Về tới nhà, ai nấy cũng đều xanh hết cả mặt, không ai dám qua đó vào ban đêm nữa. Nhưng chuyện kinh dị không ngừng lại ở đó nó xảy ra ngay trong chính căn biệt thự của ông minh và một đêm nọ sau khi cúng tròn 7 ngày cho cô hạ thì bà chín như thường lệ vẫn hay đi lau dọn khắp nơi đến khi bà ta đến tới căn phòng của hạ chưa kịp đưa tay mở cửa ra thì bà nghe loáng thoáng tiếng bên trong của tiếng hát quái nhỉ tiếng ai hát thế chứ thật đầu bà chín tưởng bà hương vô trong phòng của hạ rồi mở cái máy phát nhạc lên nhưng không bà sực nhớ lại là lúc nãy đi ngang qua thì thấy hai vợ chồng ông minh đang ôm nhau ngủ cơ mà nghĩ thế sống lưng bà chín gợn lên từng đực lạnh tiếng hát bên trong phòng vẫn phát ra mỗi lúc một lớn hơn bà chín đưa cánh tay rùn rùn của mình đặt lên cửa khi cánh cửa vừa mở ra thì bà chín như muốn đứng tìm khi ngay cái bậc cửa sổ phòng của hạ bà trông thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên đó cái bộ quần áo mà hạ mặc chính là bộ đồ mà khi khâm liệm cô trong quan tài bà hương đã mặc cho con gái mình hạ đưa mắt nhìn bà chín rồi tươi cười bà chín bà chín ơi qua đây chơi với con hạ vừa nói vừa cười nhưng nụ cười của cô giống như là một luồng khí lạnh chạy thẳng vào trong người bà chín vậy chưa hết kinh hãi hơn đó chính là cái gương mặt của hạ Gương mặt cô bỗng chốc tím bầm lại, máu từ hai hốc mắt chảy ròng ròng xuống như là hạ đang khóc vậy, cô đưa tay vẫy vẫy. "Bà chín ơi, qua đây." Bà chín chỉ kịp rú lên rồi ngất lịm đi. Nghe thấy tiếng hét, hai vợ chồng ông Minh tỉnh giấc, sau khi chạy ra ngoài thì ông hốt hoảng lắm, ông cúi xuống lay người đàn bà đang nằm vật ra dưới đất kia. "Bà chín, bà chín, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Phải mất một lúc sau thì bà Chín mới có thể tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn xung quanh. Giống như nhớ lại chuyện kinh hãi vừa rồi, bà rú lên. Ông chủ ơi! Ông chủ! Cô Hạ! Cô ấy về! Nghe tới đây, ông mình trợn trọn mắt. Bà... bà nói cái gì? Tức là bà Chín bắt đầu kể lại cái chuyện trông thấy hồn ma của Hạ. Nghe xong ông mình thừa người ra, còn bà Hương thì chạy ào vào trong phòng gọi to. Hạ ơi, Hạ ơi, con của mẹ ơi, con đâu rồi, con đưa mẹ theo với, con ơi. Nhưng tất nhiên là không có ai trong phòng rồi. Ông Minh không nói gì hết mà lặng lặng đứng lên, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Thực ra ông cũng đã nghe về chuyện hồn ma con gái ông hiện về từ mấy người nông phu đồn điền rồi. Cái chuyện này làm cho ông đau đầu cả tuần lễ nay. Giờ lại thêm chuyện mà bà Chín kể. Liệu còn hạ, nó có vẻ thật không? Ông Minh ngồi thử ra đó trắng đêm. Ngày sáng hôm sau, ông cho người mướn gần chục ông thầy chùa từ ngôi chùa lớn nhất trong thị xã về để tụng kinh cầu siêu cho hạ. Mấy người thầy chùa kia không biết có cầu siêu được cho cô hay không, nhưng tiếng gõ mõ tụng kinh của họ liên tục cả ngày, tới tận tối khuya mới xong. Thậm chí có vài người kiệt sức đến ngất đi luôn. Xong xuôi ông Minh giúp tiền ra đưa cho họ, đang chắp tay lại cảm ơn vị sư trụ trì thì bên trong nhà một tiếng thét vọng ra từ trong nhà làm cho tất cả mọi người giật nảy mình hơn ai hết ông nhận ra tiếng hét này là của ai hương hương ông minh vừa kêu vừa chạy vào trong vô tới nơi ông phát hiện ra bà hương đang nằm vật ra giường hai mắt bà long sòng sọc còn miệng thì cười ngoác ra <cười> Hạ ơi Hạ ơi Má theo con đây Hạ ơi Bà Hương vừa nói Vừa lấy tay tự cào lên mặt mình tóe cả máu ra Thế thế ông Minh vội chạy tới ngăn vợ lại Nhưng vừa chạm vào người Thì bà Hương giật lùi ra Bà chỉ thẳng vào mặt ông rồi lá lớn Ông Chính ông Là ông giết con hạ Là ông Rất <laughs> cầu thì bà hương lao thẳng tới tấn công chính chồng mình bà đấm đá túi bụi vào người ông ông minh nhất thời bất ngờ với hành động của vợ nên không phòng bị mà như một cái bao cát hứng chịu sự phẫn nộ của bà lát sau phải nhờ đến sự trợ giúp của nam trúc và mấy người nữa thì mới kéo bà hương ra được lúc này bà cười gần từng tiếng <laughs> ông có chừng đó ông có chừng quân hạ đó tôi sẽ tới tìm ông <laughs> ông Minh đứng dậy, tát vào một cái rồi la. Là, Thằng Nam đâu? Nốt bà lại. Má nó sức con đàn bà điên. Nó rồi, ông quay lưng đi ra ngoài. Bà Hưng bị nhốt ngay trong phòng ngủ. Nam Trúc còn cẩn thận hơn, khóa liền tới ba cái ổ khóa lớn. Suốt cả đêm, bà Hưng tuy bị nhốt, nhưng vẫn không ngừng kêu gào, đập phá. Lúc thì bà khóc, lúc thì bà cười, nhưng nếu để ý kỹ, ngoài giọng nói của bà Hương, bên trong còn có thêm một giọng nói nữa. Và cái giọng này không ai khác, chính là của Hạ. Sáng hôm sau, thì mọi thứ trở về yên ắng. Ông Minh mệt mỏi, nằm vật ra ghế salon mà ngủ. Đến trưa, ông tỉnh dậy, căn phòng vợ ông vẫn im lìm. Chắc bà mệt nên ngủ rồi. Nghĩ thế nên ông đứng dậy, xài nằm chút mở cửa ra để coi thử tình hình ra sao cánh cửa vừa mở ra thì ông mình bàng hoàng bởi cảnh tượng trước mắt ông nó quá kinh khủng bà hương đang treo lủng lẳng trong phòng hay nói đúng hơn là bà đã treo cổ trong chính căn phòng ngủ của mình bà treo cổ như con gái của bà vậy hai mắt bà trợn trừng những đường gân máu hiện rõ trong tròng mắt miệng bà há to còn cái lưỡi thì thè ra tới tận cổ gương mặt của bà đáng sợ tới nỗi mà một gã không sợ trời không sợ đất như nam trúc cũng phải rít lên vì sợ hãi, không dám nhìn. Ông Minh đổ vật ra nền nhà ấp úng. Bà, bà. Chỉ vòn vẹn gần một tháng trôi qua mà căn biệt thự của ông Minh treo cờ tàng tới hai lần. Ông lúc này đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Suốt ngày ông chỉ biết uống rượu mà thôi. Bởi ông Minh không thiết tha gì hết nên mọi việc cứ như rắn mất đầu. Cái đồn điền cũng vì thế mà bỏ trống. Công nhân bỏ đi hết riêng nam trúc thấy không còn có thể bám vào người chủ này nữa nên gã cũng cùng với đám đàn em bỏ đi theo một ông chủ người tây khác trong vùng căn biệt thự chỉ còn lại ông minh và bà chín giả mà thôi mỗi lần dân cư trong vùng ghé qua đó thì có khi họ còn thấy hai cái bóng trắng lượn lở trên tầng lầu của căn biệt thự hai năm sau vào một ngày trời rông gió một chiếc xe hơi ngừng lại trước cửa căn biệt thự của ông minh giờ đây nó không khác gì một đống đổ nát cả ông minh tóc dài phủ mép tai nằm thoi thóp trên bên trong nhà mọi thứ đồ đạc có thể bán được để mua rượu ông đều đã bán hết cả rồi căn phòng khách trống trơn cái thân thể gầy còm không còn chút sức sống của ông minh nằm trong góc phòng từ trong xe một bóng người bước ra anh ta dừng lại trước cổng chính của căn biệt thự rồi ngước mặt nhìn lên trên tầng hai một tiếng thở dài buông ra người đàn ông nắm chặt hai cánh tay lại thành nắm đấm, rồi từ từ bước vào trong. Vô tư nơi ông Minh vẫn chưa tỉnh cơn say, ông vừa nằm vừa chửi đồng lên. À, Chín nữa hả? Lấy tôi chai rượu coi. Nhanh lên. lẽ Lê mè quá. Người đàn ông đưa mắt nhìn lên trên bàn, trông thấy chai rượu còn gần một nửa, anh ta cầm nó lên rồi từ từ tiến lại chỗ ông Minh. Này, rượu của ông đây. Ông Minh nhỏm dậy, đưa tay vớ lên chai rượu, rồi ông cũng tiện đường mà nghĩ lên cái khuôn mặt của người đàn ông kia. <laughs> cảm ơn, cảm ơn. Rượu ngon, rượu ngon. Ông không nhận ra tôi à? Cậu là ai? Cậu bán rượu à? <laughs> bán cho tôi nhiều nhiều chút. Rượu ngon quá. Vừa nói, ông Minh vừa nâng chai rượu lên tu ứng ực. Cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài, bà Chín bước vô, trên tay xách theo cái giỏ sách đi chợ. Ai đó? Nghe tiếng của bà, người đàn ông quay lại nhìn, và rồi bà Chín thốt lên kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt của anh ta. Cậu... cậu Phước? Tiếng bà gần như khản đi khi nhìn thấy thêm gương mặt ấy là một vết dẻo dài từ má trái xuống tận nửa cổ. Người đàn ông này không ai khác chính là Phước, kẻ năm xưa ra đi trong tội nhục. Nhưng bà Chín không biết cái sự tình kia. Trong đầu bà vẫn nghĩ, bởi vì Phước phụ bạc nên mới ra nông nỗi này. Gương mặt bà đanh lại, hai mắt long sòng sọc, sọc. Cậu, cậu của tôi đi làm gì? Cút, cút đi cho tôi. Phước lắc đầu. Bà Chín, bà cứ bình tĩnh, nghe tôi nói. Nói gì? Cậu định nói gì? Phước bước tới, kéo ghế đầu ra bám đầy bụi ra, ngồi xuống. Anh bắt đầu kể lại cái chuyện ngày xưa cho bà Chín nghe. Nghe xong, bà há hốc mồm kinh ngạc. Cái giỏ sách trên tay bà rơi bịch xuống đất, bà liền chạy lại chỗ Phước. Cậu Phước, cậu nói thật chứ? Ừ, nếu không tin, thì bà cứ hỏi ông ấy. Bà Chín đưa mắt nhìn ông Minh đang tù rượu ưng ực mà lắc đầu ngán ngẩm. Ông có biết gì đã đâu mà nói chứ. Đây là lúc bình thường đó. Trước khi mà lên cơn thì chạy nhảy khắp nơi. Có khi lèo tốt lên ngọn cây gì ở bên bờ suối. Chỗ mà cô hạ tự tử đó. Tụi phải khổ sở lắm mới đưa ông xuống được. Ngày xưa ông ác nhân thất đức bao nhiêu thì bây giờ lại khổ sở bấy nhiêu. Bà Chín thở dài một cái rồi nói tiếp. À, còn, còn cái vết xẻo thêm mặt cậu là sao vậy? Phước trần trừ một lúc anh trầm ngâm hồi tưởng lại khi đó vừa bước ra khỏi căn biệt thự này tôi liền tức tốc chạy về nhà đưa cha mẹ đi trốn bởi tôi biết ông minh không dễ dàng tha thứ cho tôi nhưng tôi không ngờ ông đã có sự chuẩn bị trước tên nam trúc gặp với mấy tên nữa bám theo tôi thì mé rừng rồi chạy vượt lên đạp tôi ngã xuống xe đạp tiếp đó hắn tật sấn tới đấm đá túi bụi vào mặt tôi mấy tên còn lại cũng không vừa tên thì giằng tay tôi tên thì thúc vào bụng khi mà tôi đã không còn sức chống trả nữa. Tiền nằm Trúc mới cầm cây mã tấu trên tay, hắn xả một nhát đến đầu tôi. May mà lúc đó tôi né được, nhát xả chỉ rượt qua mặt mà thôi. Tôi lao mình xuống dòng kinh, dù lãn mất tâm. Nam chúc tưởng tôi chết rồi nên bỏ về, mà lúc đó tôi cũng tưởng tôi đã chết thật. May mà có một ông trải vốt được tôi lên. Khi đó, tuy tôi sống như mất trí, không nhớ được gì hết. Suốt ba năm, tôi sống như một kẻ vô hồn, nhưng rồi trời thương Và một đêm mưa tuần trước Tôi bị trượt té Đầu đập vào tường Nhưng may thay trí nhớ cũng từ đó mà khôi phục lại được Nhớ hả Tôi tìm về đây Thì nghe cha mẹ kể chuyện của cô Tôi hận lắm Lần này về đây Ta để chất vấn ông ta Nhưng giờ đây Trong thích cảnh tượng như này Thì tôi không muốn trả tù làm chi nữa Bà Chín thở dài, chấp hai tay lại niệm nam mô a di đà phật sau đó bà quay sang nhìn phước sợ cô định làm gì phước đứng dậy bà chín dẫn tôi ra mộ hạ dùm Tức là bà chín dẫn phước đi mộ của hạ nằm trong khuôn viên nghĩa trang của dòng họ ông minh phần mộ của cô và bà hương nằm kế nhau đứng ở trước tấm bia khắc tên người yêu phước không kìm nén nổi cơn xúc động mà òa lên khóc nức nở Trời đất, chuyện gì mà Lâm Ly bi đát giữ về ông Chiêu? Mà ông kể có thật không đó? Đức vừa xé con khô ra nhai rồi hỏi ngược lại. Ông Chiêu bật cười khanh khách. <cười> thì tôi kể đó, cậu không tin thì thôi, chứ tôi biết làm sao được. Đức gật gù, như lại cái lúc chạm chán hồn ma kia. Thật không ngờ anh lại được diện kiến hồn ma của một cô gái có câu chuyện đau thương như thế. À Đức này, Ngày mai cậu có lên thị xã chơi không? Đức nghe câu hỏi của ông Chiêu thì nhíu mày. Không có, nhưng mà ông có chuyện gì nhờ thì tôi đi rộm cho. Tôi có chiếc Honda mà, chạy một chút thôi chứ mấy. Ông Chiêu gật đầu. Vậy cũng được. Vậy mai là ngày đầu tiên tôi được nhận tiền trả cấp hộ nghèo. Cậu đi nhận rộm tôi được không? Được chứ, nhưng mà nhận vậy rồi người ta có cho không? Ông Chiêu móc trong túi ra một mẫu giấy rồi nói. Đây, giấy chứng minh của tôi, có quyết trình cho người ta là nhận được. À, rồi rồi. Đức vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong giấy. Đột nhiên anh khựng lại. Ủa, sao, sao ông chiêu mà trong tờ chứng minh lại là Lê Văn Phước? <cười> <cười> ông Chiêu cười trừ, cái vết sẹo dài trên khuôn mặt ông ánh lên. Không có gì, mai cậu đi nhận giùm tôi đi, sẵn ghé qua chợ. Một chút giấy tiền vàng mã cũng lâu rồi tôi chưa thấp cho bà hạ cây nhang nào quý vị khán thính giả thân mến chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay và tiếp theo chương trình Trên chiêu xin kính mời quý vị chúng ta cùng nghe một bộ truyện của tác giả kim như mang tựa đề ngôi nhà bị bỏ quên mời quý vị cùng đón nghe nhiều thập kỷ trước ở trung quốc một nam nhân nghèo khó phải lòng tiểu thư của một thương gia lớn, hai người họ yêu thương nhau nhưng không muốn đăng hậu đối. Đương nhiên sẽ không được cha của người tiểu thư đó đồng ý, nếu họ còn sống trên mảnh đất Trung Quốc thì không có cơ hội bên nhau. Hai người họ rủ nhau bỏ trốn, lênh đênh trên biển cả cả tháng trời, cuối cùng họ cũng thấy đất liền. Nơi đây là một mảnh đất vắng người, rất thích hợp cho họ xây dựng hạnh phúc. Hai người đó là ông bà cố của thằng bản thân Hai đứa rảnh rỗi không có gì làm nên nằm kể cho nhau nghe chuyện của ông bà. Nó chợt nhớ ra. Ê, Tú, hai hôm nữa là thi xong rồi. Dù tôi kia về nhà ông bà cố tao khi xưa để lại chơi đi. Lâu rồi ba má tao không cho về một mình. Cô tụi bây chắc được đi đó. Tôi nói với nó, thằng Bình là bạn chung phòng trọ, ba má nó ở dưới quê, gửi nó lên Sài Gòn ăn học. Tao tưởng nãy giờ mày kể tào lao chứ, ngôi nhà đó có thiệt hả mày? Nó nhìn tôi. Mày điên hả? Chuyện ông bà tao tóc xạo làm gì? Mẹ bà thật đó con. Nhà gỗ to đẹp, như mấy căn nhà Trung Quốc xưa vậy đó. Ông cố tao có nhiều khiếu làm ăn. Qua lên đây bà nằm đã gây dựng được cơ đồ, tài sản vô kể nha mày. Kể cũng đúng. Ở dưới quê, ba má nó giàu nứt vách, ruộng cò bay thẳng cánh, nhưng ba má nó nghiêm khắc, không để nó tiêu xài hoang phí, nên gửi nó học trên đây, mỗi tháng gửi tiền đổ tiền ăn xài, không dư để ăn chơi. Bởi vậy nên có duyên tôi với nó ở chung. Tôi bừng quờ nói. Mày dù được tụi kia đi rồi tính, chứ tao với mày lên đó chơi với khỉ à? Ờ, à, để tao rủ tụi kia. Dù tụi con như con kim, con ngọc với cả con phí nữa. Càng đông càng vui. Tụi thằng An, thằng Nhàn, thằng Dũng nữa, cho nó đông đông. Ê, sao sao mày rủ toàn con gái không vậy? Ngại chết. Này, Tính làm gì con người ta hả? Mày điên à? Tao thích con Ngọc. Mà con Ngọc nó chơi chung với tụi kia. Nên tao rủ tụi kia theo cho con Ngọc nó đi với tao. Hề. Hey. Nó cười gian manh. Tao cũng tạo cơ hội cho mày với con Nhung. Hề. Hey. Tôi đỏ mặt. Hề. Hey. Mày hay quá Bình ơi. Mai chuyển lên như mày. Ok, ok. Tao biết rồi. Mai tính. Giờ ngủ đi. 12 giờ rồi. Nói rồi hai đứa chìm vào giấc ngủ. Với kế hoạch nghỉ hè vui vẻ, hôm đó, ngủ tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Đoàn chúng tôi đến một căn nhà gỗ thật to, xung quanh là rèm cửa sổ, vài màn đều màu đỏ, nhưng khi tiến vào sâu, bạn bè của tôi cứ biến mất, mất dần. Đến khi chỉ còn mình tôi thì một cánh tay kéo tôi chạy ra khỏi cửa rồi hét lớn. "Chạy nhanh đi, không nên ở đây nữa, không được đến đây." rồi bóng người đó mất hẳn, chỉ còn hình ảnh mờ nhạt cùng tiếng hét đau đớn. Thằng Bình lay lay tôi tỉnh dậy, thì ra là mơ. Tôi kể cho nó nghe, nó lại cười rú lên. <cười> rồi ôi, mày mong quá điên sao, muốn chinh phục nàng cũng từ từ chứ. Theo tao, mày suy nghĩ về chuyến đi nhiều quá nên mơ thôi. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay tiết sinh hoạt cuối cấp, phải trải chút đẹp đẽ, dù đi chơi gái mới đi chứ. <laughs> Nói rồi, nó phóng ra khỏi phòng tôi. Cũng đúng thôi, chắc tôi suy nghĩ về chuyên đi quá nên mơ. Nhà thằng Bình thì có gì đâu. Tôi đánh răng rửa mặt rồi vuốt thêm tí keo. Chủ bức up lên Facebook trước đã. Đâu phải hôm nào cũng trả chút như vậy đâu. Tôi và thằng Bình leo lên chiếc xe tay ga của nó phóng thẳng đến trường. May mắn là được ở chung với nó, không thì sáng sớm đã phải đạp xe đạp vã mồ hôi. Tiết sinh hoạt diễn ra nhanh chóng, lớp tôi có đặt thức ăn bên ngoài. Chỉ trong con 5 phút mà con ngọc đỏ cỡ đó, làm gì không biết nữa. Thằng Bình lại huyết vai tôi. Được rồi đó mày, anh Ngọc đang rủ tụi kia nữa, sẽ nhanh thôi. Nhìn qua bản bên kia, tụi con gái nhốn nháo rồi im bặt. Riêng chỉ Nhung, Ngọc, Kim, Thúy là mặt đỏ ửng, ngại ngùng nhìn về hướng chúng tôi Điện thoại thằng Bình rung lên Có tin nhắn message Là Ngọc với ảnh đại diện dễ thương Đội mũ tai thỏ Tin nhắn ngắn gọn xúc tích Nhưng tràn đầy ý nghĩa Làm tôi và thằng Bình không uống cùng say Ok Tin nhắn chỉ có vậy Buổi tiệc kết thúc Do có giáo viên ở đó Nên chúng tôi không uống được bao nhiêu Mỗi đứa một lon Ăn no bụng xong lại về Hôm nay thằng Bình đứng ra trả cho cả lớp nó gọi về quê báo với cha mẹ nó. Năm nay nó lại học sinh giỏi. Lớp lại muốn liên hoan nhưng không có quỹ lớp. Thế là má nó điện cho cô giáo xác nhận sự việc. Ba phút sau, điện thoại nó rung. Má nó bơm cho nó nằm triệu. Tha hồ ăn uống. Nhà có điều kiện có khác. Con Ngọc càng hãnh diện vì được thằng Bình nhìn trúng. Sau khi về nhà, thằng Bình nhắn tin rủ tụi con trai. Tụi nó bình thường ở nhà cũng phá hoại. Này nghe được lên rừng núi tránh xa game tệ nạn thì ba má tụi nó mừng đồng ý ngay ấn định ngày mốt xuất phát ngày mai thu dọn chuẩn bị sáng mốt sẽ đi sớm tôi không quên điện về quê báo cho bà biết tôi sinh ra trong gia đình khá giả nhưng không may cha mẹ tôi mất trên đường đi làm ăn xa ông bà nội lại có một mình tôi nên dành những gì tốt nhất cho tôi gia đình tôi không giàu như nhà thằng bình nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ dài alo Bà nội, nội khỏe không? Bên kia là giọng nội tôi trách móc. Thằng rảnh con, sợ mày mới nhớ tới bà già này hả? Ông nội mày nhắc mày đấy mấy hôm nay, nhưng nội đâu dám gọi sợ mày ôn thi. Tổ trả mày. Nội trách mắng nhưng đầy yêu thương. Nội, con gọi là để xin nội cho con đi về quê nhà thằng bạn chung phòng chơi. Nhà ở quê có các bạn chung lớp đi nữa. Nội cho con đi nhé. Bà nội ấp úng bên kia giọng nói khác là ông nội. Đi đâu? Dạ, ông nội, con về quê bạn chơi một tuần, sau đó con sẽ về quê với nội hai tháng luôn. Ông nội hờ lạnh rồi nói. Hừ, đi đâu thì đi, đừng để hai thân già này đi tìm, nhớ đem theo vật bảo trong người. Tôi vâng dạ, rồi hét lên. Con thương ông bà nội nhất trên đời. Bên kia tôi nghe bà nội cười. Tổ trả nó chứ mười tám rồi như con nít á bằng tuổi nó khi xưa người ta có vợ giống nhỉ ông nội gắt lên vợ gì mà vợ tương lai sự nghiệp chưa có vợ con gì đây rồi cúp máy ông bà tôi là vậy cứ cãi nhau nhưng thiếu nhau thì lại buồn không ăn không uống do có uống tí bia tôi có hơi buồn ngủ vừa chợp mắt tôi gặp được má tôi má mất khi tôi còn nhỏ nhưng ký ức về má tôi vẫn nhớ nhưng có hơi mờ nhạt. Tố, ở nhà đi con. Đừng đi, nguy hiểm. Rồi má tôi biến mất. Lại giật mình, không lẽ cánh tay kéo tôi khỏi căn nhà kia là má. Nhưng tại sao má lại nói như vậy? Nhưng thôi không sao, tôi có vật bảo của ông cho, có thể an toàn. Nghĩ đến có nhung đi chung chơi đùa, nói chuyện tôi lại sướng dơn, quên luôn cả giấc mơ việc về nhà ông bà cố của thằng bình chơi nó giấu ba má nó vì lâu rồi họ không cho nó về đó nữa nó kể trong nhà đó có một căn hầm nếu tìm ra có thể tìm thấy thêm tài sản của ông cố nó nên giấu ba má nó họ mà biết thì dễ gì cho nó đi ẩn chứa bên trong ngôi nhà một bí mật họ không muốn nó biết chính bản thân họ không dám về nơi đó từ lúc thằng bình rủ đi tôi đã có cảm giác ớn lạnh nhưng không rõ cố xua đi nhưng càng sát ngày đi thì lại càng rõ hơn, thôi kệ, đi chơi thôi mà, suy nghĩ nhiều chi. Vật bảo ông cho là một viên ngọc màu cam, nó có thể thay đổi màu sắc, còn về nguyên lý để thay đổi màu thì tôi chưa biết, chỉ biết có khi viên ngọc đeo ở cổ, tinh thần tôi tốt hơn, may mắn hơn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, sáng hôm đó 4 giờ sáng, tôi, Bình, An, Dũng, Nhàn và tụi con gái lên xe nên chúng tôi đến là căn nhà gỗ, căn nhà khiến tôi ám ảnh cả đời. Xe chạy bon bon trên đường, do mới 4 giờ sáng nên tụi nó ngủ lại. Trên xe lúc này chỉ còn tôi và Nhung là thức. Không khí càng lên cao lại càng lạnh, làm những giọt sương động kín trên kính xe. Nhung mặc chiếc áo khoác to, tay đưa lên cửa kính nghịch những giọt sương sớm. Cảnh này rất đẹp, còn hơn là tiên cảnh. Nhung vẻ ngoài bình thường không được đẹp như Ngọc, quyến rũ như kim nhưng chỉ nhìn thấy cô ấy tôi lại thấy toát lên vẻ gì đó kiêu xa thánh thiện chắc có lẽ tôi thích cô ấy nên với nghĩ vậy bất chợt nhung không quay đầu mà nói chuyện nhìn đủ chưa tú người ta con gái mà nhìn dữ vậy tôi giật mình thì ra nhìn nàng say đắm bị nàng phát hiện rồi tôi nhìn cái cảnh thôi không quỹ nhìn cậu chăm chăm đâu Nói rồi tôi quay sang cửa xe bên tôi mà nhìn ra ngoài tránh để Nhung thấy vẻ mặt lúng túng. Bên ngoài có mưa rồi, mưa phùn lắc sắc không đáng ngại. Đột nhiên bác tải thắng gấp, làm mặt tôi đập vào ghế trước đau đớn, tôi xoa xoa mặt. Chú ơi, thắng gấp vậy, gãy răng còn hết rồi. Tôi kia đang ngủ bị cô thắng gấp làm trúng giật mình, nhôn nháo ngồi dậy, mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Có, có chuyện gì vẽ bác bác tải? À, à, không có gì đâu. Đang chạy hình như là có con gì đó phóng ra. Làm tôi giật mình. Không biết có tông chúng nó hay không nữa. Con mèo rừng hay là con nai gì đó. Nhìn không rõ. Các cô các cậu trên xe. Để tôi xuống xem. Cả bọn không nói gì. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài cùng bác Tài. Có lẽ bác ấy cần giúp đỡ. Tôi vừa đến chỗ bác Tài đứng thì thấy bác ấy đập tay lên nắp xe. Quái thật. Rõ ràng thấy tông chúng có gì vậy mà giờ không thấy dấu vết không phải mèo cũng không phải nai vậy là con gì nhỉ vẻ mặt bác tài có hơi khó chịu vì sáng sớm đã có chuyện tôi vỗ vai bác không sao đâu bác tài không tông trúng thứ gì là may rồi đường rừng có thể là con thú nào đó nhanh nhẹn thoát đi rồi đi thôi tôi và bác tài trở lại xe bọn kia nhốn nháo hỏi han nhưng không có gì thì đánh lắc đầu trấn an tụi nó để tiếp tục hành trình hơn 7 giờ sáng, xe ngừng trước cổng một ngôi nhà lớn. Cổng rất to, như cổng của biệt phủ của những người có tiền vậy. Bọn tôi xuống xe, vườn vai khởi động. Thằng Bình lạnh nhất cho bác tải mấy tờ polymer. Tôi thấy bác ấy cười tươi gật đầu lia lịa. Sau khi xe rời đi, thằng Bình đến chỗ bọn tôi, tôi hỏi nó. Chưa trả tiền xe à mày? Nó cười lớn. Mày nghĩ sao vậy? Tao trả đồ lúc tụi mình lên xe rồi, còn tiền tao mới đưa là bồi dưỡng nhỏ ông ấy chuyển mỡ thực phẩm tao chuẩn bị sau xe và cổng sau rôm dặn ông ấy từ đúng ngày đúng giờ rước chúng ta thôi à không quên báo với mấy bạn một tiếng cả bọn nhốn nháo tập trung lại một chỗ thằng mình dõng dạc tuyên bố một điều làm nó hụt hứng. thông báo với tụi bay ở đây sóng yếu tín hiệu có lúc có lúc không tất nhiên không sử dụng được mạng một tuần này chúng ta sẽ hòa nhập vào thiên nhiên xa rời công nghệ Bọn kia và cả tôi ha hốc mồm, đột nhiên bị báo tin dữ. Thời này mà không có điện thoại, laptop một tuần, chắc chết mất thôi. Bọn nó lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng là chập trần. Chắc chỉ có điện bình thường, không lên mạng được rồi. Ai nấy chán nản vì quá bất ngờ. Thằng mình cặp vai chúng tôi an ủi. Thôi nào, tôi muốn tốt cho mọi người thôi. Ô nhiễm lâu rồi, nay ta về với thiên nhiên đi. Ở đây thú vị lắm đấy, Cả bọn mệt mỏi Vác hành lý vào cổng Tôi hít vai thằng Bình Này sao không nói trước với mày Làm tụi tao khó chịu À nói ra rồi tụi mày có chịu về chung với tao không Thôi thì tiền chạm hậu tấu vậy Tôi thở dài Bước sau chân nó đi vào Vừa mở cánh cổng lớn ra Trước mắt tôi lúc này Một căn nhà gỗ thật to Thật rộng, trải dài Mọi người hay xem phim cổ trang Trung Quốc Thì sẽ thấy như là nhà của qua lại hay vương chúa ngày xưa nhưng nó không thu hút tôi vì to lớn căn nhà thu hút tôi bởi những tấm rèm màn cửa màu đỏ tôi cố lục lại ký ức đã thấy ngôi nhà này ở đâu chờ tôi lạnh sống lưng lùi về sau mấy bước tôi lắc đầu không, không thể nào không thể nào mình chưa tôi đi bao giờ sao lại giống giấc mơ như vậy vậy bạn của tôi có có biến mất như trong giấc mơ không tôi lùi lại vấp vào thanh chắn cửa dưới đất mà ngồi bẹt xuống. Nhung thấy vậy chạy lại đỡ tôi. Tú sao vậy? Không khỏe hả? Vào nhà đi, ở đây lạnh chắc là Tú chưa thích nghi thôi. Tôi nắm chặt tay Nhung như sợ cô biến mất. Nhung, có chuyện gì cứ đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu nhé. Nhung rột tay lại. Cậu làm gì vậy? Mặt cô ấy đỏ lên, ngượng ngùng, khóe miệng cười mỉm bước vào gian nhà lớn nơi bọn kia đang mân mê đồ vật trong nhà thằng bình tất cả được làm bằng gỗ tinh xảo không chế chỗ nào được tôi và nhung bước vào thằng bình đứng dậy giới thiệu đây là nhà của ông bà cố mình để lại hàng tuần vẫn thuê người đến dọn dẹp mọi người cứ thoải mái đi phía dãy phòng bên trái có hơn 10 phòng trống đầy đủ giường ngủ bàn ghế mọi người cứ tự do chọn phòng riêng hoặc là ở chung tùy ý bọn con gái xôn xao rồi thống nhất ở chung phòng tụi con trai cũng vậy thế là chỉ cần hai phòng riêng thằng bình thì sắp xếp phòng cho nó trước nên ở hơi xa phòng chúng tôi nơi hẻo lánh ít người qua lại thức ăn thằng bình chuẩn bị được bọn con gái chuẩn bị bọn con trai thì trẻ củi gánh nước rất giống thời xa xưa quá bận rộn khiến chúng tôi quên đi sự hiện diện của điện thoại laptop trên đời trong nhóm con trai Thằng An và thằng Nhàn là anh em ruột sinh đôi, thuộc dạng ít nói. Nhưng tính vui vẻ, ai nói gì cũng cười, nên tôi với thằng Bình mới rủ tụi nó đi chung. Thằng Dũng là thằng hoạt bát nhất, nên có nó cũng vui. Nhưng lạ, từ lúc về đến đây, thằng Bình khắc hẳn, vui vẻ hẳn ra, lúc nào cũng cười, rồi hay cười một mình nữa chứ, làm tôi có phần hơi sợ. Nhưng không sao, ở chung phòng với nó bao nhiêu năm, đầu thấy nó có gì lạ đâu chắc dò về được nhà xưa nên nó vui tôi gạt phát qua rồi vui vẻ làm việc cùng mọi người cơm nước xong rồi, cũng quá giờ trưa thằng bình rủ chúng tôi đi câu cá cái hồ gần nhà thôi bọn con gái rủ mãi không đi đành để lại năm thằng sách cần câu lững thững về phía thằng bình chỉ đúng là có con sông thật bình phân công cho tôi và anh em thằng an nhàn đi tìm trùng chỉ nó chỉ chúng tôi Dũng chỉ sống ở dưới mấy tảng đá nhỏ nơi ẩm ướt, cứ đi vòng vòng sẽ thấy. Nó với thằng Dũng sẽ ở lại cột lại lưỡi câu. Bà đỡ vui vẻ xách cái lon nhỏ đi tìm run chỉ. Đi được một vòng chưa được con run nào thì nghe tiếng thét của thằng Bình. À, tụi bây ơi, đâu rồi, tụi bây ơi. Bà đỡ hớt hải chạy đến thì chỉ thấy thằng Bình trên bờ, ven hồ có biết trượt dài, không thấy thằng Dũng đâu tôi hốt hoảng D dũng nó đâu thằng bình xanh mặt tay chỉ về phía hồ nước nó nó bị con gì kéo xuống rồi C cứu nó đi thằng an nghe vậy thì lao xuống mò tìm nhưng đâu thấy xác nửa tiếng lặn hộp nhưng vô ích tại sao nhanh như vậy thằng dũng cao to khỏe không thể vô cớ bị như vậy tôi thấy có gì đó mỏ ám không tìm được thằng dũng bọn tôi hốt hoảng không biết nên làm gì chờ mãi trên bờ vô vọng chúng tôi mất thằng dũng rồi ngày đầu tiên đến đây chúng tôi để mất đứa bạn không ai còn tâm trạng đâu câu cá chạy nhanh về báo tin với tụi con gái nhưng vừa vào đến cổng ngọc đã chạy ra vừa khóc vừa kể một chuyện như xét đánh ngang tai cả đời này tôi không thể nào tin được tôi vào nhà thì đã nghe ngọc khóc chạy ra ngọc ôm bình bình ơi Tịnh Tùy tôi bị đột tử rồi như xét đánh ngang tay bọn tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa vội vàng chạy vào thúy cô gái hiền lành ít nói nhất nhóm lại chết đột ngột đang nằm dưới nền đất lạnh kia dũng mất tích tí đột tử hôm nay là ngày gì không biết nữa chỉ biết là một màu đen u tối móc điện thoại định gọi báo công an thì chả có tín hiệu bây giờ phải giải quyết như thế nào bọn tôi thật sự rất dối trí Đêm đó cả nhóm quây quần bên đống lửa ở sân Cả nhóm không ai nói lời nào Thằng Bình lên tiếng hỏi về việc Thúy Ngọc thút thít trả lời Mình cũng không biết nữa Không hiểu tại sao lúc vừa mới đến đây Thì nó đã muốn về Vừa vào phòng thì nó lại nói lạnh Rồi nó như bị mất hồn ấy Ra vào thơ thần cả buổi Tôi Nhung và là Kim nữa Đang tìm một cuốn sách trong phòng thì Nghe tiếng đổ vỡ và tiếng hét của Thúy Ra đến nơi chúng tôi chỉ thấy một bóng đen lướt qua thật nhanh. Thì nó có tiền sử bệnh tim, có lẽ nó bị hồ dọa nên đột tự rồi. Thủy mất không nhắm mắt, mắt trợn ngược lên, mình sợ lắm. Thằng Bình rốt sáng hỏi tiếp. Thế có, có thể sợ bóng đèn nó không? Hay là các cậu nhìn nhầm? Nhưng rùa tay lắc đầu buồn bã. Không đâu, bà chúng tôi đều thấy. Nói đến đây, Nhung khóc lớn làm tim tôi đau thắt. Kim thường ngày hoạt bát nhưng hôm nay là im lặng. Tôi nghe được Kim nói thầm thì gì đó. Bị ám rồi. Nơi này có quỷ. Nơi này không đến ở lâu. Rồi Kim khóc thét lên, la hét, muốn trở về ngay trong đêm. Không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa. Ngọc và Nhung ôm Kim mà khóc. Ngày đầu tiên đến nơi xa lạ, họ gặp chuyện này. Đến cả tôi còn chưa xác định được việc này đã xảy ra chưa hay chỉ là mơ cả bọn không ai nói gì đến nửa đêm chúng tôi an ủi các cô gái rồi chia phòng ra ngủ sáng sẽ tìm đường xuống núi vừa về đến phòng chưa kịp đóng cửa tôi lại nghe thấy tiếng hét của nhung ngọc và kim họ đồng thanh hét lên tôi an nhàn phóng ra khỏi cửa chạy qua phòng bên cạnh dưới đất ba cô gái đang ôm nhau nhắm tịt mắt thằng an khều tôi chỉ lên trần nhà là cái xác của Thúy. Bị treo cổ bằng vải lụa đỏ, lưỡi thẻ ra, mắt như sắp rơi ra ngoài. Tôi giật mình, bỗ vai thằng An, rồi lưu lại vài bước. Sao cái xác bên dàn bếp lại bị treo lên đây, ai làm chuyện này? Thằng An và Nhàn bắt ghế gỡ xác Thúy xuống. Không thể để cô ấy chết cũng không được yên. Tôi tiến đến thằng phòng thằng Bình, gõ cửa hai ba lần mới thấy nó mở cửa vừa mở cửa tôi thấy khuôn mặt say ngủ của nó vừa ngáp vừa ngoái ngoái mông có gì vậy sao không ngủ đi sáng tao với mày tìm đường xuống núi đó tôi hơi bực mình thì nó chết rồi mày ngủ ngon như vậy được sao vậy mày muốn làm tao làm gì nữa khóc như bọn con gái để chúng nó sợ thêm à tao nói rồi sáng ra tìm cách giải quyết chưa bao giờ nó gắt với tôi như thế có lẽ chuyện hôm nay xảy ra quá nhiều tất cả chúng tôi không ai kiềm chế được. Tôi thở dài rồi báo với nó việc xác Thúy bị treo lên trần nhà, nó trợn mắt. Sao thấy được? Chúng ta để ở ngoài sân, ai làm chuyện này? Tôi và nó nhìn nhau, hai đứa cùng hướng về căn phòng nơi mọi người đang tập trung. Bà đứa con gái ôm nhau thút thít, không tin vào những gì mình nhìn thấy. An nhàn cũng bắt đầu lo lắng, vẻ mặt khẩn trương. Thằng Bình đến nhìn sơ qua sự việc rồi nó và An khiêng xác Thúy trở lại gian bếp. Nó đưa ra ý kiến. Đêm này, thay phiên nhau canh để ngủ. Trai gái đều phải canh. Mọi hướng đều phải quan sát. Chỉ làm 3 mũi giờ. Bây giờ 9 giờ, tôi và Ngọc sẽ canh đến 12 giờ. Từ 12 giờ đến 3 giờ sẽ là Kim và anh em An, Nhàn. Từ 3 giờ đến 6 giờ sẽ là Tú và Nhung. Mọi người đồng ý chứ? Ai cũng không ý kiến, đống lửa ở sân lại được nhóm lên ngọc và bình sẽ canh ở đây bọn tôi kéo nhau đi ngủ nhưng đứa nào ngủ được cơ chứ hơn một giờ tôi mới lưu thiêu ngủ chợt nghe tiếng hét bên tai chạy đi chạy nhanh đi nguy hiểm rồi tắt hẳn tôi giật mình mới một giờ hai mươi phút nhìn ra khe cửa tôi vẫn thấy thằng bình và ngọc ở sân ngọc tựa vào vai bình Thời khắc này là của họ, tôi không nên xem nữa. Leo lên giường ngủ một chút, lấy sức canh gác, sáu giờ sáng phải lên đường rồi. Hôm nay là một ngày dài, đủ thứ mọi chuyện kinh khủng xảy ra. Có phải giấc mơ là điểm báo trước sự việc xảy ra? Tôi mần mề chiếc vòng trên cổ, viên ngọc cam bây giờ không màu cam nữa mà chuyển sang nâu đen. Tôi lại gần ngọn đến trong phòng. Thật sự, nó không còn màu cam nữa rồi Chả hiểu sao Thôi kệ Tôi thao thức đến lúc anh em nhàn an kim Tới lượt canh chừng Khi đến giờ này Mọi người vẫn an toàn Nên tôi cũng đi nghỉ Hơn 4 giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc Vì tiếng gọi của nhung ngoài cửa Tú ơi Đến giờ canh rồi Sao chưa thức Mình nhung sợ quá Tôi bước nhanh ra cửa, là Nhung, đang đứng cò giò trước cửa, Thời tiết trên núi thật là lạnh. Tôi vào nhung bước ra sân, nơi đống lửa gần tàn, chạy ra phía sau ôm thêm ít củi. Tôi có nhìn qua, xác phí vẫn còn ở đó. Tôi thở vào nhẹ nhõm, bỏ củi vào, lửa cháy phừng phừng, làm chúng tôi ấm thêm. Cũng giúp chúng tôi an tâm trong hai giờ nữa. Nhung quay sang hỏi tôi. Sao bao giờ là tới lượt canh của hai đứa mình? Bà đứa kia không gọi mình nhỉ? Mà cũng chưa thấy bọn nó về phòng tôi bất giác nhớ ra đúng rồi cả ba đứa chưa đứa nào về phòng bởi vậy không ai gọi chúng tôi thay canh gác đầu óc tôi liên tưởng với những chuyện không nên xảy ra nắm tay nhung chúng tôi đi hết dãy phòng ngủ bên trái và cả bếp vẫn không thấy ai kể cả ngọc đến bây giờ vẫn không thấy lúc này trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn hai chúng tôi nhung hoảng sợ bắt đầu thút thít tụ tụ ơi nhưng không muốn chết đâu Tôi ôm cô ấy vỗ về Không sao đâu Có Tú ở đây Tú sẽ bảo vệ Nhung Nhung ngước nhìn tôi vẻ mặt say đắm ngấn lệ Tú Nhung biết Tú thích Nhung phải không Tôi đỏ mặt không trả lời Nhung Nhung cũng thích Tú nữa Chỉ vì con gái nên e ngại không dám nói ra Bây giờ không biết có sống đến sáng không Nên Nhung muốn nói ra lời tận đáy lòng mình Tôi mừng rỡ, ôm cô ấy thật chặt, siết cô ấy trong vòng tay. Để thời gian này ngưng động, để tôi cảm nhận được chút gì đó của tuổi mới lớn, dù biết từ bây giờ đến lúc được rời khỏi đây, tất cả chỉ là mơ hồ, nguy hiểm. Tôi tháo dây chuyền trên cổ, cả viên ngọc màu cam đeo vào cổ nhung, tay nhung mần mề viên ngọc tròn đó. Gì vậy Tú? Đây là vật gia bảo mà ông bà nội cho Tú, nó có thể đem lại may mắn cho Nhung. tu tin nó có thể bảo vệ Nhung đến khi rời khỏi đây. Nhưng của Tú mà, Nhung không thể nhận. Tôi nắm tay Nhung khẽ gật đầu. Bây giờ, đi tìm thằng Bình, tìm nó để đi tìm ba đứa kia. Không biết chúng nó kéo nhau đi đâu rồi. Hay tự ý bỏ xuống núi trước, giờ này rất nguy hiểm. Nhung nhìn tôi, gật đầu đồng ý. Tay đàn tay, chúng tôi rời căn bếp. Sạc Thúy vẫn mở mắt, nhìn chúng tôi chằm chằm. Nhưng chúng tôi đâu biết, gian bếp có kẽ hở. Trong kẽ hở đó có một cặp mắt sắc lạnh đang nhìn, quan sát hai chúng tôi từ đầu. Khi chúng tôi rời đi, ánh mắt khẽ nhèo lại, miệng nhếch lên, ánh mắt u tối, đầy ma mị. Đến phòng thằng Bình, gõ cửa, thằng Bình cả Ngọc ra mở cửa. Tôi có hơi ngại khi hai đứa ở chung. Ngọc bước ra, trạng thái say ngủ, Bình thì tỉnh như ruồi. Bình, tụi kia thay ca với mày mấy giờ đây? Mình gãy đầu kiểu nhớ nhớ. À, chắc là hơn 1 giờ 30 vì lúc tao với Ngọc Canh nói chuyện nhiều nên không xem giờ. Nhìn lại 1 giờ 30 nên cùng nhau đi gọi tụi nó dậy. Sau đó thì Ngọc nói trong phòng sợ phòng tao sáng hơn nên đưa về phòng tao. Ngọc ngủ trên giường, tao ngủ ở ghế. Ngọc gật gật đầu. Đúng rồi, chúng tôi mỗi người ngủ một chỗ không có chuyện gì đâu. Tôi ngượng ngùng thì tao có nói gì đâu, trai gái bên nhau xảy ra chuyện gì thì cũng lẽ là bình thường thôi. Ngọc không cần giải thích mà. Thằng Bình có vẻ hơi khó chịu, nó tư tay lên xem giờ. Giờ là cát chưa của mày, gọi chúng ta làm gì? Cả đêm nay chạy qua chạy lại, tao không còn tí sức nào nữa rồi. An nhàn với Kim, chúng nó mất tích rồi. Cả Ngọc và Bình há hốc mồm. Sao có thể như vậy? Tao thấy tụi nó còn nói chuyện rôm rả với nhau nữa mà. Sao mất tích kỳ lạ như vậy được Tao không biết Đến giờ Nhung kêu tao dậy Chả thích đứa nào cả Thằng Bình đổ ánh mắt lạnh của nó nhìn Nhung Vậy Nhung là người đầu tiên phát hiện bọn nó mất tích à Nhung e ngại Với ánh mắt dò xét của thằng Bình Đẩy Nhung ra sau lưng tôi Tôi nói Tao phát hiện trước Nhung chỉ biết khi tao phát giác thôi Mày dẹp ngay ánh mắt đó đi Thế tao chỉ hỏi vậy thôi Mày làm gì căng quá vậy Tao có nói nhung lên quan đâu. Thôi thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi. Đừng cãi nhau nữa mà. Ngọc lên tiếng xua tay cắt đứt dòng suy nghĩ bực dọc trong tôi và thằng Bình. Được rồi, không cãi nhau nữa. Làm đốt đi tìm tụi nó đi. Tìm khách nhà thôi. Nếu không có, sáng sẽ đi dọc xuống núi tìm. Cả bốn đứa gật đầu đi lấy dụng cụ làm đốt đi chung với nhau để tìm cả đám cùng nhau đi tìm không đi riêng lẻ tránh trường hợp mất tích thêm nữa tôi nắm tay nhung ngọc ôm tay bình trong căn nhà to lớn này chỉ còn bốn người một người đã lọt xuống hồ không biết sống chết không tìm thấy xác một người thì đột tử ba người mất tích không thể nghĩ đến những chuyện kinh khủng nào xảy ra tiếp tục nguy hiểm đang rình rập tất cả chúng tôi đều là con mồi phía khuôn viên sau nhà thằng bình rộng lớn như vườn thường uyển hoàng cung thêm cả những hòn đá được xếp trồng cao lên tạo nên kiệt tác tuyệt đẹp nếu là ban ngày còn giữ đêm khuya chỉ toàn bóng tối thì những nơi đó không khác nào chỗ trú ngộ cho quỷ dữ ngọn đuốc chúng tôi làm chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ muốn nhìn gió ở đâu thì phải tiến lại gần đang nắm tay nhau đột nhiên tay nhung lắc mạnh trên tay cô ấy có mang một chiếc chuông nhỏ Âm thanh chiếc chuông với không khí căng thẳng này làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn, lúc này khuôn mặt Nhung trắng bệch, tay chân bất giác run cầm cập, cơ thể cô lạnh lẽo. Nhung cất tiếng nói ồm ồm. Đi ngay đi, có một con thú ở đây, đi ngay đi, trước khi quá muộn. Tôi không hiểu Nhung nói gì, Bình nó đứng chơ chơ, Ngọc thì bắt đầu thút thít, không dám nhìn Nhung. Ngọc níu tay Bình, nó nó bị bao nhập rồi. Mày nhập rồi, mình sợ quá. Bình nó tiến đến gần Nhung, xách ngược cổ tay cô ấy đứng dậy, nhưng không tài nào xách nổi. Một lần, hai lần, thằng Bình mất kiên nhẫn, nghiến răng địch đá vào người Nhung. Tôi vội chụp chân nó lại, tôi hét lên. Mày làm gì vậy? Mày điên à? Bình nó tỏ vẻ bình thường, nhưng không có chuyện gì. Tao bị vong nhập, tao giúp nó tỉnh. Mày đi ra đi. Tao có cách riêng. Tôi nhìn nó, rồi tôi gầm rú lên. Mày né cô ấy ra, cô ấy có chuyện gì, tao giết mày. vì ừ. một đứa con gái, bây giờ điên dại, mày đòi giết tao. Được, nhà vô. Nó túm lấy áo tôi, đấm vào mặt tôi một phát, ngã lăn quay. Ngọc khóc lớn, căn ngăn hai đứa tôi. Nhung thì vẫn vậy, ngồi yên, lầm bẩm. Chạy nhanh đi, quỷ dữ, rồi liếc mắt lên nhìn thằng bình ánh mắt đỏ rực rồi tắt hẳn nhung ngã nằm dài trên nền đất lạnh tôi vội đỡ lấy cô ấy dậy dùng nước làm cô ấy tỉnh táo hơn may mắn cô ấy tỉnh lại thấy tôi đang ôm ghì thì giật người đẩy tôi ra tôi bị ngất sao sao lại nằm đây không ai nói lời nào tôi đành trấn an cô ấy là cô mệt nên ngất không thể nói những chuyện vừa xảy ra bốn đứa lại lanh quanh sân đi tìm. Đến gần khóm trúc thì Ngọc hét lên. Cô ấy thấy một cánh tay ở khóm trúc. Chúng tôi chạy đến kiểm tra. Không những một cánh tay mà sáu cánh tay. An, Nhàn, Kim đang nằm trong đó bất động. Tôi lao đến đạp đổ những cây trúc yếu ớt kia. Thằng Bình giúp một tay lôi ba đứa nó ra. Nhưng tất cả không còn hơi thở, không còn sức sống. Chúng đã chết, cả ba đứa không một lý do ngọc quan sát rồi đỏ mặt chỉ vào ba cái xác kì kìm bị anh em nhà này xâm hại rồi tôi nhìn kỹ thì thấy quần áo kim bị bung cúc khóa quần cũng bị kéo xuống tất cả nhìn đúng như đã bị xâm hại đến chết tôi và bình không thể xem cái xác kim bị như thế nào được chúng tôi còn trẻ chưa tiếp xúc với da thịt phụ nữ còn nhung và ngọc chắc chắn không dám đến gần nhung khóc lớn khuỵu gối ôm mặt không biết khi nào tôi lật mình đây, mình sợ lắm, chết hết rồi, chết hết rồi. Tôi nắm tay Nhung, xoa lưng cô ấy. Không sao đâu, tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu, dù xảy ra chuyện gì. Nhưng ôm tôi siết chặt, không nói nên lời, bình lên tiếng. Tao không biết mọi chuyện đi quá xa như vậy, chúng ta không liên quan, cứ để hiện trường như vậy, mai xuống núi tìm người giúp vào báo công an. Cả bọn không thể làm gì hơn trở về sân nhóm lửa trở đến sáng ra giữa sân không ai nói gì với ai nhung hỏi bây giờ chúng ta nên làm gì nó nằm ngoài tầm kiểm soát cả rồi có thể chúng ta sẽ là người tiếp theo an à, nhản hãm hiếp kim xong sao lại nằm chung một chỗ mà chết cả chứ thợ mã phong bình thản nhiên trả lời yếu ớt thiếu kinh nghiệm rất dễ bị như vậy lại hấp tấp càng làm tăng nguy cơ có lẽ cả hai đều bị nhung và ngọc đỏ mặt không ngờ thằng bình lại có kiến thức về chuyện này riêng tôi chưa biết gì về chuyện đó nên không thể phản biện hay nói gì về vấn đề đó nhưng thật ra lý do rất vô lý nguy cơ xảy ra chỉ 10%. phần trăm thôi thì sáng tìm được người giúp gọi công an rồi tính sau cũng hơn 5 giờ sáng sương sớm bắt đầu lạnh động trên những chiếc lá Cảnh vật xung quanh mờ mờ sáng, tất cả như một bức tranh dựng núi phù hợp với những ai đã mệt mỏi với cuộc sống thành thị, quay về đây tìm giây phút yên bình. Nhưng đâu ai biết, ẩn sau vẻ thanh nhã này là nguy hiểm đang rình rập chúng tôi. Trên sân lửa cũng tàn, nhưng ngủ gật trên vai tôi cũng đã tỉnh. Lên đường thôi, chuẩn bị đuổi phẩm, Nhung và Ngọc chuẩn bị ít thức ăn, tản sáng, đem theo một ít cơm nắm, ít nước phòng bị trường hợp mệt và đói. Tú, mày theo tao, ra sau vườn xem những cái xác như thế nào, đập chiếu cho tụi nó, không thể để nó chưa trọi như vậy được. Ngọc và Nhung hơi e ngại vì xác Thúy còn trong bếp, hai cô nàng không dám vào bếp, sợ bắt gặp ánh mắt trừng trừng đó. Tôi và thằng Bình phải vào bếp, đem rau củ, thịt gạo ra sân, chất ba hòn đá lại làm bếp tạm. Chúng tôi ai cũng đều mệt mỏi, nhưng phải cố gắng những giây phút này lơ là đồng nghĩa với buông xuôi còn hơn bốn ngày nữa chú tài xế mới quay lại tín hiệu trên đây thì lúc có lúc không không thể liên lạc với bên ngoài không biết ông bà tôi lo lắng như thế nào nghĩ về ông bà tôi dù nhìn thấy nhung tôi tự nhủ cố gắng mạnh mẽ để vượt qua thử thách kinh khủng này hơn bảy giờ tất cả thu xếp xong tôi và thằng bình đã đắp chiếu che chắn cẩn thận những cái xác nhưng không động vào xác nữa tránh tình trạng phá vỡ hiện trường. Ngọc và Nhung cũng chuẩn bị xong thức ăn, một ít rau cổ rào, ít thịt kho mặn, ăn với cháo trắng. Buổi sáng như vậy là quá đủ, nhưng không ai thấy ngon miệng, chỉ có cố nuốt để có sức lên đường. Hôm nay sương dày đặc, trời âm u như sắp có mưa. Chuẩn bị đồ đạc xong thì một cơn mưa thật lớn chút xuống. Cả bốn đứa đứng giữa nhà, nhìn ra sân, tuyệt vọng. Như ông trời muốn tiệt đường sống, dù thời tiết có hết mưa với những với địa hình cao như vậy đi bộ xuống núi dễ trơn trượt bây giờ chỉ biết trách ông bà thăng bình sao lại chọn nơi cao hẻo lánh để làm nhà chứ bình lúc đầu mày nói là nhà mày có thuê người một hai hôm sẽ đến dọn dẹp đúng không Sao hai hôm giờ không thấy bình thở dài tao cũng không biết nữa đáng lý ra hôm qua cô ấy đến rồi nhà bãi dưới chân núi đấy mãi hôm nay chắc mưa không lên được chẳng mai sẽ lên. Một cơn gió lạnh cuốn theo một chút nước mưa tạt vào, làm chúng tôi lạnh cống. Mưa cũng còn giả dích nhưng không nặng hạt nữa. Nhung đề nghị. Để chúng tôi nhóm ít lửa, nỡ ấm trả nhé, lạnh quá. Tôi gật đầu lia lịa. ngay bên cạnh bếp có giếng nước. Hôm qua đến giờ toàn sử dụng nước ở đó. Tôi hắt xì vài cái, định đứng dậy đi xách nước lên. Nhung ngăn tôi lại. Ở đây đi, chắc bị cảm rồi để tôi với ngọc đi cho sách ít đủ nấu một ấm không nặng đâu tôi dội dội mũi ngăn dòng chất lỏng trong mũi chảy ra rồi khẽ gật đầu nhung và ngọc dắt nhau ra bếp tôi định hỏi thằng bình thêm về địa hình ở đây nhưng nghe tiếng nhung hét lên tôi và thằng bình đứng dậy chạy ra sau nơi nhung và ngọc đang ở miệng giếng họ ôm nhau mắt nhắm nghiền tay chỉ chỉ về cái giếng Tôi tiến đến, nhìn xuống. Bên dưới, một xác người nổi lệnh phành, da thịt căng lên, chắc ngâm nước hai ba ngày. Hôm nay nổi lên, chưa nghĩ đến cái xác đó là ai. Nhưng nhớ lại, từ hôm qua đến giờ, chúng tôi sử dụng giếng nước này để uống, để nấu thức ăn. Cả bọn nhìn nhau rồi, mỗi đứa một góc, móc họng, móc cổ, nôn ọe Không ngờ từ khi chúng tôi đến đây, tất cả nước sử dụng ăn uống, tắm rửa, đều được ngâm với xác người. Điểm danh lại thì không còn thấy mất ai nữa, vậy là xác của ai? Không thể để mãi như vậy được, thịt sẽ rã ra, lúc đó mùi càng kinh khủng hơn. Bàn tính một hồi thằng Bình quyết định vớt xác. Nhưng làm sao để vớt xác được? Ngọc nảy ra một ý. Hay là chúng ta cột một người vào dây thừng đối với bánh quay của xô nước thả xuống giếng, người nào xuống sẽ bám vào đấy, sau đó buộc một sợi dây khác vào cái xác sau đó tất cả cùng kéo lên nhung lắc đầu như vậy cái xác cỏ vào thành giếng rơi tay hoặc chân ra tỷ chết mất tôi trấn an nhung không sao đâu chúng ta sẽ cẩn thận nhung nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng thằng bình to cao khỏe mạnh hơn so với vóc dáng ốm đói của tôi tất nhiên tôi sẽ là người xuống giếng sợi dây được cột ngang hông tôi bò từ từ cố bám vào thành giếng đầy rong rêu Càng xuống gần, tôi càng cảm giác được mùi hôi của cái xác ngâm nước. Mùi cá sành như thế nào, thì mùi cái xác bạn cứ nhân lên với một trăm lần thì sẽ mường tượng ra được. Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ làm cái việc ngu ngốc này, cái việc có thể làm tôi ám ảnh cả phần đời còn lại. Nhưng đâu chắc được, tôi sẽ sống tiếp với những gì kinh khủng đã trải qua. Tôi chỉ đang cố gắng sinh tồn để trở về nhà, nơi có hai người đang mong mỏi tôi cố gắng vượt qua cũng để bảo vệ người con gái tôi thương yêu. Cái xác được buộc lại chắc chắn, tôi giật giật dây. Phía trên họ đang kéo tôi lên, gần lên đến miệng giếng, sợi dây như dài ra, dài ra rồi đứt hẳn. Ký ức để lại, tôi chỉ nghe tiếng hét của nhung, khuôn mặt của nhung bám vào thành giếng, cố với tay để nắm lấy tôi, nhưng không thể. Trong cơn mê, tôi cảm thấy mình ở nơi nào đó rất xa, tôi lạc vào một làng quê hẻo lánh, tất cả chỉ như bức tranh màu tối, không sức sống. Kể cả cây cối tôi cũng không thấy được màu xanh. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, bất chợt đi đến một ngôi nhà. Theo trí nhớ của tôi, ngôi nhà ngói cũ kỹ, những rặng che xào xạc có tiếng người gọi tôi, nhưng nhìn không rõ mặt, như tiếng của Nhung. "Tú, Tú ơi, theo tôi." đến đây đi. Trong vô thức, tôi chậm rãi bước từng bước. Khi tôi sắp nắm được bàn tay đó, thì có một người ôm chầm tôi lại rồi hét lên. Không được chạm vào, chạy nhanh đi, nơi này không phải của con, nhanh đi. Tiếng nói làm tôi giật mình, lùi lại. Tôi cố gắng nhìn xung quanh tìm lối thoát, nhưng những dạng tre hiền hòa kia đã che hết lối đi, đang lúng túng thì tiếng người phụ nữ ấy nói vọng ra nhưng nghe như đang bị thứ gì đó kìm kẹp không thể nói lưu loát tú chạy bên phải nơi giữa hai rặng tre có lối nhỏ nơi đó là nơi thoát duy nhất nhanh đi con tôi đảo mắt thật sự có một lối nhỏ ánh sáng yếu ớt từ đó phát ra tôi ba chân bốn cẳng chạy đến đó sau không thấy gì nữa toàn thân tôi chỉ thấy lạnh ướt tôi mở mắt ra là mơ chỉ là mơ thôi tôi bất tỉnh nằm trên cái xác dưới giếng sợi dây cột ngang hông tôi đã đứt hoàn toàn tôi la khản cổ cầu cứu nhưng tất cả dường như im lặng với tôi nhung bình ngọc họ đâu rồi sao để tôi rơi vào tình huống này tôi cố gắng bám vào thành giếng với hy vọng mong manh là có thể leo lên được nhưng vô vọng rêu bao phủ bề mặt tôi bám vào đến chảy máu mười đầu móng tay nhưng cũng không thể nào bám được tôi khóc khóc trong sự bất lực tôi hét lên rồi nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng không số tôi chưa đến số chết một sợi dây được đưa xuống giếng tôi không thể tin vào mắt mình người mà tôi nghĩ kiếp này không gặp được nữa giọng nói từ trên vòng xuống lên đi tôi cần cậu được lôi khỏi cái chết tôi vẫn không tin được. Khi tôi chấp nhận số phận thì có người kéo tôi khỏi bóng tối ấy. Mắt mở chân chân, nhìn trước mặt, cảm xúc vỡ òa. Nhìn gì ghê vậy? Đây không phải lúc để nhìn đâu. Những người còn lại đã gặp nguy hiểm kìa. Tôi gật đầu lia lẻ. Sao cũng quay về được? Dũng cười cay đắng. Tất cả là do đứa bạn quy hóa chúng ta. Bình đó. Tôi giật mình, sao lại liên quan đến mình? Dũng xua tay, không muốn nhắc lại. Bây giờ còn được bao nhiêu người? Dũng hỏi tôi như biết chắc thời gian cậu ấy mất tích sẽ xảy ra chuyện. Tôi ấp ứng. Chỉ còn tôi, Nhung, Ngọc. Dũng lắc đầu rồi vén quần dài lên tận bắp đùi cho tôi xem. Một vết rách dài chưa lành hẳn. Do lúc nãy dùng sức kéo tôi lên, bây giờ vết thương đang dị máu, ê hey, hôm trước tôi bị bình nó đẩy xuống trong lúc chơi với tôi cảm nhận như là ai đó kéo mình đi khi tỉnh lại thì thấy ở trên bờ nhưng trời đã tối chân là lúc rơi xuống hồ bị cành cây hay là vật gì đó nó cứa qua tôi nghĩ là vậy không ngờ khi trở về thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi tôi vẫn chưa hiểu tại sao bình làm như vậy dũng thở dài lúc các cậu đi khỏi bình lên hỏi tôi là có tình cảm với ngọc phải không Tôi gật đầu, rồi cậu ấy đột nhiên nổi giận đùng đùng, đòi cạnh tranh công bằng. Tôi và Ngọc thích nhau từ lúc học lớp 11, nhưng Bình xen vào. Ngọc bị vẻ hào nhoáng, nhiều tiền của Bình chinh phục, bị phân tâm giữa tình cảm và danh lợi. Ngọc vẫn chưa đồng ý lời ngỏ của Bình. Tôi đâu ngờ vì cậu ta vì chuyện này mà hại tôi. Dũng vừa kể, ánh mắt vừa buồn bã. Vậy còn những người khác, sao họ lại chết? Dũng lắc đầu. Tôi không biết, nhưng cậu nhớ lại xem trước khi đi nó có nói gì đặc biệt với cậu không tôi miên man gãi đầu bứt tay nhớ lại những ngày trước khi lên đường chỉ nhớ những khoảnh khắc vui vẻ không nhớ gì thêm thôi từ từ mà nhớ đi tìm nhung và ngọc thôi dũng khoác vai tôi vỗ vỗ rồi cùng nhau lục tung các phòng kiếm người nhưng kết quả vô vọng lang thang xung quanh nhà Bất Trần dũng ngừng lại, theo hướng tay của Dũng chỉ, tôi thấy một căn phòng phía sau rặng tre to sau vườn, hôm qua trời tối không nhìn rõ, cũng vì xảy ra quá nhiều chuyện nên không để ý. Cánh cửa được khóa ngoài cẩn thận, tôi và Dũng dò dự, nhưng cuối cùng cũng lấy đá đập ổ khóa. Hơn 20 phút, ổ khóa cũng chịu rơi ra. Một căn phòng tăm tối, ẩm mốc, như lâu ngày không người ra vào quét dọn lấy điện thoại mở đèn pin, dò dẫm từng bước, thì ra là phòng sách. Có giường ngủ, bàn ghế đầy đủ, nhưng sách rất nhiều. Bước đến bàn gỗ, dọi vào thì thấy bàn này như là có người đã chạm vào không lâu, có những dấu tay ngắn dài. Lục tung các học bản, tôi và Dũng phát hiện một quyển sách kiểu xưa, không đóng bụi, chứng tỏ có người đã đọc. Mở ra thì toàn chữ lạ, Dũng cầm lấy. Tiếng Trung, Cậu biết không? Tôi lắc đầu. Lúc trước thằng Bình có rủ đi học mà lời không đi. Đúng rồi, tôi nhớ ra. Tôi reo lên. Dũng, tôi nhớ rồi. Nó, nó, kho báu. Dũng lay tôi. Kho báu là gì? Bất chợt tôi nghe tiếng chân người đi tới. Để quyển sách lại vị trí cũ, lôi Dũng vào gầm giường. Tiếng cửa được mở, kéo kẹt. Tìm tôi như muốn nhảy ra ngoài tôi thở mạnh dũng bụng miệng tôi lại không để phát ra tiếng nói một tiếng nói quen thuộc được thốt ra cậu tính giải quyết như thế nào có chắc con nhung nó còn chênh không hay lại bị thằng tú nó sơi rồi tôi là tôi nghi lắm tôi nó mùi mẫn lắm Hừ, muốn biết nó còn chênh không phải thử chứ là giọng nói và cười khốn nạn của thằng bình đứa bạn thân mà tôi ở chung phòng mấy năm nay Ngọc đấm vào vai thằng Bình bồm bộp. Thì nó sinh rồi muốn thay lòng đổi dạ đúng không? Cậu nên nhớ, những gì đã hứa mà chuyện lộ ra là xong đời nhé. Bình tiến đến hôn vào bờ môi căng mọng của Ngọc, tay mân mê khắp cơ thể. Ngọc đáp trả, hôn nồng nhiệt, bất chợt Bình đẩy ra gần giọng Hôn chuẩn thế, phải có với thằng Dũng đấy rồi chứ gì? Ngọc đỏ mặt tức giận. Ta nói từ đầu rồi vẫn không tin sao? thật sự chưa có gì không tin bây giờ chúng ta thử đi nói rồi ngọc tuột dần dây áo để lộ bờ vai trắng nõn nả mơn mởn tôi thấy ánh mắt thằng bình long lên như muốn nhai nuốt bờ vai ấy nhưng đột nhiên bình ôm chậm lấy ngọc hít thở sâu cố kiềm chế con thú trong người được rồi mình tin để khi khác đi mau tìm lại quyển sách mình muốn tham khảo một xíu ngọc tiến đến ngăn bàn lấy quyển sổ cũ đó ra xem nhưng chả hiểu gì nó là quyển sách tôi và dũng vừa xem qua nè cậu đọc được sao bình gật gù đã học hai năm sao không biết được tớ đi học thêm ngoại ngữ cũng vì lý do này đấy khi nghe thằng bình nói với ngọc tôi mới nhớ thời gian đó bình nó hay thức khuya ôm điện thoại cô hôm sáng ra nó nhảy múa tung tăng cô hôm lại ủ rũ hỏi thì không nói nó thông minh nhưng tính lời đột nhiên lại rủ học thêm ngoại ngữ không ngờ vì mục đích tìm lại gia sản ông cô nó cất kỹ chưa có chuyện lại khối tài sản đó nằm đâu đó trong căn nhà rộng lớn này đây rồi bình đồng sơ qua đóng sổ lại rồi cười vẻ đắc ý là sao kho báu ở đâu bình ghé sát vào tay ngọc thầm thì tôi và dũng cố rướn người nhưng không thể nào nghe được hai người bọn họ cười với nhau cất quyển sổ lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài chờ tiếng bước chân đi xa tôi và dũng mới bò ra khỏi đó thở phào vì chưa bị phát hiện bọn nó mưu tính điều gì đó dũng hỏi tôi tôi lắc đầu chán nản bây giờ muốn biết chỉ có cách dịch được những chữ trong cuốn sổ kia tôi chợt nảy ra ý định rồi kéo tay dũng ra khỏi phòng đó chạy ra khỏi cổng lớn. Phía sau lưng, bà cặp mắt đang theo dõi chúng tôi, trong đó miệng khẽ cười rồi gật đầu. Tôi và Dũng chạy ra khỏi cánh cửa lớn, tôi nhắm về hướng khu rừng phía sau mà chạy. Tố, đi đâu vậy? Cứ mạnh vậy? Chạy lên chỗ cao. Tôi trả lời ngắn gọn, nhưng thằng Dũng như đã hiểu. Dắt nó đến cây cổ thụ gần hồ nước, hôm đi câu cá. Trong lúc đi tìm run đất, để ý thấy mấy cây cây này to, nhánh lại to, chắc dễ leo lên cao. Chỉ để tâm chứ không ngờ hôm nay lại tận dụng được nó. Bây giờ ai leo lên? Dũng hỏi tôi. Cả hai, điện thoại có dung lượng 4G chứ? Có, từ hôm lên đây đến giờ, có được xài đâu mà không còn. Được rồi, leo lên điện thoại ai bắt được sóng thì có thể vào Google dịch. Như vậy mới có thể hiểu những chữ trong quyển sách. À, thế có cầm quyển sổ theo không? Có chứ, vừa chui ra khỏi đó là tôi có vớ được nó. Vừa nói Dũng vừa lôi quyển sổ trong áo ra. Mà biết xài Google dịch tiếng Trung không đó? Không phải như là tiếng Anh đâu nhỉ? Tôi gãi đầu, cũng chưa tin bản thân mình lắm. Được, lúc trước cô xem thằng Bình sử dụng, cũng không khó lắm. Thôi leo lên đi, rồi tính tiếp. Hơn 20 phút sau, tôi và Dũng mỗi đứa một nhánh cây to lôi điện thoại ra kiểm tra. Sau một hồi tra cứu, kết quả trả về làm tôi hơi khó hiểu. thần dữ của? Cách giải thân dữ của? Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến từ đó. Cậu có biết không Dũng? Tôi từng nghe rồi nhưng mà không rõ. Nhưng mà hậu quả nếu lấy tài sản mà được thần giữ của canh giữ sẽ rất khốn khổ. Còn cách giải thì tôi không dành. Chuyện nghe từ lúc nhỏ không có nhớ. Vậy là thằng Bình có liên quan đến kho báu. Vậy là món nó muốn giải thoát thần giữ của để lấy tài sản. Tôi và Dũng cùng nhau gật đầu. Thần giữ của theo như hiểu biết là vong hồn của một trinh nữ được chôn theo tài sản để gìn giữ đời đời kiếp kiếp. Chỉ khi nào con cháu hay người được truyền đến biết cách giải thoát thần giữ của đi thì lúc đó tài sản sẽ thuộc về người đó. Theo một câu chuyện có thần thời phong kiến xưa, một vũ hộ tuổi đã cao nhưng chỉ duy nhất có một đứa con trai ngu khờ ngốc nghếch ông ta đã âm thầm ra bên ngoài có vợ lẽ sinh ra một đứa con khác nhưng nó còn quá nhỏ ông ta biết sức mình sắp cạn nên qua làng bên tìm một cô gái lấy danh nghĩa cưới vợ cho đứa con khù khờ để nuôi dưỡng cô gái đó và chắc chắn cô ấy còn trong trắng ba tháng sau khi ông ta cưới vợ cho con trai ông ta chôn sống cô gái ấy cùng số vàng bạc ông ta để lại cùng một lời nguyền sau khi đứa con riêng của ông ta đến chỉ cần ba giọt máu cùng câu chú gì đó để phá giải lời nguyền đó là thần dữ của việt nam còn ở trung quốc thuật luyện giải thần có lẽ sẽ khác biệt tất cả nằm trong cuốn sổ tôi cầm trên tay dịch thêm một đoạn nữa lên mạng tìm kiếm thêm thông tin tay tôi run run tất cả trong cuốn sổ tôi đã hiểu đôi chút trong cuốn sổ có gợi ý địa điểm kho báu để lại. Nhưng mà khoan đã, nhà thằng Bình đâu có nghèo đâu. Tại sao nó lại phải tìm ra kho báu ra chuyện này? Nếu khi xưa ông bà cố nó muốn truyền lại cho con cháu thì đã truyền hết rồi. Chắc chắn là có gì đó, họ không muốn bị xâm phạm. Tôi gật gù trước lý giải của Dũng. Nó nói đúng, câu chuyện càng ngày càng khiến tôi khó hiểu. Nhất là thằng Bình, nó thay đổi khi nào. Tôi không hề hay biết, chỉ lâu lâu thấy ánh mắt nó lòng lên khác thường. Ánh mắt nó có thể là dã tâm đang được nuôi dưỡng. Tôi không quên gọi báo bình an cho ông bà nội một tiếng, dẫu rằng không biết có bình an thật sự hay không, nhưng vẫn không thể để họ lo lắng được. Alo, Tũ hả? Dạ con này nội, con gọi báo để nội khỏi trông, ở đây không có sóng, thì mấy hôm nay con không gọi về được. Được rồi, lớn rồi, như tự biết chăm sóc bản thân, để nội đi nói với ông bây hôm qua gọi không được ông đi ra đi vào thao thức cả đêm nói để ông an tâm dạ vài hôm nữa con sẽ về về thằng nhà nội nhất chuẩn bị cải chua khô bò nhé lâu rồi con không ăn thèm quá chả bầy, nội ngâm cả lu rồi đây cho bị ăn hết mấy tháng hè khô bò nội cũng làm rồi lẹ lẹ mà về dạ Khóe mắt tôi cay cay nghẹn ở cổ không nói được gì nhiều chỉ báo mình bình an rồi bảo nội đi ngủ sớm tôi định hỏi nội về thần dữ của nhưng sợ bị lộ nội lo suy đi tính lại vẫn nên im lặng trên đời này tôi còn quá nhiều mối bận tâm không dễ dàng buông xuôi được có nên gọi báo công an không dũng hỏi tôi câu này làm tôi hơi bất ngờ đúng là chuyện này có liên quan đến mạng người nhưng sao tôi chưa chấp nhận được sự thật thằng bình thay đổi quá nhiều tôi cần thêm thời gian. Hôm nay tới đây thôi, đã chúng ta tìm ra câu chân tướng rồi, hắn gọi công an vào cuộc. Bây giờ không khéo, thằng Bình lại trở mặt kéo chúng ta vào tội này, khó mà rửa sạch. Những người biết và chứng kiến, chết và bị bắt hết rồi. Nhắc đến những người bị bắt, tim tôi chợt đau nhói. Người con gái tôi thương bây giờ không biết sống chết ra sao là tôi vô dụng. Sau một lúc mò mẫm từng chữ, tôi và thằng Dũng cũng đã hiểu đôi chút về cuốn sổ đó. Cần máu của hai cô gái còn trinh và nước mắt họ lúc tuyệt vọng nhất hòa trộn với nhau tưới ở nơi trồn của cải. Thân dữ của sẽ được giải thoát. Thay vào đó, hai linh hồn của hai cô gái xấu số kìa sẽ bị giam cầm nơi đó mãi mãi, không được siêu thoát. Đời đời kiếp kiếp làm cô hồn giả quỷ chốt nhân gian. Dũng lắp bắp Có thật không? Tôi suy nghĩ những chuyện xảy ra mấy hôm nay Tôi tin chuyện này đang diễn ra là thật Có Trả lời ngắn gọn Nhưng đủ để biết những điều kinh khủng Sắp xảy ra với Nhung và cả Ngọc Người cấu kết với Bình Tạo ra những chuyện này Ngọc không thánh thiện như vẻ bề ngoài Dù chỉ là học sinh cấp 3 Nhưng đã có bản tính ham giàu Thích mua sắm không trả tiền Thích những thứ xa xỉ Luôn tạo cho mình vỏ bọc ngây thơ Chưa trải sự đời làm cho những thanh niên mới lớn sao động. Lúc này trong căn phòng tối, trước mặt Bình là một cánh cửa bằng đá, không thể nào dịch chuyển được. Bình bỏ ra ngoài, đi theo hướng lên núi. Điện thoại Bình reo lên tiếng chuông làm sao động vẻ yên tĩnh của rừng giả, làm cho hai người trên cây cao gần đó giật mình, tắt màn hình điện thoại, yên lặng. Alo, kiếm gì hoài vậy? Ta đã nói là khi tao về tao sẽ trả đồ. Có ba tỷ mày làm gì gây vậy? Xong chuyện này tao về, tao hồ mà phiêu nhá. Hôm nay có kèo nào ngon không? À, kèo dưới 300 cổ nhá. Vui thôi, hai hôm nữa tao có mặt. Trả mày cả vốn lẫn lãi. Ok, bye. Tôi há hốc mồm khi nghe thằng Bình nói chuyện. Nó nợ 3 tỷ, chơi bời, phiêu. Nào giờ ở chung phòng thầm khen ngợi cách nuôi dạy con của bà má nó. Thầm ngưỡng mộ nó nhà giàu nhưng không đổ đốn, đâu ngờ là nó giả tạo bà má nó hay gọi cho tôi hỏi tình hình nó sống như thế nào học hành ra sao có lẽ như vậy nó mới giấu tôi tôi vô tình làm lá chắn cho nó tôi đã sai sai ngay từ đầu giờ làm sao đây bằng mọi cách ngăn nó lại không thể để chuyện này xảy ra nhìn đồng hồ cũng hơn tám giờ tối còn hơn bốn tiếng nữa mới đến giờ giải thoát thân dữ của ngọc tả tôi ra đi sao hai người lại nhốt tôi hai người hãy tú chết thảm rồi ngọc liếc mắt nhìn nhung mày thì biết gì kể cả bình giờ cũng để ý mày mày chống mắt lên mà xem xong đại sự tao xử mày thế nào mày thích kết cục nào đứng tìm chết như con thúy hay bị hiếp dâm đến chết như con kim Mặt nhung lòng lên oán hận ngọc liên quan đến chuyện này ư <laughs> chứ mày nghĩ là ai? Tao hổ tí xíu mà con Thúy lăn mẹ ra chết rồi. Chả có gì vui. Còn con Kim, <laughs> trong đối tào cô ấy định đoạt mất kho báu sống của tao. Kho báu sống? Bình sao? Đúng, kho báu sống của tao đấy. Mà con Kim cũng không trách tao được. Tao thấy anh em thằng An Nhàn, mê mệt nó. Tao cho cô tí tú kích dục vào, nước uống mà bà đỡ chết. Ai, à, không trách của tao được. Chắc tụi nó yếu quá thôi Nhung nghe đến vậy Khóc lớn, khóc thật sự Vì đố kỵ, ghen tuông Tiền tài, có người ta sẵn sàng hãm hại nhau Ngọc tiến đến Túm lấy tóc Nhung giật mạnh ra phía sau Kè sát làn da mặt mỏng manh của Nhung Ngọc thì thầm Khóc cái gì Đến đi Sắp đến lượt mày rồi đó Mày đẹp hơn con kim Mày sẽ thảm hơn nó Nín đi ừ tất cả cuộc nói chuyện giữa hai cô gái tất cả được bình nghe thấy khi quay về bình cười lạnh rồi bước vào như không có chuyện gì tôi và dũng theo gợi ý trong cuốn sổ tìm được căn phòng nhỏ phía trong căn phòng có một cánh cửa bằng đá chẳng thấy gì tôi và dũng loay hoay mãi cũng không đẩy được cửa à tú xem này có chỗ lõm hình vuông này nhìn xung quanh không có vật gì phù hợp nhìn đến cuốn sổ trên tay Dũng, tôi giật lấy, để vào chỗ đó vừa in. Tôi dùng sức mạnh, cánh cửa đột nhiên xoay chuyển từ từ mở ra. Sau cánh cổng ấy, ba con người nhìn tôi. Tôi thấy Nhung khóc, thấy Bình cười, thấy Ngọc hoảng hốt. Ba người, ba sắc thái, giữa tôi và ba người họ chỉ cách nhau một lớp kính dày. Bình bước đến vỗ tay. Chúc mừng, mày đã tìm ra. Nhưng vỗi thôi, Tao lấy xong kho báu Tao sẽ chôn luôn mày ở đây Mày với em nhung có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau Không ai quấy dậy Tôi đấm mạnh vào kính Dừng lại đi Mày đi quá xa rồi đấy Mày thiếu nợ về xin đi Bà mai mày sẽ chứ <laughs> cho chút gì Cho họ tao Mày mơ đi Họ biết tao như vậy Họ sẽ giết tao Mày biết không Tôi lắc đầu vô ích Tư tưởng phạm tội ăn mất não nó rồi tâm trí nó chỉ có khó báo tiền trả món nợ tiền giả láng không cần xin gia đình đồng hồ điểm 12 giờ đêm bình ôm ngọc hôn say đắm rồi bất ngờ túm tóc khống chế ngọc đưa dao kề vào cổ không để ngọc chăn chối vết cắt sâu được kéo dài trên cổ ngọc máu bắn ra thành tia ướt áo rồi ướt cả người bình khoái chí lấy chén hứng giọt nước mắt tiếc nuối oán hận Đọng trên khóe mắt của Ngọc, lấy máu của Ngọc hỏa với nước mắt dưới lên cánh cửa đá. <laughs> nhanh thôi, nhanh thôi, con đàn bà đề hèn, nhám độc, tiễn mày đi trước coi như ân huệ cho mày. Cảm ơn mày giúp tao trừ gửi mấy đứa kia. Ngọc chết, không nói được một lời, đang say đắm với nụ hôn thì bị giết, chết không nhắm được mắt. Cánh cửa bất trần rung lắc dữ dội, một vài lụa đỏ mơ hồ được phóng ra, siết chặt cổ thằng Bình. Bình vùng vẫy rồi ngất đi. Lớp kính trước mặt tôi cũng vỡ vụn, tôi lao đến cởi chó cho Nhung, cả hai ôm nhau khóc thút thít. Ổn rồi, ổn rồi, mình bảo vệ cậu. Nhung siết chặt tôi trong hoảng sợ, nhưng tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tại sao lại như vậy? Nhung hỏi tôi, nhưng tôi cũng không hiểu tôi lắc đầu nhìn về hướng cửa đá dũng lúc này mới xuất hiện Nhung đứng hình C cậu ta còn sống khi về mình sẽ giải thích ngọc không còn trong trắng nên mới bị phản tác dụng tôi há hốc mồm với lời dũng nói ra sao cậu biết tôi và ngọc đã đi quá giới hạn hơn một năm nay rồi tôi không muốn xuất hiện làm tôi nó hoảng sợ mà thay đổi chú ý lại nhưng trước tiên giã tâm ngọc quá lớn, đây có lẽ là cái kết cho người độc ác. Nói rồi dũng lắc đầu buồn bã, trong tim cậu ấy thương yêu ngọc thật sự. Sau đêm đó chúng tôi báo công an làm sáng tỏ mọi việc, cái xác dưới giếng là của người quét dọn nhà vô tình bị rơi xuống giếng, không có ngoại lực tác động. Kết luận sơ xuất mà chết. Thúy chết do bệnh tim tái phát, còn ba người Kim An Nhàn thì như ngọc nói hoạt động quá liều nên chết tất cả không liên quan đến ai. Bình khi ra khỏi đó tỉnh lại thì hoàn toàn ngơ ngác, không nhớ gì, cứ làm nhảm rồi cười một mình, miệng luôn kêu tên Ngọc. Sau đó cái chết của Ngọc được xác định liên quan đến Bình, công an sẽ điều tra thêm. Trực tiền dẫn Bình về đồn cảnh sát. Tôi và Nhung nắm tay nhau lên xe rời khỏi chốn kinh dị này. Dũng đâu? Không thích cậu ấy. Nhung lắc đầu. Tôi và Nhung chạy khắp nhà tìm nhưng không thấy Dũng đâu. Bên ngoài một anh cảnh sát chạy về báo cáo, có một xác người chết dưới nước hồ gần đây đang trong tình trạng thối rữa. Nhờ tôi nhận dạng xem phải người chung nhóm không. Tôi và Nhung cùng nhau hoảng sợ, bước ra cửa lớn chậm rãi, chỉ mong việc này không đúng sự thật. Ra đến nơi, đối diện với cái xác, Nhung ỏa khóc. Lạ Dũng, quần bò, áo thun đen, có hình chim đại bàng, tay có sầu chuỗi hạt tôi khẽ gật đầu rồi báo cáo người đó là bạn của mình tất cả khép lại tôi không biết ai đã giúp tôi không biết rõ dũng tại sao lại quay về được nhưng thầm cảm ơn họ giúp tôi có cơ hội sống tiếp bảo vệ và trân trọng người mình thương yêu chuyến xe rời đi kho báu căn nhà mãi là bí ẩn vâng thưa quý vị chúng ta vừa nghe xong một câu chuyện rất là hay và tiếp theo ngay sau đây triển chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả nam côn với tựa đề Quỷ đội mồ. Cũng qua sự diễn đọc của Triển Chiêu, mời quý vị chúng ta cùng đón nghe. Và quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi nhé. Đã từ rất lâu rồi, từ khi ngôi làng này còn chưa được đặt tên, cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Trải qua bao nhiêu lần thời thế thay đổi, triều đại này nối tiếp triều đại kia, nhưng rốt cuộc cũng không tránh khỏi những đợt sóng gió, tài vạ liên tục ập đến, để lại nỗi đau thương mất mát cho những người ở lại. Phương Bắc lại lầm lè có ý định xâm chiếm nước Nam Tây Tây một lần nữa. Thanh niên trai tráng đều tham gia tổng quân diệt giặc cứu nước. Ở làng lúc này chỉ còn lại những người già và trẻ nhỏ. Nằm gần nước trận địa, bình đào khói lửa cũng khiến cho người dân nơm nớp lo sợ. Không đêm nào họ có được một giấc ngủ ngon. Họ sợ sẽ tới ngày mà quân địch hung hăng ngoài kia chặn tới. Càn quét qua nơi này, sẽ khiến máu chảy thành sông, thể chất thành đống. Cảnh tượng đó thực không ai dám nghĩ đến. Lúc này niềm hy vọng duy nhất của họ là trông cậy vào các tướng sĩ ngoài biên ải đang ngày đêm ra sức, chống giặc, bảo vệ bờ cõi. Cho đến một ngày nọ, không biết từ đâu, có một tên tướng đang cưỡi ngựa mà chạy thẳng về phía ngôi làng. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy gã là một tên tướng bên địch. Bộ dáng của gã khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Chiếc áo giáp trên người gã đã rách tả tơi, máu me chảy ra ướt đẫm, đang cáu lại thành từng mảng đen xì xì để lộ ra đầy rẫy những vết đâm chém sâu hắm, lòi ra từng lớp mỡ, lớp thịt, có chỗ còn nhìn thấu cả khúc xương trắng héo ở bên trong. Gã một tay cầm dây cương ngựa, một tay giữ chặt lấy cái đầu của mình. Thành trường kiếm dắt bên hông, thoáng qua thấy được trên cổ của gã còn có một vết cắt mảnh như sợi chỉ và dường như cái đầu đó không được yên vị một chỗ mà cứ lúc la lúc lắc theo từng tiếng vó ngựa vì cồm cộp qua khỏi cổng làng dừng chân tại một quán nước nơi ngã ba gã tướng kia xuống ngựa tay vẫn giữ chặt cái đầu gã cất giọng lơ lớ một cách khó khăn này mụ già bộ xem ta bị như thế này liệu có còn sống được nữa hay không thanh âm è e è -e như sấm dậy nói đoạn gã dùng cả hai tay ôm đầu mà nhấc khẽ lên khỏi cổ những tia máu lại phun ra xối xả gã nhanh chóng chỉ để cho bà lão nhìn thoáng qua rồi lại gắn đầu lại như cũ rồi đợi câu trả lời bà lão bán nước há hốc mồm kinh hãi khi trông thấy cảnh tượng vừa xảy ra thứ duy nhất kết nối cái đầu và cổ của gã lúc này chỉ còn là một lớp da mỏng manh đằng sau gáy còn lại thì toàn bộ đã bị đứt lìa Bà lão dù không biết tại sao mà gã vẫn còn có thể nói chuyện được. Nhưng nghe gã nói như vậy, bà lão chỉ biết thốt lên. Ôi dồi ôi! Nếu ngài mà bị mất tay hoặc mất chân thì còn sống. Chứ đến nước như thế này thì ngài chỉ có chết thôi ngài ơi. Bà lão vừa nói dứt câu thì khuôn mặt của gã tướng kia bỗng trở nên tím tái, giận dữ. Gã rút thanh kiếm dắt bên hông ra mà dơ lên, sát khí hừng hực như muốn ăn gan uống máu bà lão nhưng rồi gã khựng lại lảo đảo vài cái rồi cả thân mình của gã đổ gục xuống miếng da mỏng manh giữ đầu và chiếc cổ của gã bị xé toạc cái đầu lăn lông lốc về phía trước mặt bà lão mở mắt trợn trừng trừng gã mấp máy miệng mà nói những lời cuối cùng nhưng âm thanh không phải phát ra từ miệng mà cứ văng vẳng lúc xa lúc gần từng tiếng bên tai bộ già, bộ hạnh nhớ lắm. ngày hôm nay ta chết trên chính mảnh đất này, linh hồn của ta sẽ khiến cho cái làng này chìm trong màu tang tóc. <cười> <cười> nói đoạn, từ hai con mắt của gã bốc lên làn khói đèn kịt, rồi dần phủ kín cả cái đầu. khi khói tàn đi, cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ rệt. bà lão ngã ngửa về phía sau, miệng run run không thốt nên lời. Cái đầu của gã tướng địch trong thoáng chốc chỉ còn trơ trọi lại cái đầu lâu đã nhám màu bụi cho. Càng kinh hãi hơn khi thân thể của gã cũng chảy ra dòng nước vàng quánh, sền sệt, bốc lên một thứ mùi hôi thối khó chịu. Đầu đó quanh đây vẫn còn văng vẳng, chàng cười quái gở của gã như đến từ một nơi xa xăm nào đó. Dân làng hiếu kỳ đã bù lại xung quanh từ lúc nào. Ai nấy cũng không tài nào hiểu nổi một kẻ gần như đứt lìa đầu lại có thể cưỡi ngựa mà chạy cả một chặng đường dài về tới tận đây nhất là trong thời buổi bình đào loạn lạc không có lý nào một tên tướng địch lại có thể vượt qua được các doanh trại của quân ta xem nơi đây như trốn không người được nhưng bằng chứng là thi thể của gã đang ở đây hiện diện trước sự chứng kiến của bao nhiêu người bà lão bán nước sau một hồi mới bình tĩnh trở lại bà kể lại cho tất cả nghe những lời mà gã nói trước khi thành ra như vậy. Đó, đó là một lời nguyên. Tài họa đến nơi rồi. Tiếng một người hét lên thất thanh khiến mọi người giật mình mà quay đầu lại nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Chính là ông thầy đồ ở trong làng. Phải khó khăn lắm mới có người cất lên được từng tiếng lắp bắp. Lời, lời nguyện, nó, nó là cái gì? Nó cho dễ hiểu. Ở đám cưới, người ta dành những lời chúc phúc cho tân lang, tân nương, đó đều là những điều tốt đẹp. Nhưng lời nguyền mang ý nghĩa trái ngược lại. Lời nguyền là những câu nguyền rủa mang lại sự xui rồi của những kẻ mang tâm địa xấu xa, độc ác dành cho người khác. Ông lên tiếng giải thích là một thầy đồ cao tuổi trong làng, lại học cao hiểu rộng nên được nhiều người trọng vọng. Với những câu từ ngắn gọn trên, dù rằng ông có thể giải thích cặn kẽ hơn nhưng lại sợ dài dòng. Và lại người dân quanh đây, quanh năm suốt tháng làm lụng, cũng chỉ đủ tiền nuôi mấy miệng ăn trong nhà và nộp sư thuế cho quan trên. Đâu có dư ra được đồng nào mà học với trả hành. Nhưng nói quà thì cũng phải nói lại, trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Dù ông đồ có tốt tính đến bao nhiêu cũng không tránh khỏi việc bị một số người tỏ ra ghen ghét khó chịu vậy nên khi nghe xong con mộ tám bán quán bên kia đường chống lạnh mà bĩu môi sợ ạ à, đừng tưởng hơn nhau được vài cái chữ trong đầu mà đem mấy cái thứ mê tín ra mà dọa nạt bọn này lời với trả nguyền cái thứ chết mẹ gì ngày nào con tám này chả chửi chết cha chết mẹ biết bao nhiêu đứa thiếu nợ ấy vậy mà có thấy đứa nào chết đâu ngày biểu tám khơi mào một số người sẵn lòng đố kỵ với ông đồ cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình cũng phải Bà ta mà nói đúng đấy Chỉ sợ có những kẻ lợi dụng sự tín nhiệm Của bà con mà định bày trò bơm thần bán thánh Rồi hết kẻ này lại đến Kẻ kia đá xéo Chửi đồng Tiếng bàn tán xôn xao náo động cả một vùng Thế nhưng ông không hề tỏ ra giận dữ Với đám người này Làm cho chúng trưng hừng Một lúc sau thì cũng chán ngán mà cắp đít ra về Nói đúng hơn, ông không thèm để tâm đến miệng lưỡi thế gian vì những câu khích bác này cũng xảy ra thường như cơm bữa cái thứ khiến ông phải để tâm hơn mắt không chớp lấy một cái từ nãy tới giờ chính là cái thây của tên tướng sĩ nọ nhìn cái thây xác đã mục rỡ ra nhão nhuét lép kẹp chỉ còn nguyên bộ xương bầy nhảy chất dịch bên trong bộ áo giáp khiến ai nấy cũng lợm giọng nồn nào trong người chỉ muốn nôn ra hết thảy tất cả mọi thứ trong giả dày ông đồ tiến lại gần cái xác hơn để nhìn cho rõ Quả thực cái xác này có điều gì đó bất thường. Ông lắc đầu quay sang nói với bà lão bán nước. Tôi cũng chưa biết là chúng ta gặp mày hay rồi. Nhưng mà nếu như ban nãy mà cô nói gã sẽ sống thì gã sẽ sống lại tại đó. Từ lúc đó không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa. Sống, sống, lại? Ừ, làm sao mà có thể? Bà lão trợn mắt lên ngạc nhiên tới tột độ. Ông đồ chỉ tay vào cái xác nói. Thì cô cứ tưởng nghĩ mà xem. Quả gần đứt lìa đầu mà vẫn còn có thể cưỡi ngựa, lại còn nói chuyện được hay không?" Tiếng những người xung quanh lại xôn xao, mọi người khác lắp bắp hỏi: "tệ thực... bây giờ phải phải làm sao hả thầy?" "Tôi chỉ là một thầy đồ bình thường, không phải là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vậy nên mấy chuyện kỳ quái này, thiết nghĩ chúng ta nên mời một ông thầy cúng về thì hợp lý hơn." Vừa nhắc tới chuyện mời thầy cúng, đáp lại lời ông đầu nói chỉ là sự im lặng những con mắt ái ngại đang nhìn nhau. Trong lòng mỗi người đều tự hỏi, việc này có đang đi quá xa hay không? Người sống còn chẳng ăn ai, vốn chỉ phải sợ một gã tướng tàu đã chết. Lời nguyện là có thật hay cũng chỉ là những câu chuyện ma quái được thổi phong, được truyền miệng suốt bao nhiêu thế hệ. Có cái chuyện gì mà tụ tập ở đây đông thế này? Chúng mày hết việc để làm giờ hở? Tiếng lão lý trưởng tiêu quát lên làm cả đám giật mình quay lại. Thằng nô đi theo sau gã lại chỉ trỏ. Đúng là đây rồi ông ơi. Cái con một tám lợn nó không có sai. Quả nhiên là do lão thầy đổ đầu tiêu. Cầm mồm. Mày tưởng ta không có mắt à? Thằng nô đang mượn oai chủ nên trông hùng hổ hống khách lắm. Nhưng vừa bị lão lý tiêu quát nó lập tức tự vả và vào một mấy cái rồi lùi lại phía sau. Không dám hò hè nửa lời. Lão lý tiêu ưỡn ngực mà bước về phía trước rẽ đám đông mà tiến vào. Nhưng ngay khi trông thấy cái xác của gã tướng tàu nằm trong đống chất dịch bầy nhầy lại bốc mùi xú ế, tanh tưởi, lão nhất thời xanh xám mặt mày, chân tay buồn rộn, ngồi phịch xuống đất, nôn ọe một hồi. Thằng nô cũng khiếp lắm, nhưng nó vẫn cố gắng kiểm nén mà dìu lão lấy tiêu ra gốc cây ngồi. Rồi nó lập tức chạy ra chỗ khác móc học, cố nôn ra hết bằng sạch những gì còn sót lại trong dạ dày. Để cho lão Lý tiêu ổn định trở lại Ông Đồ mới tiến lại gần Chập tay cung kính Dạ bẩm ông Lý Chỉ là bàn sáng Có một thằng tàu nó cưỡi ngựa về đây thì chết Cho nên Không để cho ông Đồ nói hết câu Lão Lý tiêu đã quắc mắt Giọng hằn học Của mỗi cái chuyện ấy thôi Mà chúng mày không biết đường mà tự xử lý hở Làm ông đây vừa tống ra cả bát cháo cô gái vừa mới ăn lúc sáng Thật là lãng phí mà À, dở ra bẩm, đám sân đèn chúng tôi đã dám qua mặt ông Lý. Dù có nói thế nào thì việc lớn việc nhỏ cũng phải qua ý kiến của ông trước tiên chứ. Lão Lý Tiêu ngẫm một hồi cũng cho phải là phải. Lão vỗ đổi đánh đét một cái. Được. <laughs> Đúng là người có ăn có học. Nói câu nào, mắt lòng mắt giả câu đấy. Được, được rồi. Vậy thì cái xác kia tùy các người xử trí. Còn con ngựa ổ kia, để đó cho ông. <laughs> Lão Lý Tiêu chỉ tay vào con ngựa của gã tướng tàu Khuôn mặt không giấu được sự gian manh Ông đồ ngắn ngẩm lắc đầu Ông thừa hiểu cái ý đồ muốn chiếm hữu của Lão Lý Tiêu Dù tuổi của Lão Lý Tiêu còn kém xa tuổi của mình Nhưng cái lệ làng từ trước đến nay nó là như vậy Người có chức sắc luôn là người bề trên Mà trên bảo gì thì dưới phải nghe nấy Nhất là phải tuân theo Vậy nên dù không cam tâm ông đồ cũng đành bấm bụng mà nghe lời. Lão Lý Tiêu gọi thằng nô đến. Mày rất ngay con ngựa này về cho ông. nhớ là phải nhốt nó vào chuồng riêng, để ông đây còn tiện bè chăm sóc. Thằng nô không núm vâng dạ, rồi tiến lại gần con ngựa, vẫn đang nhờ như gặm bãi cỏ non ven bờ. Nếu như là bình thường, người ta sẽ đi từ phía trước mặt, vuốt về con ngựa chột phần, rồi mới có thể cầm dây cương ngựa được ấy thế nhưng chả hiểu sao thằng nô lại mon men mà đi từ phía sau con ngựa mà tóm dây cương con ngựa bị giật mình hoảng loạn nên tung ra một cú đá hậu chí mạng và mạng sườn thằng nô làm nó bay xa cả thước cái đầu bị đập vào tảng đá nứt toác ra não tường trào ra bê bết thằng nô chỉ kịp ngáp ngáp vài cái hai tay như vẫn đang muốn với lấy sợi dây cương rồi buông thõng toàn thân mềm nhũn như sợi bún mắt nó mở trừng trừng những dòng máu phun ra từ trên đỉnh đầu chảy xuống khiến cho khuôn mặt nó trở nên quỷ dị đến đáng sợ con ngựa sau khi đá thẳng nô một cái nó trồm lên rồi chạy đi mất dạng đâu đó quanh đây chỉ còn vang lên tiếng vó ngựa vẫn cồm cộp cổ, cồm cộp cổ. nhưng tuyệt nhiên không ai biết con ngựa đã chạy tới đâu thằng gia nô trung thành nhất chết tươi ngay trước mắt khiến lão lý tiêu thất thần nhất thời á khẩu không nói nên lời lão cứ đứng đực một chỗ miệng há hốc ra mắt không có lấy một lần chớp rồi cuối cùng lão cũng thốt lên được mấy tiếng một cách khó khăn thế, thế thế thế, là mất tỏi con ngựa của ông rồi lời lão lý tiêu nói ra khiến người dân ai nấy đều căm phẫn thì ra nãy giờ lão đang tiếc rẻ con ngựa chứ không phải bị sốc trước cái chết của thằng đầy tớ ông đồ mạnh dạn tới chỗ thằng nô lấy tay vuốt mắt cho nó. Ông kinh hãi khi thấy toàn bộ xương sườn của thằng nô đã bị gãy vụn. Có lẽ ha lục phủ ngũ tạng bên trong theo đó cũng đã dập nát. Lúc này những dòng máu đen ngòm từ trong cơ thể mới bắt đầu trào ra miệng, mũi, tứ ra ướt đẫm cả chiếc áo bà ba, vá chẳng vá đột của nó. Thằng nô là trẻ mồ côi, lang thang này đây mai đó, rồi xin được vào ở đỡ cho nhà lão Lý Tiêu. Mang tiếng là hầu riêng cho lão, nhưng cứ mỗi lần theo lão đi đâu về tới nhà là thằng nô lại phải làm quần quật đủ các thứ việc trên đời có đêm còn không được chợp mắt ấy thế mà nó chẳng một lời kêu ca phàn nàn có lẽ thích sống theo lối dựa hơi chủ nhân thi thoảng lại được lên mặt thay chủ mà phách lối hành hạ người khác dù chẳng ai ưa nhưng nay thấy nó chết như vậy mà lão lý tiêu chẳng chút mảy may thương xót ai nấy cũng cảm thấy mùi lòng thương cảm Quả đúng là như vậy Sau một hồi tặc lưỡi tiếc rẻ Lão Lý Tiêu lại chỉ tay ra lệnh Chúng mày Đem cái xác của thằng Tào kia đi chôn đi chồng <laughs> Tiên thể Đào cái hố to một chút Trồn luôn hộ ông xác thằng Đô Cái thằng ẩn hại của Mỗi việc còn còn chưa làm xong Đã làm ra chết rồi Lão Lý Tiêu toàn đi Nhưng lão nhìn lại Khuôn mặt lại dạng dỡ đôi phần Lão nhặt thanh kiếm của gã tướng Tàu lên mân mê một hồi rồi cười hành hạch. <cười> Thôi thì, con ngựa mất rồi. Ông đang phải lấy cây kiếm này. Có thì vẫn còn hơn không chứ. <laughs> rồi lão Lý Tiêu cứ cầm thanh kiếm vừa đi vừa ngắm nghía, bỏ lại cục tức trên đầu vô số người dân nơi đây. Đúng là quân thất đức mà. Ông đồ lắc đầu thở dài, miệng lẩm bẩm, chỉ đủ mình ông nghe thấy, ông sợ tai vách mạch rừng lỡ đâu trong đám người ở đây vẫn còn có kẻ lòng dạ thâm độc lại đi bếp xép với lão lấy tiêu thì lại rắc rối không những mình gặp họa mà gia đình người thân cũng liên lụy trời dần đổ về xế chiều hai cái huyệt cũng đã được đào xong vì cùng cảnh bần hàn nên chẳng thể mua được chiếc quan tài tử tế cả hai cái xác chỉ được gói trong manh chiếu rách rồi hạ huyệt lật đất lại mọi người mệt mỏi sẽ cây quốc thuồng ra về mà không để ý rằng từ cái huyệt của gã tướng tàu một luồng âm khí đen đặc đang bốc lên từ lòng đất luồng âm khí lẩn vẩn trên không trung một hồi rồi lại chui tọt qua từng kẽ đất xuống nấm huyệt của thằng nô mặt đất như dùng chuyển tạo thành những khe nứt mỗi lúc một dày đặc một cánh tay thình lình vươn lên xé toạc những lớp đất bùn nhão nhét, rồi cánh tay còn lại cũng trồi lên cả hai bàn tay liên tục bới những lớp đất phủ bên trên. Dần dần toàn bộ lớp đất bị hất tung sang một bên, kề xác của thằng nô ngồi bật dậy, máu mè dính lẫn đất bùn bề bết quanh người. Nó đứng dậy, vẫn cái thân hình bẹp xuống do xương sườn đã vỡ vụn, mặt láo lên, liếc quanh một vòng, rồi nhếch mép cười lên điện dài. Cả đã lại trở lại. <laughs> Nói đoạn, thằng nô à không, là vong gã tướng tàu trong xác thẳng nô, cất những bước chân siêu vẹo từ bãi tha ma. Đôi mắt đỏ rực, vấy máu hướng nhìn về phía ngôi làng. Gã đưa tay lên miệng huýt gió. Chỉ một lát sau, bỗng nhìn vàng lên tiếng vó ngựa chạy đến. Là con ngựa đã mất dạng từ ban sáng xuất hiện trở lại. Như nhận ra được chủ nhân của mình, nó trộm người lên, miệng hí vang một tiếng dài, rồi phủ phục xuống, ngoan ngoãn đứng im cho gã leo lên. Một người một ngựa cứ vậy mà thong thả bước đi vào trong màn đêm đen đặc cho đến khi mất dạng. Không khí quanh đây bỗng trở nên lạnh lẽo, âm u đến lạ thường. Đâu đó quanh ngôi làng vang lên những tiếng chim lợn kêu en ép như báo hiệu cho những điều không may sắp xảy đến. Ngồi trong căn nhà tranh vách đất, mái rơm siêu vẹo, rột nát không tránh khỏi những cơn mưa lớn ông đồ mắt vẫn mở thao láo, không thể nào chập mắt được. Bầu trời đêm nay có chút lạ thường, mây đèn không biết từ đâu kéo đến che phủ ánh trăng, Thì thoảng lại có những cơn gió phả vào từ cửa sổ lạnh đến tê tái. Có điều ông đồ chắc chắn đây không phải là cơn gió mùa, vì mỗi lần thoảng qua, nó đều khiến cho ông cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Mỗi sợ hãi cũng theo đó mà dần dần tăng theo, ngồi chống tay lên cằm trầm tư suy nghĩ. Ông cũng không hay biết đêm đã về khuya từ lúc nào. Nhìn bà vợ vẫn còn đang say giấc, ông thầm nhủ sẽ không để bất cứ biến cố nào xảy đến với gia đình của mình. Ở nhà chỉ còn có hai ông bà nương tựa vào nhau mà sống, con trai thì lên đường tòng quân đánh giặc. Nếu như bất cứ một ai có mệnh hệ gì, cũng đều là nỗi mất mát to lớn đối với những người ở lại. Thời gian tiếp sau đó, một tháng, hai tháng vẫn trôi qua yên bình. Tưởng chừng như mọi việc đã êm xuôi, vụ gã tướng tàu chết tại nơi đây và những lời gã nói ra đã chìm vào quên lãng. Cho đến một ngày, mọi chuyện thực sự mới bắt đầu. Ôi giời ơi! Mà cha mà mẹ đứa nào giết chết mấy con gà của bà nhá! Bà mà biết được, bà băm vào mày ra từng mảnh. Bà đem nấu cám cho lợn nhà bà ăn. Bà cất công nuôi dưỡng, chăm bắp mấy tháng rồi mà còn chưa được lại đồng vốn nào thế mà bà lấy đâu ra tiền mà làm với ăn giỏi ơi là giỏi tiếng con mộ tám xa xả chửi bới nghe như tiếng lợn bị chọc tiết từ tờ mở sáng tinh mơ vang lên làm mọi người thức giấc bật dậy chạy ra xem mụ tám tay cầm con dao bầu chọc tiết lợn đang lăn dãy dưới nền đất mà gào thét lăn đồn có lẽ do mụ mộ chửi một hồi lâu nên mụ cũng thấm mệt Dần dần cái cuốn hồng chỉ còn phát ra những tiếng khản khản. Quần bất lượng, quần tất đức, quần khốn nạn, nó giết cả đàn gà của tôi rồi. Thế làm sao mà lại chết cả đàn? Để em đi xem nào. Cô tư hàng xóm lên tiếng hỏi han mô tám thèo thào mếu máu chỉ tay vào bên trong chiếc chuồng gà được quây kín bằng những thanh tre trẻ nhỏ. Đó, Tiếng nhìn xem, chết hết cả rồi chứ còn đâu cô Tư tiến tới tháo cái sóc sách cửa đi vào. Đập vào mắt cô là xác những con gà nằm ngộn ngang, lông lá bay khắp chuồng. Tiết gà vương vãi trên những chiếc máng ăn được làm từ những đốt tre nứa đã ngả sang màu thâm đen. Trên mình mỗi con gà nham nhở những vết gặm nhấm đã xanh tím lại. Lũ giỏi bỏ không biết từ bao giờ đã đục khoét thành những lỗ nhỏ li ti trên da thịt. cái, cái gì thế này? cô tư phải lấy vạt áo bịt kín mũi lại vì cái mùi hôi thối nồng nặc từ xác những con gà bốc lên đó là một điều khó hiểu vì cho tới chiều ngày hôm qua cô mụ tám vẫn còn cho lũ gà ăn nếu chỉ là vừa mới chết thì không thể nào lại bị phân hủy sớm như vậy ông đồ cũng đến gần lít chiếc chuồng gà đã mất một vòng chợt nhớ ra điều gì ông cất tiếng gọi mụ tám nhà bà có vui bột sống không mang ra đây cho tôi một ít lúc nào mà chả có ở trong bếp ấy và mà lấy ui giỏi ơi vốn liếng của tôi Mộ tám vẫn không thôi nức nở vì sốt của dù thực tâm ghét ông thầy đồ nhưng lại nghĩ láo làm vậy chắc chắn là có lý do vậy nên mộ chỉ đáp một cách hờ hững chống không trái ngược với mộ tám ông đồ không để tâm đến chuyện mộ nói như thế nào ông dạo chân bước vào trong bếp lục lợi một hồi cũng thấy được một túi vôi bột treo trên gác bếp đã dính đầy lớp bổ hóng đen nhẹm vốc lấy một nắm ông giải lên xác của mỗi con gà số vôi bột vừa chạm vào chỗ da thịt đang thối rữa thì bốc khói nghi ngút lại phát ra những tiếng xì xèo như rán mỡ chỉ trong chốc lát toàn bộ số xác gà giữa đã thành những đống thịt bầy nhầy hòa lẫn cùng chất dịch màu vàng mùi hôi thối như được giải phóng bốc ra nồng nặc Cảnh tượng này trông y hệt như tình trạng xác chết của gã tướng tàu hôm qua. Làn khói thoát ra ngoài, vây kín cả một khoảng. Hệt như đám sương mồ đang bao phủ. Cách nhau đến một cánh tay còn không nhận ra ai với ai. Vì mùi khói khét lèn lẹt lại xen lẫn mùi hôi thối nên ai nấy cũng phải quay người đi, bịt chặt mũi. Chờ đến khi khói tan đi, sở dĩ họ phải đứng im một chỗ là vì đến đường đi còn chả thấy chạy lung tung mà chẳng may lại vấp phải đá hay lọt xuống hố phân thì lại càng tồi tệ hơn sau một thời gian khói cũng đã bay đi hết mọi người mới quay lại nhìn lại bên trong chiếc chuồng chỉ còn lại những nhúm lông và bộ xương của những con gà còn lại phần da thịt toàn bộ đã tan hoàn toàn trong đống dịch bầy nhảy nhợp nhúa chị chị tám ơi chị đâu rồi tiếng cô tư hốt hoảng cất lên bạn nãy chính là cô là người đứng ngay sát bên cạnh mộ tám, quan sát ông thầy đồ giải vôi bột. Chỉ là trong lúc làn khói rẻ đặc bao trùm, cô không để ý rằng mộ tám đã mất hút từ lúc nào. Gọi hết hơi khản của một hồi, tuyệt nhiên cũng không nhận được câu trả lời. Bây giờ ai cũng nhận ra sự vang bóng của mộ tám. Có người còn lầm bẩm thắc mắc. Bảo sao? Bạn ấy tự dưng tôi nghe thấy mộ kêu là thảm thiết lắm, lại cứ nghĩ là mụ vẫn đang tiếc rẻ mấy con gà Cứ mà như thế thì mụ đi đâu được chứ Tôi e là có chuyện không hay xảy ra rồi Ông đồ đi từ trong chiếc chuồng gà ra Cất tiếng sầu não Cô Tư đang trong tâm trạng lo lắng Không rõ một tám sống chết ra sao Lại nghe ông thầy đồ nói vậy Cô quắc mắt nhìn, quát tháo Ông được có mà độc bộp độc mẹ, Hay là ông vẫn thù hận gì chỉ tôi Vì ngày hôm qua đã là bẽ mặt Trước bản dân thiên hạ nên hôm nay muốn trả thù. Đây không liên quan đến chuyện tu thủ cá nhân, mà nó liên quan đến vận mệnh của các làng này đấy. Mấy người làm ơn đừng lôi cái chuyện như thế này ra nữa có được không? Nếu như cứ gây chia rẽ như vậy, không đoàn kết lại, làm sao ta có thể vượt qua được vận hạn này? Làm sao có thể đánh bại được lỗ giặc ngoài sân? Ông đồ lớn tiếng, từng câu đanh thép làm cô tư chỉ biết cúi gằm mặt, im mặt Nói đoạn ông đổ vỗ tay vài cái để tập trung sự chú ý của mọi người. Mọi người, nghe tôi nói này, bây giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm thôi. Sự việc chỉ vừa mới xảy ra nên chắc chắn bà ấy không thể đi đâu xa được. Nếu ai phát hiện được điều gì thì đến đình làng gõ ba hồi chống để báo hiệu. Theo hiệu lệnh của ông Đồ, cứ tầm 4 năm người một nhóm chia ra tứ phía để tìm kiếm. Ông Đồ trở về nhà, lại lôi đống sách cổ về huyền thuật các cụ truyền lại ra mà nghiền ngẫm có khi lại tìm được thứ mình cần dù không theo nghiệp của cha ông nhưng ít nhất thì ông đồ cũng có thể xem ngày giờ lạnh dữ tuổi tác giúp người dân trong làng không ít mỗi khi tổ chức cưới gà sang cát cất nóc dựng nhà khi quá tập trung vào một việc gì đấy người ta thường quên bẵng thời gian đến khi bà vợ mang cơm lên thì cũng đã quá ngọ ông đồ uể oải vươn vai có đôi chút chán nản vì chưa tìm ra được thứ mình cần. Lại thấy dường như từ sáng tới giờ cũng chưa nghe thấy hồi trống nào. Chả có nhẹ Một tám giống như giọt nước bốc hơi trong không khí hay sao mà không một ai tìm thấy. Để cho chắc chắn là mình không nhầm, ông đồ hỏi bà vợ. Sáng tới giờ, bà có nghe thấy tiếng trống nào không? Có tìm được mãi đâu mà trống với trả chiêng. Cả dân làng đang tán loạn lên đi tìm cái kìa. Mà ngày đầu Lão Lý Tiêu đang nổi con điên lên cái kìa Sao lại xảy ra lắm chuyện như thế Thế lão ấy bị điên đi từ bao giờ Vợ ông đổ xua tay phản bác Không 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 phải là lão bị phát điên Ông đọc sách nhiều đến mộ đầu Bây giờ không nghĩ được điều gì khác ngoài mấy thứ ma quỷ à Tôi nghe bà của bán nước nói Ông dám tự ý điều động bà con đi tìm bà Tám Như thế là vượt mặt lão ấy Thế nên lão mới nổi khùng Đang đòi mang ông ra xử theo tuần làng cái kìa. Thì trong cái tình cảnh ấy tôi chỉ nghĩ đến việc gấp rút cứu người là quan trọng thôi nào còn tâm trí đâu mà nhớ đến mấy cái luật lệ dở hơi mà lão lý tiêu tự đặt ra ông đồ tức giận đấm tay xuống bàn từ ngày lão lý tiêu lên chức lý trưởng lão liên tục hạch sách bày ra đủ những trò với mục đích vơ vét ăn tiền trên sưng máu của dân làng thế cho nên chỉ trong vòng vài năm lão đã dựng cho mình được một cơ ngơi khang trang làm những tên lý trưởng làng bên phải trố mắt ghen tị Cơ ngơi của lão rộng lớn, nằm trên địa thế rất đất đẹp, xung quanh cây cối um tùm, dập bóng mát, lại thêm những ngôi nhà mái rơm lụp sụp, bé xíu của các hộ dân xung quanh, càng tô điểm, làm nổi bật lên thêm vẻ đẹp cơ ngơi của lão. Nay thời thế xoay vần, bình đào loạn lạc, mùa màng thất thu, tiền bạc lại khó kiếm nên lão chẳng bỏ túi được đáng là bao. Quan trên đè đầu cưỡi cổ lão, thì lão phải nọc đám dân đen ra mà đè lại thôi. Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng vậy mà. Bỗng dầm một tiếng, cánh cửa bằng nàn tre bị đạp đổ. Lão Lý Tiều bước vào. Theo sau là mấy đứa gia nô trong nhà lão. Lão Lý Tiều nghiến răng kèn két dít lên. đây rồi, thì ra tụi mày trốn trong nhà. Chúng mày vừa nói cái gì? Sẵn bảo ông sợ hơi à? Tụi mày đâu? Lôi cổ cái đứa không biết trên biết dưới này. Gia đình, ông hỏi tội. Đồng thời đi khu chiên gõ mõ một gọi hết đám dần đèn tôi xem. Hôm nay ông phải trị tội nó Để mà làm gương cho những đứa khác Để ông xem Sau này có đứa nào còn dám coi ông không sao dậy nữa không Vợ chồng ông đồ không ngờ rằng Lão Lý Tiêu đang đứng trực sẵn Ở ngoài cửa từ lúc nào Giờ đám gia nô cầm sợi dây thừng To bằng ngón chân cái Định bụng trong vào người ông đồ mà trói lại dẫn đi Nhưng ông đồ khoát tay Giọng khẳng khái Không cần phải trói Tôi tự đi được không chói Không chói để mày chạy trốn à <laughs> Thế là dễ dàng cho mày quá Chúng mày còn trơ mắt ếch ra làm gì Gỗ cổ nó lại Chối thật chặt cho Thắt đầu dây thừng một nút thòng lọng Bọn gia trồng lên người ông đồ rồi xiết lại Đầu dây kia quấn quanh vài vòng Khóa chặt đôi tay Rồi bắt chéo qua cổ Theo cách này Hệt như bọn chúng đang ác giải một tội phạm triều đình bị truy nã vậy và ông đồ thấy chồng bị lũ da nô trói chặt đến nỗi từng vòng dây thừng lõm sâu vào bên trong những thớ thịt nổi cộm lên trắng bệch vì thiếu máu không khỏi đau xót đôi môi của ông trông tái nhợt thiếu sức sống bà ôm lấy trần lão lý mà van xin con xin ông lý nhà có lỡ lời mong ông xóa tội bỏ qua cho này thì xóa tội này lão lý tiêu vùng chân đạp vợ ông đồ một cú đau điếng làm bà ngã rúi rồi, ông ngực đau đớn. Lão Lý Tiều quay người, ngoắc tay ra lệnh: dẫn nó đi. Ông Đồ thấy cảnh vợ mình cũng vì mình mà phải chịu liên đới, trong lòng trào dâng một nỗi căm phẫn, nhưng hận bản thân còn đang bị trói, chẳng thể làm được gì, ông đành nuốt nước mắt sâu vào trong. Thấy ông Đồ ngần ngừ hồi lâu, tên già nô cầm đầu sợi dây thừng giật giật mà lôi đi. Xin lỗi bà, tại tôi vô dụng, để bà phải chịu nhục rồi. Ông đồ ngoái đầu lại, miệng lẩm bẩm. Tên già nổ điên tuyết giật mạnh sợi dây, lôi ông đi sành sạch. Trông theo bóng dáng chồng, đoạn vợ ông đồ lại nhìn lên bàn. Bát cháo hòa vẫn còn nguyên, ông đồ còn chưa kịp ăn được thìa nào. Chờ đánh còn tránh bữa ăn, ấy vậy mà lão lý tiêu chẳng kiêng rẻ gì. Giữa trưa nắng nóng, lôi ông đồ ra giữa sân đình lại cho người dựng một chiếc cột tre trói ông vào cho phơi nắng đến mấy canh giờ thế dân chúng tụ tập gần như đông đủ là hãng giọng tất cả chúng mày nghe đây ông nhắc lại để chúng mày nhớ bất cứ cái việc lớn việc nhỏ gì trong cái làng này là phải thông qua ông cấm đứa nào được tự ý hành động nếu không ngoài việc bị phơi nắng thì phải nộp phạt thêm một quan tiền sống vào công quỹ dân làng cũng thừa hiểu cái gọi là xung vào công quỹ nó là như thế nào? Nếu đọc ngược lại, chẳng hóa ra nó lại thành xung vào quỹ ông. Mà quỹ của ông thì chỉ có vào chứ không bao giờ có ra. Nhiều người lại thấy thương cảm cho ông Đồ, cũng vì tính thương người lại hay lo chuyện bao đồng. Ngay cả những người ghét cay ghét đắng mình, ông cũng không quản ngại mà giúp đỡ tới cùng. Lại nghĩ nếu như mà ông Đỗ Đạt làm quan, có lẽ dân chúng sẽ bớt khổ đi biết bao nhiêu. Nhưng dù học tài thi vận, dù rằng ông đỗ đầu trong các kỷ thi hương, thi hội, đường công danh tưởng chừng như rộng mở. Thế nhưng năm lần bảy lượt lên kinh thự dự thi đình, ông đều bị đánh rớt. Đến khi không còn bốn bon chen trong chốn quan trường, ông đồ trở về quê, lấy nghề gõ đầu trẻ mà kiếm sống. Này, bị trói chặt thế kia, liệu ông ấy có chịu nổi không? tôi chống sắc mặt ông ấy không được ổn đó. Thôi đi bà ơi, kể ra thì cũng tội đó nhưng mà mất đến một quan tiền đấy ai dám lên tiếng mà xin mấy người phụ nữ bàn tán xôn xao lão ly tiêu trước này nói một là một hai là hai may ra chỉ có cầm sâu tiền lính mà bỏ vào trong túi áo của lão thì số hai mới thành số một được chứ lời nói xuông với lão chẳng có chút giá trị nào giữa trưa hè nắng nóng oi bức trời đứng gió lại chưa có hạt cơm nào bỏ bụng suốt từ sớm tới giờ ông đồ mồ hôi vã ra như tắm sắc mặt trắng bệch hốc hác phờ phạc xem chừng bắt đầu có hiện tượng bị say nắng ông ngất lịm đi đầu gục xuống bà lão bán nước không chịu nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy bà bước vào trong xin với lão lý tiêu dạ ông lý làm phúc cho giả dạ ra dạ đổ đổ chút nước ông ấy đã phơi nắng suốt hai canh giờ rồi giả dạ, ra dạ ông ấy không chịu được nữa à, à cái con mộ này Thế hoa giả mụ bảo Trước giờ ông làm việc thất đức hả à? Mà ai cho mụ dám sưng hô như vậy với ông Ông đấy có phải là ngang hàng Hay bằng vai phải lớn với đám dân đen các người đâu Liệu hồn mãn nói Ông lại mang ra trị tội một thẻ bây giờ Bà lão bán nước hồn vế lên mây Sợ dệt lối ra ngoài chưa dày dừa để lão mà trị tội Thì có khi ngày này năm sau Là ngày rỗ của bà cũng nên Lão Lý Tiêu chỉ tay vào ông đổ nói tiếp có đứa nào dám lên tiếng xin xỏ cho nó ông đánh cho que giò nó có chết thì đem chôn việc gì phải lo thôi được rồi cứ cần nói ông đã nói rồi chúng mày chỉ cần tuân theo là được giải tán sau câu giải tán của lão lý tiêu tất thảy mọi người chẳng ai nói với ai câu nào đều lặng lặng mà bỏ về riêng vợ ông đồ vẫn ngồi lại nước mắt đã lưng tròng nhìn chồng mà lòng chua xót khoảng cách giữa hai người dù rất gần nhưng bà lại không thể chạy đến mà giải thoát cho ông khỏi những vết lằn của sợi dây thừng khỏi cái nắng như đổ lửa chói chang gây gắt giữa trưa hè lão lý tiêu cũng rời đi để lại hai đứa gia nô canh chừng lúc này vợ ông đồ mới dám bước vào nhìn bọn chúng khẩn khoản à, hai chú à, hai chú làm ơn nhắm mắt làm ngơ để tôi trông ấy uống miếng nước có được không ông ấy chịu đựng tới lúc này chắc là khát khô cổ rồi này bà chị không phải là chúng tôi không biết Nhưng mà chúng tôi mà để bận cho chị làm như vậy Ông Lý biết được Thế chúng tôi chỉ có con đường chết thôi Một tên già nô đưa tay ngăn lại Không cho vợ ông đồ tiến đến gần hơn Tuy gã nói ra miệng là như vậy Nhưng nhìn trong đôi mắt tinh danh của gã Bà vợ ông đồ cũng ngầm tự hiểu Đoàn bà lấy trong cặp quần ra mấy đồng lẻ Rối vào tay gã Thôi thì Chưa hè nắng nóng Các chú cầm tạm uống nước tôi sẽ không làm mất thời gian lâu đâu tên Nô nhìn mấy đồng trong tay gã nhếch mép cười khinh khỉnh chúng tôi là chúng tôi đã cố hết sức để giúp chị nhưng mà chỗ này e rằng không đủ để chúng tôi phải đánh cược liều cả cái mạng sống của mình thôi bà chị về đi cả nhà cả cửa tôi cũng chỉ có chừng này các chú xem xét cho vợ ông đồ lôi chiếc túi tiền đổ tất thảy ra lòng bàn tay hai tên nô lẩm bẩm đếm ước chừng chỗ đó cũng hơn một tiền thời này đơn vị tiền tệ chỉ bao gồm quan tiền và đồng một quan thì bằng mười tiền một tiền bằng năm mươi đồng không cần nói đến đống tiền đồng phản chiếu ánh mặt trời làm loáng mắt hai tên nô cũng loáng mắt vì tiền ngay lập tức chúng cất tiếng nhanh nhậu bà chỉ làm gì làm nhanh lên chúng tôi sẽ đứng canh xem coi không thái độ của hai tên nô bỗng nhung quay ngoắt Chúng đón lấy số tiền từ tay ông và ông đồ rồi nhanh chóng đứng thành lớp rào chắn để bà đón từng thìa nước qua đôi môi đã khô ráp nứt nẻ của ông đồ. Chút nước như tiếp luồng sinh khí, ông đồ từ từ mở mắt, giọng thèo thào. Bà nói đây à? Ông cố gắng chịu đựng, cũng đã sắp xế tả rồi. Vợ ông đồ nước nở, lấy vạt áo lau nước mắt. Còn muốn nói thêm điều gì, thì một tên già nô cất tiếng. Ừ, rồi bà chị Nước cũng đã cho uống rồi Có gì muốn nói nữa để khi nào hình phạt kết thúc Đưa ông ấy về thì nói thoải mái Phiền bà chị về cho Chúng tôi còn tiếp tục công việc Cảm ơn các chú Các chú đã vất vả rồi Và ông đồ trở ra ngoài Nói mấy câu cảm ơn cho có lẽ Trừ hai tên gia nô này Dù được phân công canh chừng ông đồ Nhưng thực ra chúng có làm cái gì đâu mà vất vả Bỏ mặc ông đồ đứng chôn chân cùng chiếc cột chúng lại đi vào trong, ngồi bên dưới bóng mát của mái hiên ngồi đỉnh. Trở về chiều, ánh nắng cũng bớt gay gắt, một vài cơn gió thoảng qua khiến không khí cũng dần trở nên dễ chịu. Mấy tiền già nô bỏ về, và ông đồ nhanh chóng chạy vào cởi trói cho ông chồng. Ông đồ ngã khuỷu xuống, toàn thân mệt lử, không chút sức lực. Bà vợ phải vất vả lắm mới dìu được ông về tới nhà. Trong tình trạng như vậy, ông đồ vẫn mất máy mồi hỏi ta tìm được bà Tám chưa? Ông nói cho bản thân mình trước đi đã. Hồi nãy tôi cũng nghe mấy người dân đi qua bản tán. Cho đến giờ vẫn bật vô âm tín. Chưa rõ lành hay dữ. Bà vợ vừa nói dứt câu. Một tiếng thét bất chợt vang lên. Thất thanh làm cả hai ông bà giật mình đứng tim. Ôi dồi ôi! Bà con ơi! Lại đi mà xem! Dừng lại để nghe ngóng. Dường như tiếng thét phát ra từ hướng nhà bộ tám ông đồ lay lay vợ cất giọng khó nhọc bà đưa tôi đến đó xem đã xảy ra chuyện gì trong vụ rằng ông như thế này rồi vẫn còn muốn đi nữa à còn cách nhà có vài bước chân ông cứ về cơm cháo rồi nghỉ ngơi có gì tôi chạy ổ ra xem rồi về tôi kể lại cho thấy thái độ của vợ cương quyết ông đồ cũng đành phải nghe theo dù sao thì bây giờ ông cũng không còn sức để mà đi một mình nữa về tới nhà ông đổ ra chiếc chùm chứa nước mưa cầm cái gáo rửa múc lấy mốc để uống ừng ực liên hồi thỏa mãn cơn khát bà vợ bưng lên cho ông một tô cháo đầy ắp ông vừa xúc vài thẻ đã vội nói bà đi đi ở nhà tôi tự lo được thế thế ông nhà nhá tôi về liền đó chạy một mạch về nơi tiếng người nói chuyện vẫn xôn xao vợ ông đồ gặp bà lão bán nước cũng ở đó nên vội hỏi có chuyện gì mà ông xòm lên thế hả bà À cổ đấy ạ à? Thế ông nhà đã đỡ hơn chưa Dạ cảm ơn cụ Nhà cháu cũng khỏe lên nhiều rồi Nhà cháu ở nhà không yên tâm nên sai cháu ra đây hỏi chuyện Xem con, việc gì vừa xảy ra Ông ấy bị như vậy Mà vẫn hết lòng lo lắng cho người khác vậy Nhà cô quả là có phúc Tìm thấy bộ tám rồi Nhưng ngặt nỗi Cô cũng thành ra người thiên cổ Cổ từ cô ấy phát hiện Bộ tám treo cổ lồng lẳng trên xà nhà Có điều có điều làm sao cô kể cho nghe với Vợ ông đồ hối thúc Gấp gáp Bà muốn hỏi cho nhanh chóng để còn về cho ông đồ khỏi sốt ruột chờ đợi ấy thế nhưng bà láo bán nước lại kiệm lời Chỉ tay vào bên trong căn nhà Chẳng nghe không ở một thấy Cô cứ vào đó rồi sẽ biết Bật đặc dĩ Vợ ông đồ phải rẽ đám đông đi vào Đập vào mắt bà là một cảnh tượng vô cùng quái dị một cái xác được treo lơ lửng trên xà nhà, đùng đưa qua lại theo từng đợt gió thổi, dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, cái xác lép kẹp, gầy guộc đến chơ xương ra từng khúc, tưởng chừng như chỉ còn mỗi lớp da bọc bên ngoài thôi vậy, nhưng trên cái khuôn mặt đôi khuyên tai độc nhất vô nhị được làm từ chiếc nanh lợn kia thì không thể nhầm lẫn đi đâu được. trong cả cái làng này chỉ có duy nhất một kẻ điên rồ như thế, chính là Mộ Tám một chết ngay bên trong chính căn nhà của mình nơi mà chẳng một ai ngờ tới nên đã bỏ qua không tìm kiếm ngay từ đầu có điều không ai hiểu được người đàn bà to béo như hộ pháp bây giờ lại biến thành bộ dạng như thế này hệt như một miếng mỡ lợn bị dán lên chỉ còn lại tóp này 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 cứ thế để bộ ấy như thế mà không hạ xuống à không được ông không nghe ông lý nói hồi chưa à? không có sự cho phép ai có gan mà tự hành động Ông đồ hôm nay suýt nữa thì cũng chết còn gì. Ờ... À, phải rồi. Ông không nhắc thì tôi cũng quên khuấy đi mất. Mà đã có ai đi thông báo chưa? Rồi. Thằng Cúc Tẹo nó vừa mới đi xong. Chắc cũng phải đợi cơm nước xong sôi Ông ấy mới quay qua đây được. Mong là ông lý nhanh lên. Chứ cứ phải nhìn cái xác 18 thành ra thế này. Tôi ớn quá. Khéo đêm này lại ám ảnh không ngủ nổi mất. Mỗi người thêm mất một câu. Trò chuyện cho quên thời gian đồng thời cũng là chờ lão lấy tiêu đến để xử lý chuyện này chứ thực tình cũng không ai có gan dám đứng lên mà tự ý hành động nữa nghĩ đến cái cảnh ông đồ bị bắt phơi nắng suốt cả buổi hôm nay cũng đủ làm cho họ toát mồ hôi hột nghĩ cũng đã biết đủ những điều cần biết vợ ông đồ lại vội vàng chạy về nhà trời cũng đã nhá nhem từ đây về tới nhà cũng chỉ cách có dằm chục bước chân ấy vậy mà hôm nay vợ ông đồ lại có cảm giác con đường bỗng nhiên dài ra đến vô tận lại không có một bóng người nào bà cứ đi mãi đi mãi thậm chí là chạy thật nhanh nhưng đến khi nhìn lại bà vẫn chỉ quanh quẩn một chỗ không nhích thêm được một bước nào có cảm giác như con đường này cũng đang di chuyển ngược lại với những bước chân của bà vậy vợ ông đồ bắt đầu sợ hãi trong suy nghĩ mơ hồ hình dung ra cái thứ đang cản trở bước chân của mình lại chợt nhớ ra có lần bà được nghe mẹ của mình kể nếu trên đường đi bị ma trêu quỷ dọa thì cứ tụt quần xuống mà phóng uế ma quỷ sợ nhất là những thứ dơ bẩn nghĩ là làm bà tụt quần xuống đáy ngay giữa đường đi một âm thanh xì xèo vang lên làm bà thoáng chút giật mình bà đứng dậy co giò chạy thật nhanh hướng thẳng về phía nhà của mình không dám ngoái lại phía sau dù chỉ là quay ngang liếc dọc bà cũng không còn dám thật may là bà không còn bị che mắt nữa thoáng chốc nhà của bà đã hiện ra trước mắt vợ ông đồ ôm ngực thở vào nhẹ nhõm bà đẩy cửa bước vào ông đồ dường như cũng đã khỏe lại ông ngồi trên chiếc ghế chè chờ đợi tôi tôi vừa bị ba nó trêu ông ạ mày mà vẫn còn vác được cái thân này vẻ đấy chứ nếu không chắc lại giống như là bà tám mất thôi vợ ông đồ chợt khóc nức nở dù rằng bà cũng không phải là kẻ yêu bóng vía ấy thế nhưng những gì vừa xảy ra đối với mình quả thực dù có bản lĩnh hay tinh thần thép đến mấy cũng không khỏi một phen hú vía ông đồ nghe vợ nói vậy liền đứng phát dậy bảo sao mà tôi thấy bà đi lâu tới như vậy chứ chuyện của bà tám tôi có nghe người ta kể rồi lão lý tiều đến nhà xử lý xong rồi hết mọi chuyện rồi cùng mày lại bà vẫn bình an vô sự mà trở về nhà vợ ông đồ giật mình kinh hãi ở cái làng này chỉ duy nhất có một con đường cai lớn muốn đi tới bất kỳ nhà ai cũng đều phải đi qua con đường này mà mà sao lão lý tiêu dẫn người tới nhà mộ tám lúc nào bà lại không hay cứ như thể tất cả mọi người đều trở nên vô hình trong mắt bà lúc đó vậy ông ông vừa nói cái gì B bây giờ là mấy giờ rồi tôi nhớ là tôi chỉ đi có một lúc thôi mà ông đầu nhìn trời một lúc rồi nói bây giờ cũng cuối giờ hỏi sắp sang giờ tí của ngày mai rồi chưa sớm sủa gì nữa Tôi ở nhà đợi bà mà lòng như lửa đốt Lò sốt vó lên đây này Còn đang định bụng chạy đi tìm đây Vợ ông đồ một lần nữa lại kinh ngạc Xen lẫn sợ hãi tổn độ Bà trở về nhà mộ tám Từ lúc trời bắt đầu nhá nhem tối Tức là nguyên một đoạn đường từ đó về đây Bà đã mất đến ba canh giờ Vậy mà bà cứ cảm giác như Sự việc xảy ra rất nhanh Ước chừng còn chưa tới nửa canh giờ. Bảo sao, nãy giờ bà cứ thắc mắc, chỉ chừng ấy thời gian mà ông đồ lại trông khỏe lại nhanh tới như vậy bà lắp bắp từng tiếng đã đã sắp sang ngày mới rồi sao thôi được rồi có gì muốn nói thì để ngày mai đi bà rửa chân tay mặt mũi đi rồi còn đi nghỉ ngày nay bà cũng vất vả rồi còn đâu tiền bạc có mất vẫn còn có thể kiếm lại nhưng mà sức khỏe mới là quan trọng vợ ông đồ giờ mới sực nhớ ra toàn bộ tiền bạc lúc trưa nay đã phải đem hối lộ bọn gia nô chúng nó mới cho ông đồ uống được miếng nước. Bây giờ chỗ còn lại chắc cũng chỉ vừa đổ rau cháo qua ngày. Trong lòng lại trào dâng lên nỗi căm hận cái lũ bạc ác bất nhân. Cùng cảnh đi làm thuê làm mướn mà không chịu thấu hiểu cho tình cảnh của nhau. Lại còn dựa quyền, dựa thế, tìm cách đục khoét của dân chúng để làm giàu cho bản thân. ấy thế nhưng, thực tế thì hai tên nô cũng chẳng có nút trôi nổi số tiền đó. Trên đường trở về, Chúng cầm số tiền đó chia đôi, mỗi thằng một nửa. Ngay khi chúng trở về đến nhà, ngay hai đứa chỉ khai báo đã xong việc mà không thấy đả động gì thêm. Lão Lý Tiều tức giận lắm nhưng cũng gắng nén lại vì vừa mới tin được tin con mộ tám treo cổ chết. Mà mộ lại ế chồng ế chơ, chẳng ma nào dòm ngó. Một thân một mình mở quán xá nuôi thân béo mầm. Qua mấy chục năm chắc cũng tích góp được một món kha khá. Nhận thấy món lợi trước mắt, lão gác chuyện này qua một bên để khi nào về rồi xử lý lão cất giọng thôi được rồi chúng mày chuẩn bị cơm nước rồi cùng ông sang nhà con mộ tám hai tên gia nô ban nãy vẫn còn thấp thỏm lo sợ nay thì lão lý nói vậy chúng vui mừng ra mặt vội vàng vâng dạ rồi lui về nhà giới lão lý trông theo bộ dạng của hai đứa miệng khẽ nhếch tên cười chúng mày cứ đợi đấy không thoát được đâu còn à? Từ nhà một tám xử lý mọi việc trở về, lão Lý Tiêu kiếm được một món không nhỏ bằng việc lục tung khắp căn nhà, tìm thấy chỗ mộ ấy cất giấu tiền của. Lão lại bổ sung thêm vào tài sản của mình đến cả chục quan tiền. Lúc này ngồi trên chiếc ghế, hớp chén chè, lão mới gọi hai đứa già nô lên, nọc chống ra, sai người trói chúng lại vào băng ghế, cầm roi mây mà cốt túi bụi. Đánh cho chúng một trận như tử, thừa sống thiếu chết. Thi thoảng lại lấy muối trắng mà sát vào những vết xước, vết bầm tím cho do đòn roi. Hai đứa gia nô vừa đau vừa xót đến dãy này, chỉ có điều chân tay đã bị trói chặt, không nhúc nhích, cũng chẳng phản kháng được. Quanh căn nhà lại vang lên tiếng kêu la khóc lóc van xin. Con này ông, ông thằng cho chúng con, con nào có gây ra, ra tội gì đâu. Lão Lý Tiêu sôi máu, lại cầm roi quất thêm một trận nữa, vừa đánh vừa chửi. Mẹ cha chúng mày Còn dám mở mồm ra nói không có tội à Thế số tiền con một vợ lão thầy đồ đưa cho cho chúng mày Chúng mày im đi đâu rồi Ừ để rời do xét Chúng con nào có dám soi cái mạng cha chúng mày à Vẫn còn quanh qua mà chối Chính mất thằng Tuất trông thấy Chúng mày nhận tiền từ tay con mụ vợ lão thầy đồ Lại còn đứng che chắn cho nó nữa Thế có đúng vậy không Hai đứa già nô im bặt, không nói được câu nào. Thì ra lão Lý đã tiên liệu được trước mọi việc nên đã cắt cử thằng Tuất nấp ở chỗ kín theo dõi tình hình. Trong lòng chúng lúc này chỉ hận thằng Tuất mồm năm miệng mười đi bếp xếp với lão Lý. Nếu như nó biết ý và khôn lanh hơn, chỉ cần mở miệng ra là cũng có thể nhận được 50 đồng, gọi là tiền để nó giữ bí mật. Thấy thái độ của hai đứa gia nô gần như đã ngậm thừa nhận mọi việc, lão Lý Tiều mới ngồi thụp xuống, nhìn hai đứa gia nô mặt vẫn nhăn nhó vì đau, lão dịu giọng thế nào chú mày nhận được bao nhiêu dạ năm à, à không 10 đồng ạ à? nói cho chính xác là bao nhiêu à hai à, hai mươi đồng ạ à? Cô nói thật ông thả cho chúng con một đứa sợ hãi miệng run rẩy lắp bắp mắt đảo như giang lạc có chút gì đó vẫn không thành thật tất cả đều không qua được mắt lão lý tiêu dù sao thì kinh nghiệm của lão về ăn chặn bọn rút tiền bạc vẫn có thừa. Chỉ với vài đời như thế này, làm sao lão có thể tin? Lão tóm tóc một đứa giật lên, mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào nó, nghiến răng kèn két. Ông biết, đó chưa phải là con số cuối cùng. Hai đứa mày khôn hồn thì nôn hết tiền ra. Ông đấy sẽ cho chúng mày một con đường sống. Bằng không, chúng mày cứ chở vợ con đến mà nhận xác đi. <laughs> Bật đắc dĩ hai đứa già nô phải thành thật mà khai ra chỗ cất tiền điều đáng buồn là chúng lại để chung vào cả với số tiền mà mình dành dụm được suốt bao năm vậy là nghiễm nhiên lão lý tiêu lại cũng hết sạch không để lại cho chúng được một đồng một cắc nào âu cũng là cái giá chúng phải trả cho cái sự ích kỷ tham lam muốn kiếm tiền trên sưng máu người khác chỉ là quả báo đến sớm hơn mà thôi cầm một hộp tiền mới tịch thu được vừa đi vừa lắc lắc chỉ để nghe những đồng tiền va đập vào nhau len keng. Lão Lý Tiêu cảm thấy thích thú vô cùng. Lão nhanh chóng bước vào căn phòng riêng, khóa chặt cửa lại. Đồ hộp tiền ra mà đếm tới đếm lui, lại cười khà khà. Còn bộ vợ lão thầy đồ, cũng lắm cũng chỉ được cho chúng một tiền, mà ở đây đếm được những hơn một quan. <laughs> Hai thằng này, chắc tích góp tốn nhiều công sức lắm đây. Cộng với tiền vừa lấy được từ nhà con bộ tám, Chà cũng nhiều lắm đây Đúng là tiền nó lại có thích chui vào túi ông rồi <laughs> Lão Lý Tiêu cứ mải mê với đống tiền trên giường Mà không để ý rằng Thanh kiếm mà lão lấy được của gã tướng tàu Bỗng dừng nhúc nhích trên giá treo Chỉ đến khi cái cánh cửa sổ bật tung ra Một luồng gió mang theo hơi lạnh thổi vào Khiến lão Lý bất giác dùng mình Toàn thân run lên cầm cập Quái lạ Mùa hè nóng chảy cả mỡ ra và sau tự dưng lại lạnh ngắt như thế này Nói đoạn lão đứng dậy Đi ra đóng cánh cửa sổ Cánh tay vừa thò ra Tìm lão như muốn bắn ra khỏi lồng ngực Khi bị một bàn tay nham nhở Bong chóc từng mảng Lại lạnh như đóng đá Từ bên ngoài nắm chặt lấy cổ tay của mình Một giọng nói âm trầm vang lên Cũng khiến lão một phen nổi ra gà Ông Lý Ông có nhớ con không? Lạ. Là... À, thằng nô Mày, mày chết rồi cơ mà Còn cô đơn quá Ông xuống giới cùng với con Khuôn mặt của thằng nô từ từ hiện lên Sau xong cửa sổ Vẫn cái khuôn mặt bê bết máu Này lại bám thêm lớp đất bùn nhão nhét Thằng nô nhếch mép nở nụ cười ma quái Lão Lý tiểu kinh hãi Lùi lại về đằng sau Vô tình đụng trúng vào thanh kiếm Như vỡ được vật phòng thân Lão rút thanh kiếm ra chỉ mới kiếm về phía trước, dồn thủ thế. "Mày mày, mày đừng có mở qua đây, nếu không tao chém." Không để tâm tới những lời hăm dọa, thằng nô leo lên cửa sổ vào trong phòng, mắt tròn tròn nhìn lão Lý. Nó đi từng bước, từng bước chậm rãi, mỗi một bước chân đều in dấu máu xuống sàn nhà. Lão Lý tiêu Lâm vào đường cùng, muốn tiến không được, muốn lùi không xong, khi thằng nô đang đứng trước mặt chỉ cách chừng hơn một bước chân lão nhắm mắt cầm kiếm mà khô loạn xạ từng đường kiếm cắt vào da vào thịt thẳng nô mỗi lúc một dày đặc có chỗ bị chém quá nhiều thành ra nát bấy từng vụn thịt rụng là tà xuống nền nhà phảng phất mùi tanh tưởi đến buồn nôn thằng nô cứ đứng như trời trồng lại cười hành hạch giọng nói của nó lại cất lên nhưng không phải phát ra từ cuống họng mà dường như từ trên chính thanh kiếm lão lý tiêu đang cầm trên tay chém nữa đi nữa đi lão lý tiêu sợ hãi buông kiếm rồi đánh keng một cái xuống đất ngồi tụp xuống ôm đầu bịt chặt lấy hai tay mà run rẩy cái âm thanh đáng sợ kia lại vang lên lần nữa nhưng lần này không phải giọng của thằng nô mà nó cứ lơ lớ không tròn âm chính là vòng gã tướng tàu người có giỏi thì chém nữa đi muốn chiếm đoạt kiếm báu của ta sao đừng có mơ Nói đoạn thằng nô cúi xuống nhặt thanh kiếm Vật vô tri vô giác này Dường như cũng có linh hồn Lưỡi kiếm lóe sáng lên một chặp Rồi tỏa ra kiếm khí màu đen tím Một làn khói đen bốc lên dày đặc Như chứa đựng bên trong Luôn cả tà khí cực mạnh Thằng nô vùng kiếm lên Dùng hết sức bình sinh Một kiếm chém ngang một nhát Lên người lão lý tiêu Lão chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn Không, cơ thể lão lý tiêu bị xẻ làm đôi máu chảy ra thành vũng lớn ruột gan phèo phổi bị chém đứt chảy ra những chất dịch màu vàng sánh mùi hôi thối nồng nặc bốc lên hai mảnh cơ thể độ dầm xuống hai hướng khác nhau nửa thân trên của lão quằn quại mắt trắng rã mở ra trợn trừng hai tay ôm lấy phần ổ bụng loang lổ máu miệng ngáp ngáp vài cái lão thu hết sức tàn cuối cùng mà thỏ hắt ra những bó cơ trên thân thể liên tục co giật trước khi bất động. Lão Lý Tiêu phải hứng chịu một cái chết thảm thiết nhất mà chỉ những tên mưu đồ làm phản mới phải hứng chịu. Chém ngang lưng. Vòng gã tướng tàu trong thân xác thẳng nô đứng nhìn hai nửa thân xác của Lão Lý Tiêu một hồi đoạn lại nhếch mép cười lên kinh dị chói tai. Con chó nhà Lão Lý Tiêu nãy giờ không ngớt tiếng sủa dài ngắt quãng nay lại chu chéo lên từng hồi như đã thấy được điều gì kinh khủng lắm đám gia nhân ở dãy nhà giới nghe thấy tiếng hét của lão lý tiêu vội vàng chạy lên gõ cửa ông lý ông lý ông làm sao vậy nghe ngắm một hồi cũng không thấy động tĩnh gì hay tiếng đáp lại bất chợt lại nghe có tiếng hít sáo dài vọng ra từ bên trong giây lát sau lại có tiếng vó ngựa phi cùng cộp chạy tới miệng hí vang đám gia nhân biết có chuyện xảy ra đạp cửa xông vào vừa lúc trông thấy bóng dáng lép kẹp nhấp nháp bùn đất của thằng nô đang phi thân lao qua cửa sổ leo lên lưng ngựa rồi chạy mất dạng lúc này chúng mới quay qua thấy lão lý tiêu đã chết thảm thân xác không còn nguyên vẹn chúng ré lên kinh hãi tất cả không ai bảo ai đều ngồi tụp xuống mà nôn thốc nôn tháo một vợ của lão lý tiêu ề oải ngáp dài ngáp ngắn đi tới còn chưa biết được chuyện gì xảy ra đã mở miệng quát tháo tiền sử trả chúng mày nửa đêm nửa hôm bà mày đang ngon giấc mà chúng mày cứ la lét ỏm tỏi lên thế Cứ muốn tàu. chưa nói dứt lời cặp mắt của mộ dừng lại trên xác chết của lão lý tiêu mộ há hốc mồm lắp bắp ôi sao, sao lại thế này mình ơi đoạn mộ choáng váng đầu óc lăn ra ngất xỉu trên chiếc giường nơi lão lý tiêu vẫn hay ngồi những sâu tiền lão kiếm chắc được trong ngày hôm nay cũng không cánh mà bay chỉ còn lại những chiếc hộp rỗng không liên tục mấy ngày xảy ra những cái chết thương tâm những họa tiết ô vuông trắng đen trên chiếc cỏ tang phủ kín khắp ngôi làng cái chết của lão lý tiêu khiến ai nấy mừng thì ít mà lo sợ thì nhiều người dân bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ vì không biết ngày mai sẽ tới lượt ai mà cũng có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bản thân được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Họ bắt đầu tin vào cái thứ được gọi là lời nguyền. Cái chết của gã tướng Tàu là khởi nguồn cho mọi việc đã xảy ra. Dù thực tâm không muốn bị cho là mê tín, nhưng những gì vừa xảy ra thật sự phi lý. Nếu không phải được chứng kiến tận mắt, chắc ai cũng cho rằng điều này thật điên rồ, ngớ ngẩn. Đem chuyện từ theo dệt để hù dọa trẻ con. Nhưng việc phải mời thầy về để chấn áp phong là việc nên làm. Nhất là vào lúc này, nếu như ngày từ lúc đầu, họ chịu nghe theo lời ông đồ chưa chắc chuyện đã tồi tệ đến mức như thế này dầm sáu người tụ tập lại tại nhà ông đồ hỏi thăm qua loa vài câu xã giao về sức khỏe của ông đồ xong một người lên tiếng đi thẳng vào vấn đề ở làng đã xảy ra những chuyện gì chắc thầy cũng đã biết ông đồ gật đầu lại nói có phải hôm nay mọi người tới đây để hỏi ý xem ý kiến tôi về việc mời thầy pháp có đúng không Dạ không những là thầy Pháp Mà phải là một thầy Pháp cao tay May ra mới có thể giải được cái nghiệp nạn này Thật sự không ai muốn thấy cảnh từng người trong làng chết một cách đột ngột như vậy nữa Mong rằng thầy không chấp nhận những lời không hay hôm bữa Cùng dân làng góp sức hóa giải lời nguyền Ấy chết Sao mọi người lại nói vậy Là một người dân trong làng Điều ấy là lẽ đương nhiên Từ lâu tôi cũng có nghe một danh một thầy Pháp Từ hồi trẻ đã tung hoành ngang dọc khắp nơi Ngày đầu ông ấy đã gác kiếm về súng ẩn giật ở ngay bên kia sông tôi cũng không dám chắc ông ấy có chịu giúp chúng ta nữa hay không còn nước còn tát mong thầy thu xếp chúng ta lên đường đi kẹo muộn không để mọi người chờ đợi lâu ông đồ vào trong sửa soạn quần áo chỉ trong chốc lát đã trở ra cả toán người lên đường khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu trên con đường đi tràn ngập tiền vàng giấy mã giải đều cho tới tận cuối bãi tham ma qua bên kia sông tìm đến được nhà của ông thầy tên Kha theo những lời người dân sống xung quanh hàng ngày chỉ thấy ông chăm chăm vào cuốn sách tử vi thì thoảng lại đi cúng động thổ hay trấn trạch trong một vài nhà nhưng chủ yếu là ông xem ngày giờ cưới gà sang cất bia mộ là chính ban đầu khi được dân làng mời sang xem qua tình hình ông lắc đầu từ chối ê tôi chỉ hành nghề cúng bái chưa có biết trừ ma diệt quỷ gì đâu Việc này é là tôi không làm được rồi. Thành thật xin cáo lỗi với bà con. Dạ, chúng tôi ở làng bên kia sông. Biết được tinh tâm của thầy nên mới lặn lội qua đây. Mong thầy giúp cho. Dân làng tôi không bao giờ quên ơn. Ông đồ chấp tay khẩn cầu. Nhưng ông thầy Kha vẫn xua tay. Tôi nghĩ chắc ông bà có nhầm lẫn gì rồi. Mong ông bà thông cảm mà về cho. Hôm nay tôi không tiếp khách Nói rồi ông thầy Kha chắp tay sau lưng trở vào. Bỏ mặc ông đồ và mọi người ở lại gian chính điện với khuôn mặt sững sờ, ngây người đến bất động. Thoáng chốc ai nấy cũng đều ngán ngẩm, thở dài, nét đầm chiều lộ rõ trên khuôn mặt. Ông đồ cáo từ, trở ra ngoài nói với mấy người đi cùng. Chúng ta về thôi, tôi sẽ tìm cách khác để đối phó với vòng gã tướng tàu vậy. Thầy Kha ở trong nhà loáng thoáng nghe được ba chữ vòng tướng tàu, thì bật phát dậy, vội vã chạy ra. Mọi người, hãy khoan đi đã. Kể rốt sự tình cho tôi nghe xem nào. Sao lại có bọn tàu nào ở đây? Thì ra ban nãy để tránh việc mất thời gian, ông đồ chỉ mời thầy Kha đến để mà chân áp vong, chứ chưa, chưa hề đả động gì đến những sự việc xảy ra trong mấy hôm nay. Đoạn ông đồ quay lại nói ngắn gọn. Sự việc khẩn cấp nên tôi chưa kể rõ đầu đuôi được với thầy, vì việc này liên quan đến tính mạng con người, tôi không dám chậm trễ. Thầy Kha vội lôi trong ban thờ ra một chiếc hòm đã phủ kín bụi, dường như nó đã nằm ở đó rất lâu rồi. Lấy tay phủi đi lớp bụi trên bề mặt, thầy Kha mở nắp hòm ra. Bên trong là một thanh đoạn kiếm bằng gỗ dài chừng ba tấc, được đặt trên một tấm vải lót màu vàng óng. Mặc dù chiếc hòm trông đã cũ kỹ, mục nát vì mối mọt, nhưng thanh kiếm thì lại chẳng mảy may một vết nứt nó vẫn nằm im bên trong từng vân gỗ lộ ra sáng bóng không để mất thêm thì giờ thầy kha bỏ thêm một số tư khác vào bên trong rồi đóng nắp lại đoàn ông lấy miếng vải gói chặt chiếc hòm rồi quay ra thúc giục bao năm này tôi đã gác kiếm không còn hành nghề thầy pháp nữa bọn tàu sang xâm lược nước ta tôi đã hận cái thân giả này không thể giúp ích được gì cho nước nam ta rồi nhưng đến vòng quỷ của chúng còn dám quấy phá tôi quyết không chịu để yên được rồi, có chuyện gì Lên đường, về hãy kể cho tôi nghe Ông Đồ vui mừng khi thấy thái độ của thầy Kha Lại thay đổi nhanh tới như vậy Khi trở lại ngô làng cũng đã tới nửa đêm Câu chuyện ông Đồ kể cũng vừa dứt Thầy Kha dừng lại nhíu mày Ở đây âm khí nặng quá Xem chừng vong của thằng tàu đó Chỉ vừa mới qua đây Nghe nói vậy Cả toán người thoát tim Nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy được gì. Thầy Kha cười. Hồi nói là nó đi qua đây thôi, chứ có nói là nó ở đây đâu, mà không phải lo. Nói đoạn thầy Kha lại chậm xuống. Nhưng nếu vậy, tôi e là đã có chuyện xảy ra rồi. Vừa dứt lời chợt nghe có tiếng khóc lóc thảm thiết đến từ một ngôi nhà gần đó. Chỉ cách chừng chục bước chân, đoán đã có chuyện chẳng lành. Tất cả chạy tới nơi phát ra tiếng khóc. Con ơi, con làm sao thế này? Tỉnh lại đi con ơi. Cảnh tượng trước mắt hiện ra, một người đàn bà chừng 30 tuổi đang ra sức mà lay một đứa trẻ đang nằm yên bất động trên giường. Khuôn mặt nó đã trắng nhợt tím tái, hai mắt mở trợn ngược, từ mắt, mũi, mồm, thậm chí là cả hai bên lỗ tai liên tục tứ ra những dòng máu đen kịt, bốc mùi tanh đồng khó ngửi. Toàn thân nó mềm nhũn như bún, dường như không còn dấu hiệu của sự sống thầy kha nhanh chóng lại gần ra hiệu cho ông đồ lôi người đàn bà kia ra người đàn bà bị tách khỏi đứa con thì chống cự một cách điên cuồng dường như ngoài đứa con ra không còn để tâm đến thứ gì nữa lại gào lên ông là ai ông định làm gì thả tôi ra tôi phải cứu lấy con tôi cô đào cô bình tĩnh lại đi đó là thầy pháp chúng tôi vừa mời về đó ông đồ nói như hét vào mặt người đàn bà tên đảo kia mới không thôi la hét thầy kha ngồi xuống giường kê cào gối cho thằng bé nắm lấy cổ tay trái của nó rồi tĩnh tâm nghe ngóng mạch tượng một lúc sau thầy đứng dậy quay qua khẽ lắc đầu thở dài chúng ta đến muộn rồi thằng bé đã chết được hơn nửa canh giờ không phải ông nói dối con tôi không thể chết được con tôi không thể chết được Câu đào lại gào thét một hồi rồi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật ngồi bệt xuống đất miệng lưng liên tục lẩm bẩm mà gọi con ơi con ơi thầy kha nhận thấy trên thi thể của đứa bé vẫn còn vương lại một chút tả khí rõ ràng đây không phải là một cái chết bình thường ông đứng dậy lấy tay vốc một chút gạo nếp và một chút mối giải đều từ giường ra tới tận cửa chính thoạt đầu thì không có hiện tượng gì xảy ra nhưng khi thầy Kha quay đầu lại, những làn khói đen đang bốc bắt đầu bốc lên. Mỗi lúc một dày đặc, tiếng gạo nếp và mối nổ tanh tách. Chỉ một lúc sau, tất thảy mọi người kinh hãi khi thấy số mối gạo bị nổ đã cháy đen thôi. In lên trên nền nhà, những dấu chân rõ rệt. Chạy theo đúng hướng từ cửa vào tới đầu giường. Ngay cả cô đào cũng sững sờ rồi phát hoảng khi chỉ trong một thoáng trên nền nhà đã dày đặc những dấu chân như vậy cô lại ôm mặt khóc nức nở là do mẹ đã không tin đợi con là mẹ giết con rồi con ơi ông đổ lên tiếng an ủi cô cứ bình tĩnh đã dù sao con cô cũng đã đi rồi hay để cháu được ra đi thanh thản thì đã xảy ra chuyện gì cô có thể kể lại cho thầy đi đây và chúng tôi nghe được không cháu làm sao mà bình tĩnh được hả ông ơi nhà có ba người chồng thì tầm quân đánh giặc cận kề sinh tử ở nhà còn mỗi hai mẹ con Nương tựa nhau mà sống Chờ tin chồng, tin cha Vậy mà giờ đấy Nó, nó Nói đến đây cô đào không kìm nén được cảm xúc Lại ôm mặt mà khóc Ông đồ còn định tìm thêm lời nào nữa khác để mà an ủi Xoa dịu nỗi đau của cô Nhưng thầy Kha đã ra dấu tay báo ngừng lại Khi con người ta đau thương nhất Cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau Là hãy để cho họ khóc thật to Chút hết mọi phiền muộn trong lòng Đúng như suy nghĩ của thầy Kha, một lúc sau cô đảo thôi khóc, chỉ còn lại một vài tiếng nấc nghẹn ngào. Đứa mắt đỏ hoe, tèm lem nước mắt, cô bắt đầu kể lại. Âu đó cũng là một cách để giải tỏa, cho lương tâm thôi không cắn rứt, giàn vặt. Chả là lúc cả hai mẹ con đang ngủ say, thằng bé thức giấc giữa chừng, cả người run lên bẩn bật, nó vội rúc vào trong chăn, chùm kín mít lại, rồi lay lay tay mẹ nó. Mẹ, mẹ ơi, hình như là có, có ai ở bên ngoài cửa như mình ấy làm gì có ai đâu chắc là con ngủ mơ đấy ngủ tiếp đi con cô đào ngái ngủ mở mắt nhìn một lượt ra bên ngoài cửa sổ nhưng không hề thấy gì cả ngoài những bóng tre đang đùng đưa theo gió nói xong cô ôm chặt đứa bé vào lòng vỗ lưng dù con ngủ mắt của đứa bé không khép vào mà vẫn mở ra thao láo trước mặt nó cái bóng người bên ngoài xong cửa sập sệ vẫn đi đi lại lại. Thi thoảng lại ném cặp mắt đỏ giật như hòn than vào bên trong. Đứa bé sợ hãi đến đáy cả da quần, lại hét lên. Có, 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 ai đó thật mà mẹ? Người ta đang đứng bên ngoài cái kia kìa. Cả ngày làm việc đồng áng mệt nhọc, lại bị đứa con đánh thức mấy lần khiến cô đảo cũng cảm thấy bực bội. Cô lại mở mắt, nhìn theo hướng tay đứa con chỉ, nhưng rốt cuộc vẫn là không thấy gì cả. Cô gắt lên. Mày có chịu nằm im cho mẹ ngủ không hả? sáng quậy chưa đủ sa mạc, tôi còn nhõng nhẽo như vậy nhưng không có nhưng nhị gì hết có buồn đái thì để tao dẫn đi một thể lạt nữa đừng có mà dở trò dở quẻ đó lâu rồi chưa được ăn đòn hả à? đứa bé nghe mẹ nó nạp cho ăn đòn thì chỉ im thiên thít ban nãy đúng là nó có mắc tiểu thật nhưng đã bĩnh hết ra giường chiếu rồi còn đâu cô đào lại xoay người ngủ tiếp còn đứa bé mắt lại liên tục dán vào cái bóng người vẫn đang đi đi lại lại phía bên ngoài. Đoạn cái bóng người kia dừng lại ngay trước cửa sổ, cặp mắt đỏ rực nhìn về phía nó, rồi nghe cái hàm răng trắng ẩn lên mà cười khục khặc. Đứa bé sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, không dám gọi mẹ nó dậy lần nữa. Một hồi thật lâu, nó lại mở mắt ra, cái bóng người bên ngoài biến mất từ lúc nào. Đứa bé thở vào nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu, hồn viết nó lên mây khi nhận ra một khuôn mặt quái dị lỗ chỗ những vết gặm nhấm đang dí sát vào mặt nó những chất dịch vàng sền sệt như trực muốn nhỏ xuống bốc mùi tanh tưởi hôi thối nồng nặc giọng cười ma quái lại vang lên kèm theo giọng nói ồm ồm không rõ tiếng đến lượt mày rồi đứa bé chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm im bất động nghe tiếng của đứa con khác hẳn với khi nãy cô đào lay người nó nhưng tuyệt nhiên không thấy có phản ứng gì. Vội vàng trở dậy, mò mẫm trong bóng tối, lấy hộp quẹt thấp cây nến lên. Cô đào tã hỏa khi thấy con trai mình đã nằm rội lơ, không còn hơi thở. Trong đôi mắt trong vèo đang trận ngược lên kia, cô có thể thấy được dường như con trai mình đã gặp phải điều gì khủng khiếp lắm. Nghe xong câu chuyện, thầy khác đập mạnh tay xuống bàn, giọng tức giận. Vậy là đích thị, thằng bé đã bị vong của thằng tàu kia bắt đi rồi. Nhưng có làm sao Nó có thể vào được trong nhà chứ Ông Đồ thắc mắc Thầy Kha đáp lời Với những vòng linh bình thường Không thể tự ý mà ra vào được Bởi còn có sự cai quản của thổ công Hoặc vòng linh của tổ tiên Nhưng cũng có một số kẻ khi chết đi Vòng linh rất mạnh Có thể chấn áp được cả tổ công Chính vì vậy Chúng có thể tự do đi lại khắp trốn Mà không bị ai cai quản Điển hình là vong của thằng tàu này nếu như theo lời ông nói thì sau khi chết nó sẽ trở thành xoáy vong xét về sức mạnh âm binh thì chỉ đứng sau bậc đế vong mà thôi ngẫm một hồi thầy khá lại tiếp đây là theo sách của bọn tàu nó nói như vậy nhưng đây là địa phận của nước nam ta nên tôi không cho rằng vong của thằng tàu kia có thể phát huy được hết tối đa sức mạnh có tôi ở đây tôi tuyệt đối sẽ không thể để nó bắt thêm bất kỳ một ai nữa đâu sáng mai mọi người đưa tôi đến huyệt mộ nơi chôn cất vong thằng tàu lời nguyên chả phải tiêu diệt được nó là có thể hóa giải hay sao ông đồ nghe mà gật gù ông chẳng phải người theo nghiệp thầy pháp nên cũng chẳng thể nào biết được vong tốt hay xấu vong mạnh hay yếu chỉ biết rằng đã có tới ba à không và lại bốn người tính cả thằng nô đã chết dưới tay vong gã tướng tàu mà thôi Trời càng đổ về khuya, mọi người đều ở lại nhà cô đảo, phụ giúp công việc chuẩn bị lo ma chay cho đứa bé. Mà có khi cho tiền cũng chẳng ai dám một mình mà trở về nhà, nhất là khi vong gã tướng tàu có thể vẫn còn luận quẩn quanh đây. Buổi sáng hôm sau, trong đám tang của đứa bé, người dân lại được một phen bàng hoàng, ngạc nhiên khi thấy lớp sương mổ dày đặc phụ kín lối đi. Đến người với người cách nhau chỉ chưa đẩy ba bước chân, mà phải căng mắt lắm mới nhận ra được là ai với ai vậy nên bất đắc dĩ việc đưa quan tài ra bãi tha ma để hạ huyệt đành phải dừng lại chọn một giờ khác mới tiến hành tiếp thời gian trôi qua cũng đã rất lâu nhưng những lớp sương mù không hề tan đi mà ngày một dày đặc hơn dày đến trắng xóa cả một khoảng không trước mặt không nhìn thấy được mặt trời nên cũng chẳng ai biết được giờ là buổi sáng hay chiều chỉ biết rằng không khí ở đây dần trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Ngồi trong ngôi nhà của cô Đào, quanh đây vẫn còn nhốn nháo tiếng người, xen lẫn tiếng khóc than. Ông đồ nhìn ra bên ngoài, nhíu mày thắc mắc. Quái lạ, mới vào đầu hè, làm sao lại có sương mù vào sáng sớm như này chứ? Hừm, sương mù này không phải được hình thành do tự nhiên. hắt hẳn thằng tàu đó đã nhận ra sự có mặt của tôi rồi. Vậy nên nó mới tạo ra cái ma trận sương mù này Khiến cho trời đất âm ô, Ban ngày cũng giống như ban đêm Là điều kiện tích hợp để ma quỷ lộng hành Thầy Kha hừ mũi giải thích Nói đoạn ông đứng dậy bước ra ngoài sân Tham lam hít một hơi thật sâu Cái bầu không khí ngập tràn sương lạnh giá Như cảm thấy được điều gì Thầy Kha vội la lớn Tất cả mọi người mau chóng chờ vào trong nhà mó lên Nếu cứ ở ngoài đó mà hít phải lại sương này lâu sẽ dễ dàng bị tà khí xâm nhập khi ấy mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát được nữa đâu nghe tiếng thầy kha đa số mọi người đều ngưng tay chạy vào nhà trong nhà theo lời thầy kha ông đổ pha một ấm trà nóng lớn để tất cả mọi người cùng uống trong ấm trà đã bỏ vào đó một ít cho bùa nghe nói uống vào sẽ thanh tà giải đi tà khí đang tích tụ trong cơ thể ở phía bên ngoài vẫn còn một số người cố tình nán lại để làm nốt cho xong công việc được phân phó như trả củi đun nước nấu nướng dù thầy kha có gàn có nào cũng không có tác dụng một lát sau một người từ từ ngã xuống bất tỉnh đôi môi tím tái nhợt nhạt rồi theo phản ứng dây chuyền người thứ hai người thứ ba cũng đổ gục trong nháy mắt dưới sân đã có tới năm người nằm la liệt rơi vào trạng thái hôn mê miệng bắt đầu nói nhảm ngay lập tức ông đồ cùng một số người phải chạy ra trên miệng mỗi người đều quấn một tấm vải ướt nhanh chóng khiêng cả năm người kia vào trong nhà thầy kha đến gần xem xét tình trạng của từng người một hồi lâu cả năm người này đều có chung một trạng thái sắc mặt trắng bạch như người chết trôi môi tím ngắt như trúng độc cả người run lên cầm cập phải đắp thêm mấy lượt chăn cũng không đủ để giữ ấm cơ thể đoạn ông quay lại lớn tiếng. Ai đó đi đun cho tôi một ấm nước, đun ngay trong nhà, chứ đừng có dại ruột mà ra ngoài. Nhưng nhớ là đun sôi lên, chỉ hớt lấy hơi nước đỏng bên trên. Cái tôi cần là một chút nước dùng tinh khiết. Sau một hồi hì hục nhóm bếp với những khúc củi ẩm ướt, cuối cùng cũng đã có năm chén nước cất mà thầy Kha cần. Ông rút trong tay nải, lấy ra năm lá bùa, chấm mực chu xa vẽ lên đó những ký tự loằng ngoằng sau đó ông đốt tất cả lên lấy cho hòa tan vào năm chiếc chén khuấy đều lên rồi cho những người kia uống điều kỳ diệu xảy ra khiến những người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng sắc mặt của năm người đang đắp chung một chiếc chăn kia dần hồng hào trở lại hơi thở cũng phát ra đều đều chứ không khò khè yếu ớt như ban nãy những giọt mồ hôi li ti bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên khuôn mặt của từng người. Lại nói, trời đang vào hè, đến cờ trần đi ngủ mà mồ hôi mồ kê vẫn còn đầm đìa, huống hồ lúc này lại phải đắp một chiếc chăn dày cộp. Lật tung chiếc chăn qua một bên, thầy Kha tiến lại, nắm cổ tay từng người, bắt mạch, đồng thời đặt tay lên chán kiểm tra thân nhiệt. Được rồi, xem ra tất cả đều đã ổn định. Cũng may mà tà khí còn chưa xâm nhập được tới lục phủ ngũ tạng nếu chậm chế chỉ chút nữa thôi, e rằng tính mạng khó được bảo toàn. Thật là vất vả cho thầy quá rồi. Nhưng ở bên ngoài, xương còn phủ dày như thế kia cho tới bao giờ. Cứ như thế này, chúng tôi không chết vì sợ, thì cũng chết vì đói mất thôi thầy ơi. Liệu có cách nào... Ông đồ đắn đo suy nghĩ một hồi giờ mới quyết định lên tiếng. Tính nguyên ở trong làng cũng chỉ còn lại dăm ba chục người, mà tất cả đều đang chịu ảnh cảnh người đứng kẻ không có chỗ mà ngồi trong gian nhà lá chật hẹp của cô đào ngoại trừ gian đình lão lý tiêu là bị cô lập vì tang sự của lão vẫn còn chưa có xong nên lũ người ăn kẻ ở cũng chẳng đi đâu được chỉ dám quanh quẩn nơi góc bếp xó nhà với lại tình hình bên ngoài như vậy cũng khó lòng mà đi đâu được tình thế cấp bách nếu tình hình này kéo dài quá lâu sợ rằng vùng đất này sẽ trở nên cô lập mà thành một vùng đất chết. Ngay cả bản thân mình cũng khó được bảo toàn tính mạng. Thầy Kha lập ngay một đàn tế, dù sơ sài nhưng vẫn gọi là đầy đủ những thứ cần thiết nhất. Thầy Kha đứng nghiêm mình, cầm lên ba nén nhang, hướng ra ngoài cửa, hành lễ rồi cất giọng. Đồ Nhi Trận Kha, truyền nhân đời thứ 10 của huyền không đạo tổ, này trên đường gặp phải tả ma yêu đạo quấy nhiễu dân lành kính xin các vị tổ sư ra tay tường trợ giúp đồ nhi phát tàn yêu thuật của quỷ dữ đem lại bình yên cho dân làng vừa dứt lời thầy kha mở chiếc dương gỗ lấy thanh kiếm bên trong ra thanh kiếm như được các vị tổ sư phụ trợ phát ra ánh sáng chói lòa đánh tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm quanh căn nhà Thầy Kha tay phải chỉ đông chỉ tây mũ lợn trước đàn lễ. Tay trái bắt quyết miệng niệm chú. Cảnh tượng này thật khiến cho tất thầy người chứng kiến được mở rộng tầm mắt vì trước nay họ chỉ được nghe kể lại qua những tích chuyển miệng chứ để được mục sở thị thì đây mới là lần đầu. Đoạn thầy Kha dùng mũi kiếm chấm vào bắt mực chu xa trên bàn thoàn thoát vẽ lên không khí một chữ họa. Lúc này màn sương dày đặc trông giống như một bức tường, chữ hỏa được viết hiện rõ nét mà không hề bị tan biến. Ông đồ há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng chỉ dám lẩm bẩm để tránh cho thầy Kha bị phân tâm. Viết chữ lên không trung, điều này thật phi lý. Sự phi lý trong suy nghĩ của ông đồ không chỉ dừng lại ở đấy. Thầy Kha sau khi viết tới bốn chữ hỏa tượng trưng cho tứ phía, ông lại múa kiếm một hồi rồi chỉ múa kiếm lên trời hét lớn. Thiên địa chư tiên hỏa tự âm ti diệt ma trừ quỷ linh lực lửa thiêu phù trọ chảm yêu thiệt hỏa diệt linh phủ khai trong phút chốc cả bốn chữ hỏa được vẽ trên không đột ngột phát sang ánh sáng màu đỏ rực tỏa ra một luồng không khí ấm áp dễ chịu đến lạ thường bốn đốm lửa từ những chữ hỏa nhen nhóm rồi bùng lên mỗi lúc một dữ dội đốt cháy sương mù ở bên ngoài vang lên những tiếng nổ lách tách, những làn khói đen kịt bốc lên chạm tới nóc nhà. Cảnh vật trước mắt dần hiện ra mỗi lúc một rõ rệt. Mọi người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, chợt đâu đó lại vang lên tiếng vó ngựa, cồm cộp, xen lẫn giọng nói e e tức giận. Phá tàn yêu thuật của ta, lão già, người độc lắm, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cả cái làng này sớm muộn gì cũng phải chết thảm dưới tay ta thôi. Người nên nhớ, đây là địa phận nước Nam ta, không phải là chỗ để cho lũ quỷ nước tàu các người có thể tự tung tự tác. Xem thường luân hồi đạo lý, ra tay tan sát người vô tội. Bất luận người là soái vong hay đế vong đi chẳng nữa, nếu làm điều ác, ta tuyệt đối không dùng thà. Biết vòng gã tướng tàu đã chạy đi xa, thầy Kha dùng thuyệt truyền âm đáp trả, âm thanh mạnh mẽ, đanh thép như sóng vỗ, toát lên khí chất của một người học đạo. Xong rồi, thầy Kha ngồi phịch xuống nền đất mà thở dốc. Xem chừng ban nãy, ông đã phải mất khá nhiều sức lực để khai ấn bốn tấm bùa thiên hỏa diệt linh phủ lớn tới như vậy. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lúc này cũng đã xé chiều, hoàng hôn dần tắt, nhưng lại chỗ cho màn đêm đen đặc sắp kéo tới, Vậy là một ngày sống trong cảnh sương mù cũng đã trôi qua, nhưng màn đêm buông xuống lại khiến tinh thần mọi người đi xuống, dù rằng trước đây họ có thể đi đêm về hôm xem đó là chuyện bình thường. Nhưng lúc này thì lại khác, tất cả đều mang một nỗi sợ bóng tối hơn bao giờ hết, đó là thứ đã vô tình đồng lõa cùng vong gã tướng tàu, tức đoạt đi mạng sống của nhiều người. Nhắc thấy sắc thái trên khuôn mặt thầy Kha có chút không được ổn cho lắm ông đồ đi tới hỏi han thầy có làm sao không tôi không sao nghỉ ngơi một chút là sức khỏe lại thôi thầy ga đáp giọng mệt mỏi ông đứng dậy bước vào trong nhà ngả lưng trên chiếc ghế ông ngồi đối diện với ông đồ giọng ông đồ kính nể vừa rồi thật sự là tôi đã được mở rộng tầm mắt cảm ơn thầy rất nhiều vì đã ra tay cứu giúp dân làng mọi chuyện vẫn chưa xong xuôi đâu Vừa rồi tôi cũng chỉ mới phá đi tả khí mà vong của thằng Tàu kia tạo ra thôi. Còn việc đối phó với nó như thế nào, hiện thời tôi còn chưa biết. Sáng mai, ông cùng một vài người dẫn tôi ra chỗ trôn thầy của nó, có khi sẽ tìm được một vài thứ hữu ích. Nói rồi thầy Kha đưa cho ông đồ một lá bùa, dặn dán trên cửa chính, rồi mệt mỏi mà khép mắt ngủ. Một hồi lại thấy thầy Kha khẽ mỉm cười trong lúc đang say giấc, như chẳng hề lo nghĩ gì đến nhưng việc sắp xảy ra khiến ông đồ càng thêm bội phục một đêm yên bình trôi qua khi trời còn mờ sáng thầy kha đã thức dậy chuẩn bị xong đồ nghề từ lúc nào lên tiếng thúc giục nhân lúc còn sớm chúng ta lên đường thôi vâng để tôi gọi thêm mấy người nữ phụ giúp có gì cần thầy cứ mặc nhìn mà sai bảo ông đồ cũng đáp giọng khẩn trương có lẽ vì lo cho mối an nguy của cả làng cũng như lo cho tính mạng bản thân mình nên anh ấy cũng không một lời phàn nàn lập tức vác theo quốc Thuổng, đi theo thầy kha và ông đồ mặt trời dọi những tia nắng sớm đầu tiên xuống cũng là lúc cả nhóm người dừng chân trước hai huyệt mộ một là của thằng nô hai là của gã tướng tàu đi xung quanh một vòng ông đồ nhận ra có điểm bất thường nên lên tiếng quái lạ tôi nhớ là bữa trước đem đi chôn tôi còn trồng một khóm cúc ở chỗ này để đánh dấu đầu với chân sao giờ nó lại nằm giữa mộ thế kia ê không chỉ có vậy thôi đâu ông có thấy hai phần mộ này lõm xuống hơn so với những ngôi mộ dưới kia không thầy Ga chỉ tay vào ngôi mộ của mộ tám rồi lên tiếng ông đổ bán tín bán nghi xem xét một hồi quả thật cái huyệt mộ của thằng nô với gã tướng tàu bị lõm hơn so với huyệt mộ của mộ tám. Hơn nữa bên trên lại có những chỗ lồi lõm, đất đai bốc mùi tanh hôi khó ngửi. Ông đổ bốc lên một nắm đất, lại thấy nắm đất đó dường như muốn nhão ra thành bùn. Giờ đột nhiên màu sắc của đất từ từ biến đổi từ nâu sang màu xanh đen đến khó hiểu. Ông ngạc nhiên quay sang nhìn thầy Kha lắp bắp. Thế, thế này là như thế nào? Là thế nào? Thế cứ đào hai cái huyệt này lên. Giờ ông khác biết Chẳng nghe Không bằng mắt thấy mà Ban đầu Mọi người e ngại Vì Chưa tới ngày sang cát đã động chạm Tới phần mộ người chết Điều này là rất tối kỵ Vì đắc tội Với vong linh người chết Bản thân và con cháu sau này Cũng có thể sẽ không được yên ổn Nhìn thấu được tâm can mọi người Thầy Kha giật lấy chiếc cuốc truyền tay một người Ra sức mà sới tung phần mộ của thằng nô lên từng nhát cuốc một được vung xuống những mảng đất bị bắn ra xa bị hất về một phía ông đồ thấy vậy cũng vơi lấy một chiếc thuồng chẳng nói năng gì nhảy xuống mà phụ giúp thầy kha rồi một người hai người nữa rồi tất cả chẳng còn chút kiêng rẻ kẻ dùng cuốc người dùng thuồng chẳng mấy chốc hai cái huyệt mộ đã bị đào sâu đến cả trục tốc. quái lạ sao lại không có gì ông đồ thất kinh mà lắp bắp một hồi đào sới ước chừng cũng phải chạm tới chiếc chiếu rách cuốn thi thể của thằng nô và gã tướng tàu nhưng ngay lúc này bên dưới hai cái hố được đào sâu hoắm tuyệt nhiên không thấy gì cả hai cái xác đã biến mất hoàn toàn một cách khó hiểu nếu là bị trộm xác thì cũng không đúng vì thằng nô lẫn gã tướng tàu không phải bị chết do xét đánh mà có bị xét đánh thì chỉ cần chặt tay đi cổ tay trái là được chứ đâu cần phải vác cả cái xác đi làm gì cho tốn công nhọc sức hơn nữa trên người của họ cũng chẳng có thứ gì đáng giá cả còn đang mông lung trong bữa suy nghĩ bỏng bong thầy kha cất tiếng là thi sát thực quỷ nhắc thấy cả đám người đang tròn mắt ngạc nhiên thầy kha leo lên khỏi chiếc biệt mộ, trống không đợi tất cả mọi người tập trung lại một chỗ ông mới giải thích hẳn là trước kia tên tướng tàu này cũng đã từng theo học tà thuật với tham vọng hướng tới sự bất tử. Chẳng may cho hắn đã bị đánh bại ngay trên chiến trường, đầu lìa khỏi xác. Loại tà thuật này thiên biến vạn hóa, tùy vô cùng kỳ diệu, nhưng kèm theo đó cũng phải hy sinh vô số mạng người. Ấy là khi cận kề sinh tử, nếu gặp bất cứ người nào, chỉ cần hỏi một câu duy nhất, sống hãy chết về điều này ông đồ cũng đã mập mờ đoán ra được ngay từ đầu nhưng lại không tài nào lý giải được nay thầy kha lại nhắc đến như gỡ được khúc mắc trong lòng ông vồn vã hỏi lại nếu trả lời sống thì sao mà chết thì sao nếu người kia trả lời còn sống thì ngay lập tức ngọn đến sinh mạng của kẻ trả lời sẽ thuộc về kẻ luyện tả nói cách khác chính là đem dương thọ của mình giao cho hắn để giữ được sự sống như người bình thường. Cứ cách 77-49 ngày, kẻ luyện ta phải uống máu một người, đem xẻ thịt mà ăn tươi nốt sống. Đây gọi là hướng luyện huyết sát thực quỷ. Luyện để trở thành loại quỷ này rất khó bị phát hiện, vì về cơ bản là nó có thể đi lại tự do giữa ban ngày. Tuy nhiên, vì bản chất vẫn là quỷ, nên nếu đụng phải những vật kỵ tà như gạo nếp, muối, hồng hoàng, chu sa, hương bát quái, tiết gà, máu chó mực thì vẫn sẽ bị hiện nguyên hình. Ngoài ông đồ có chút học vấn, xem chiều có vẻ hiểu ra, những người còn lại nghe thấy chỉ thấy ù ù cạc cạc. Lời thầy Kha nói chui vào lỗ tai bên này, lại chui ra lỗ tai bên kia. Nhưng để không bị cho là ngu rốt, nên ai nấy cũng gật gù như say bột. Ông đồ mới nghe được dở chừng, không muốn bị cuột hứng liền thêm lời. Vậy nếu như trả lời chết thì kẻ luyện ta sẽ theo hướng luyện thi sát thực quỷ thật sao? Thầy Kha gật đầu lại nói. Đúng là như vậy. Nếu như người kia trả lời là sẽ chết, tất nhiên sinh mạng của kẻ luyện ta sẽ không được thập sáng nữa mà sẽ chết ngay lập tức. Lúc này, để bảo tồn cho thân thể, kẻ luyện ta phải lượm xác chết của kẻ khác, chờ đủ 77-49 ngày để hôn phách trên thi thể mới này tan biến, khi đó hắn sẽ sử dụng thi thể mới này mà đi giết hại người. Lấy đi trên cơ thể những người bị hại, những thứ mà hắn cần để nuôi dưỡng cho thần xa cũ. Nói đến đây thì ai cũng đã hiểu sương sương được lý do tại sao từ đó đến nay rất nhiều người lại chết theo những cách khác nhau. Mỗi người cái chết để mang đến sự đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần của người bị hại. Vậy chẳng lẽ hai cái xác này là tự đội đội mồ cũng có thể coi chúng là quỷ đội mồ cũng được mà quỷ thì bản chất mãi mãi vẫn là quỷ mà thôi nào có tốt đẹp cái gì đâu chứ thầy kha vừa nói vừa mạnh tay thảy hai lá bùa xuống hai cái huyệt trống kia lá bùa bốc cháy rơi bên trong huyệt lại bùng lên thành một ngọn lửa lớn xanh lè lè dáng cao đến ngút trời đợi cho lửa bên trong huyệt tắt hoàn toàn thầy kha lại cùng nhóm người lấp đất lại lại thấy ông đồ như có điều muốn hỏi thêm thầy kha đáp luôn hai cái huyệt này đã không còn thi thể vậy nên tôi phải đốt bùa giải khi âm nếu không lỡ chẳng may về sau có ai đó lại chôn người thân lên chính chỗ này là sẽ bị động mộ đó này vong thằng tàu kia đã biết tôi đã đến đây ắt hẳn nó sẽ sớm ra tay thôi chúng tôi phải bàn kế hoạch mà răng bẫy diệt trừ nó dạ chăm sợ dân làng tôi trông cậy vào thầy nếu có việc cần đến cái thân giả này, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tôi quyết không tự nan. Nghe ông Độ nói với thái độ thành thật thẳng thắn, thầy Kha mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cả toán người trở về nhà cũng đã quá ngọ. Theo sự sắp xếp của thầy Kha, những thứ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Duy chỉ có điều, không ai biết được, đêm này vòng gã tướng tàu sẽ tìm đến ai. Vậy nên ai nấy đều hết sức cẩn trọng, mà lo cho sự an nguy của chính bản thân mình. Trở lại với căn nhà của lão Lý Tiêu, từ hôm mà lão chết cho không toàn thây, cộng với dương tiền của vợ chồng lão cũng biến mất một cách khó hiểu, mộ vợ của lão đâm ra nghi hoặc, mộ tiên là Mễ Hoa, tuổi đời mới ngoài 20, từng là một ca nương có tiếng trên kinh thành, lại thấy lão Lý Tiêu là kẻ có tiền, thường xuyên đi đi lại lại để nghe mụ hát vậy nên mộ mới ra sức mồi chài mà quyến rũ lão Lý Tiêu với bản tính ham tài ham sắc của mình chả mấy chốc mà mộ hoa trở thành vợ của lão từ đấy mộ một bước đi lên được ăn trên ngồi chốc không còn phải dùng lời ca tiếng hát để mà mưu sinh nữa vốn xuất thân trong cảnh bần hàn nên ngay cả khi về làm vợ lão Lý Tiêu được ăn sung mặc sướng nhưng mộ cũng quản lý thắt chặt chi tiêu đến từng đồng một chẳng đứa nào có thể ăn ra được lấy một đồng, một cắc. ấy vậy mà số tiền trong chiếc dương mà vợ chồng lão vẫn hay lôi ra để đếm lại, có thể không cánh mà bay. Mà trong nhà cũng chỉ có vợ chồng mụ và vài đứa gia nhân. Này lão Lý Tiêu cũng đã mồ in mà đẹp, mộ hoa mới lôi cái chuyện này ra mà tra hỏi. Chẳng số chúng mày, đứa nào lấy tiền của bà trong dương? Liệu hôn mà nhận tội đi, bà còn tha cho con đường sống, chứ mà để bà mà tìm ra được thì đến đất cũng không có mà nó trốn đâu. Đám gia nhân nghe mụ nói vậy thì run lên như cầy sấy. Bởi lẽ trong cái nhà này, mụ hoa có phần tàn nhẫn hơn cả lão Lý Tiêu. Đến cả lão khi còn sống cũng phải sợ mụ mộ một phép. Hai đứa già nô bữa nọ được lệnh canh giữ ông đồ, lại nhận tiền hối lộ của bà vợ đang nhìn nhau mà huyết vai giảm hiểu. Một trong số đó là thằng Hin đứng lên, miệng lắp bắp Dạ Chúng ch ch con nào dám đâu Để chúng con mất tiền cũng đâu có dám kêu ca câu nào đâu Biết thằng Hên nó đang nói đến cái chuyện lão Lý Tiêu nhẫn tâm mà cướp đi luôn cả số tiền Thằng Hên và đứa còn lại tích cóp bằng mồ hôi nước mắt Mộ hoa trừng mắt À Thế hóa ra là mày đang bảo chúng ta cướp tiền của mày à Để bà nói cho chúng mày biết nha Tiền mà nằm trong nhà của bà Thì nó là tiền của bà biết chưa Trong số chúng mày nhất định là phải có đốt lấy. Chứ nếu không, tiền của ta có một cánh mà bay được à? Thằng Hên lập tức ngậm miệng lại, cầm như hến. Nó biết nó mà mở miệng thêm mà phân bua. Chỉ tổ khiến cho mộ hoa nghi ngờ thêm mà thôi. Ấy thấy nhưng sự im lặng lại càng khiến mộ hoa thêm bực mình. Thấy cả lũ người ở cứ cúi gằm mặt mà không nói năng gì, mụ gắt lên. Thế chúng mày bị câm điếc hết rồi à? Sao không đứa nào lên tiếng? dạ b, 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 bà, 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 ch chúng ch con có biết nói nói gì đâu nói gì ạ à? bà hỏi lại lần cuối đứa nào lấy tiền của bà mộ hoa vừa dứt lời bỗng từ sau đám gia nhân vang lên cái giọng ồm ồm là ta là ta lấy đấy <laughs> bầy chó trong nhà đang bị nhốt trong cỗi đánh hơi thấy mùi lạ chu lên từng tiếng dài Nghe thấy cái giọng này nó quen lắm Nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra được Là giọng của đứa nào Đám gia nhân đồng loạt ngoái đầu về phía sau Chỉ thấy cả lũ mặt mũi tái xanh Cơ thể du lên bẩn bật Cô đứa còn sợ hãi đến vãi cả ra quần Thằng nô Cái đứa đã chết cách đây gần 2 tháng Đang đứng sừng sững trước mặt chúng Trên người vẫn bám đầy đất bùn da thịt bụng bèo thối giữa Cái lòng ngực với đống xương sườn Bị gãy đâm lòi qua cả da thịt lũ dòi bỏ bầu nhung nhúc xung quanh mà cắn xé để lại trên cơ thể thằng nô những cái lỗ li ti dày đặc như tổ ong trên tay nó đang cầm theo thanh kiếm sáng choang của gã tướng tàu mộ hoa bị khuất tầm nhìn không trông thấy được bộ dáng của thằng nô lúc này nên vẫn cất giọng hầm hè giỏi giỏi lắm cuối cùng cũng có đứa chịu khai ra rồi lại còn dám xưng hồ sức sược với bà Hợ Mày có gan, mày bước lên đây cho bảo xem Mày là đứa nào Thằng nô rẽ đám gia nhân đang đứng hình Bất động mặt tiến vào Bộ dạng của nó dần hiện ra trước mắt mộ hoa Nó cười hề hề Ta là thằng nô Mà thằng nô cũng là ta Tên là do ta lấy Thế có làm sao không Mộ hoa trông thấy cái thân xác của thằng nô Thì cứng họng Ngồi bệt xuống ghế chỉ biết trố mắt nhìn nó đang tiến lại gần mình hơn trên tay vẫn lăm lăm thanh kiếm sắc lẻm mộ run rẩy nhớ lại cái khoảnh khắc khi nhìn thấy xác của lão chồng thân thể bị chém làm đôi mà không khỏi khiếp sợ phải cố gắng lắm mụ mới phát ra được từng tiếng trong cuống họng tạ tức tha cho bà nô ơi thằng nô dường như không để tâm đến những lời mụ nói vẫn từng bước một chậm rãi Mà tiến về phía mộ hoa đám giả nhân lúc này mới sực tỉnh chúng la lên dẫm đạp lên nhau mà chạy tháo thân bỏ mặc lại mộ hoa ngồi đó với khuôn mặt sợ hãi đến tột độ chạy 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 đi chúng mày nó, nó, không phải là thằng nô đâu nó, nó là quỷ đó đ đừng bỏ bà cứ 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 bà với đừng bỏ lại bà lại mà mộ hoa với cánh tay lên yếu ớt mà vẫy thều thào nói trong sự tuyệt vọng giữa ranh giới của sự sống và cái chết làm gì có ai còn bản lĩnh mà quan tâm đến người khác nữa Mạch ai người nấy chạy thôi tiến tới chỗ mộ hoa chỉ còn chừng một bước chân thằng ngô khựng lại nó lắc đầu uốn éo người vài cái tiếng khục xương vang lên răng rắc khô khốc đến giận người những chất dịch nhầy nhụa trên cơ thể thằng nô nhỏ tăng tổng xuống thành bãi bốc mùi thành tưởi khiến mộ hoa cảm thấy lợm giọng có điều nỗi sợ hãi đang xâm lấn lấy toàn bộ cơ thể của mụ nên cho dù có buồn nôn mụ cũng chẳng còn sức mà lấy tay móc họng đoạn thằng nô từ từ vung cao thanh kiếm lên chuẩn bị cho một nhát chém chí mạng mộ hoa chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái sự đau đớn dày vỏ hành hạ cho tới chết chuẩn bị ập đến người phải chết để làm vật dẫn cho thần xác của ta <laughs> Thằng nô ngửa mặt lên trời mà cười man dại Cái âm thanh ấy vang lên trong đêm vắng Lại càng thêm phần rùng rợn Bầy chó nãy giờ chu lên không ngớt Lúc này chỉ dám rên ư ử trong cuống họng Thằng nô giáng xuống một đường kiếm cực mạnh Mộ hoa kêu á lên một tiếng Chờ đợi cái sự đau đớn kia xâm lẫn cơ thể Nhưng một lúc sau Mộ vẫn cảm thấy cơ thể vẫn còn nguyên vẹn dường như chưa có chút tổn thương nào. Mụ hé mắt ra nhìn, chỉ thấy lưỡi kiếm trên tay thẳng nô bị gãy làm đôi. Mũi kiếm bị gãy đang cắm ngập xuống nền đất, xuyên qua cả vạt áo của mộ. Cùng lúc ấy một giọng nói vang lên. Ta đã sớm biết là người sẽ tới đây mà. Vòng gã tướng tàu trong thân xác thẳng nô nhìn thanh kiếm bị gãy, trên tay chỉ bởi một thanh kiếm gỗ bé xíu thì ngẩn người, gã quay đầu 180 độ về phía sau, mắt vằn vện lên những tia máu, nhìn kẻ mờ với xuất hiện, chính là thầy Kha. lão già, sao ngươi không an phận mà dưỡng giả đi? Cỡ sau nắm lần bảy lượt phá ta. vòng gã tướng tàu gằn lên giận dữ, thầy Kha mỉm cười đáp lại. <cười> vốn dĩ ta đã tưởng trên đời này không còn ma quỷ quấy nhiễu, cuộc sống người dân sẽ được an yên. Vậy mà đất nước các người Ngàn đời cũng chưa từng bỏ ý định Muốn đồ hộ đất nước ta Còn ngươi Vì luyện tà thuật với ham muốn bất tử Mà sát hại biết bao sinh mạng người vô tội Buộc lòng ta không thể khoanh tay mà ngồi nhìn Hôm nay nhất định Ta phải đưa người xuống địa phủ mà chịu tội Đối với chúng ta Các người chỉ là một lũ hạ đẳng thấp kém Trở thành một quận của nước ta Các người phải thấy tự hào mới đúng chứ <laughs> <laughs> thật khinh chẳng lẽ bao nhiêu trận chiến cả người đã bị thảm hại trước một đất nước nhỏ bé này mà vẫn không chịu lấy đó làm bài học sao trận đánh trên sông như nguyệt của tướng lý Thượng kiệt hai trận đại chiến cọc ngầm trên sông bạch đằng của vua ngô quyền và hưng đạo vương còn rất nhiều nữa chắc ta cũng cần phải kể ra đâu nhỉ còn ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một tên tướng bại trận mà thôi Thầy Kha nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống đất, chỉ tay thẳng mặt gã tướng tàu mà cao giọng Những minh chứng lịch sử, những dấu vết của các trận chiến oai hùng được ghi vang vào sử sách vẫn còn đó. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà vẫn còn được lưu truyền mãi trò hậu thế. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Như đẳng hành khang thổ bại hư Thầy Kha chậm rãi đọc lại bài thơ Nam Quốc Sơn Hà giọng như sấm chuyển, lan xa ngàn dặm. Làm cho tất thể những người nghe được đều cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào dân tộc. Nhưng dường như cái âm thanh hùng tráng này lại khiến cho vong gã tướng tàu cảm thấy khó chịu. Cơ hồ như có tiếng rít đến chói tai. Trong phút chốc, gã chợt nhớ lại. Một đất nước bình tướng hùng mạnh đã được tổ luyện tinh thần qua bao nhiêu trận chiến, nhuệ khí hừng hực lại bị cho thảm hại tới không còn manh giáp chỉ bởi một đất nước nhỏ bé nó nhục nhã như thế nào vong gã tướng tàu nổi giận điên cuồng chân lảo đảo bước đi đứng còn không vững gã bịt chặt lấy tai mà gào thét đừng đọc nữa đừng đọc nữa gã càng la hét dãy rủa bao nhiêu thì những âm thanh giọng nói đó như vẫn rót vào trong tai không ngừng lặp đi lặp lại cầm nửa thanh kiếm gãy trên tay gã vung kiếm một đường chém xuống hai cái tay trên thân xác thẳng nô bị chém cột rụng xuống đất dòng máu đen đúa chảy ra không ngừng từ miệng vết thương cái chỗ máu đó vừa thoát ra ngoài ngay lập tức đặc quánh lại rồi khô đét chỉ còn lại là những lớp vầy bốc mùi tanh tưởi bám trên nền nhà mất đi đôi vảnh tay những âm thanh kia lại không làm cho gã thấy khó chịu nữa Vòng gã tướng tàu ngửa mặt lên trời cười ha hả <laughs> Bài thơ này thực sự là nỗi ám ảnh đối với chúng ta. Nó khơi gợi lại trận thua nhục nhã của tổ tiên ta trên sông Như Nguyệt. Nhưng người đừng vội mừng, hiện giờ nó chẳng hề ảnh hưởng gì tới ta đâu. Vòng gã tướng tàu cúi xuống nhặt lấy hai cái vành tai lạnh ngắt ở dưới đất đưa lên trước mặt thầy Kha. Gã nhếch mép cười khùng khục rồi bỏ luôn hai cái tay vào miệng mà nhai rau ráo. Mộ hoa thất kinh vì quá sức chịu đựng nên lăn ra bất tỉnh, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Thầy Kha lắc đầu nói Người có biết tại sao các ngươi dù hùng mạnh nhưng lại luôn là những kẻ bại trận không? Thậm chí dân tộc ta đã ba lần đánh tàn quân xâm lược nguyên mông, trong khi các người thì lại thảm bại dưới gót giày võ ngựa của chúng, Ngưng một hồi thầy khác lại tiếp. Là bởi chúng ta yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng tự do và trên hết là sức mạnh tinh thần đoàn kết của chúng ta có thể đẩy lùi mọi thế lực thù địch lẫn mạnh. Thật tiếc là người đã chết một lần, nay lại phải chết tại đây thêm một lần nữa. Là hồn phi phách tán, môn kiếp không được siêu sinh. Đừng có mang những lời dọa nạt nhảm nhí đó mà nói chuyện với ta. Lão giả, để tao xem ngươi có bản lĩnh gì vòng gã tướng tàu gầm lên gã phi thần lao về phía thầy kha những chiếc móng trên ngón tay của gã dài ra nhọn hoắt nhắm thẳng vào ít hầu của thầy kha mà công kích thầy kha nhẹ nhàng cử độc uyển chuyển như cơn gió tránh khỏi một cú táp của vòng gã tướng tàu một cách dễ dàng vòng gã tướng tàu điên cuồng tấn công liên tiếp mỗi một cái táp kình lực mạnh tới nỗi có thể đập nát lục phủ ngũ tạng kẻ đối diện chỉ trong chớp mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, thầy Kha tranh né một cách dễ dàng mà không hề hao tổn chút sức lực nào. Một hồi chật vật mà không chạm tới nổi người thầy Kha dù chỉ là một cái móng tay. Vòng gã tướng tàu càng trở nên hăng thiết. Trên khuôn mặt gã lúc này hiện lên chi chít những đường gần thâm đen vốn lại thành từng cục một. Điều này càng tô điểm thêm cho khuôn mặt của gã trở nên đáng sợ. Chẳng biết từ lúc nào, thầy Kha đã rút thanh kiếm gỗ bị cắm vào bức vách bàn nãy. Ông nhét vội vào thắt lưng. Đoạn lại thấy ông cầm trên tay tờ hoàng chỉ cùng cây bút lông gà. Vừa ông dung di chuyển tránh né những cô táp mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mảnh như vũ bão. Đôi tay thầy, thầy Kha không ngừng múa bút mà vẽ lên tờ hoàng chỉ những nét vẽ uốn lượn, dọc ngang, từ đó dần hình thành một lá bùa hào quang trên lá bùa tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, như thẻ báo hiệu đã sẵn sàng để phát huy linh lực vòng gã tướng tàu thấy vậy thì không lại một lúc lại thấy lá bùa mà thầy kha cất công vẽ nãy giờ cũng chỉ là một lá bùa bình thường chỉ có thể hù dọa được mấy con tiểu yêu yếu kém trừ trong mắt gã lá bùa này khác gì mớ giấy lộn dù có mang cả trăm lá da mà dán lên người gã cũng chẳng mảy may một chút tổn thương vòng gã tướng tàu lùi lại nửa bước lấy đà chuẩn bị cho một cú tát quyết định dùng kế dương đông kích tây để mà đối phó với thầy kha điều mấu chốt là phải tính toán được đúng vị trí mà thầy kha sẽ di chuyển tới nhưng quỷ tính không bằng người tính ngay khi cái kế sách ấy được hình thành trong đầu gã còn chưa kịp thực hiện thì thầy kha chợt đã di chuyển tới trước mặt nhanh tay dán lá bùa lên trên trán của gã mọi động tác đều rất chuẩn xác dường như không dư thừa bất cứ chi tiết nào. Cả việc canh chính xác khoảng thời gian ngắn ngủi mà vong gã tướng tàu mất tập trung. Đây mà gọi là bùa sao? Đúng là thứ vật đi mà. Vong gã tướng tàu cảm nhận cơ thể sau khi bị dán lá bùa. Cơ hồ chẳng có gì khác biệt so với trước. Gã cởi ré lên, ném về phía thầy Kha ánh mắt khinh miệng. Thầy Kha lúc này mới nhảy lùi về sau, đứng chắn trước nơi mộ hoa đang nằm bất tỉnh sợi tay bắt quyết miệng lầm dầm niệm chú thầy hô lớn trục hồn xuất thể khai lời thầy kha vừa dứt tức thì những đường nét bị ẩn bên trong lá bùa trên trán của thân thể thằng nô hiện lên rõ rệt lại tỏa ra ánh sáng tựa như mặt trời dưới tia sáng đang rực cháy đó vong gã tướng tàu gào rú lên thảm thiết cơ hồ như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn vào xác của thằng nô nơi mà gã đang trú ngộ dường như đã vượt quá giới hạn trên da thịt bắt đầu phát ra những tiếng xì xèo nổ tanh tách mùi khói bốc lên khét lẹt những lớp mỡ trên cái thân xác bủng beo của thằng nô bắt đầu nhẻo ra khắp cơ thể một ngọn lửa nhen nhóm bùng lên lớp mỡ trên thân xác này vô tình trở thành một chất dẫn lửa trong phút chốc ngọn lửa lan ra khắp cơ thể bốc cháy ngùn ngụt chẳng khác gì một ngọn đuốc khổng lồ Vòng gã tướng tàu nằm lăn lộn quằn quại dưới đất, nhưng ngọn lửa lại ngày càng đốt cháy những lớp mỡ, đốt cháy da thịt mà bốc lên cao hơn. Sau một hồi toàn bộ cái xác của tảng Nô đã bị cháy đen thôi, các cơ bắp co cứng lại, khiến vòng gã tướng tàu không tài nào có thể điều khiển được. Nếu như ở quá lâu trong cái xác đã trở nên vô dụng này, sợ rằng chính gã cũng sớm bị tiêu diệt, bởi lá bùa ban nãy bị thầy Kha dán trên trán vẫn còn nguyên vẹn chẳng mảy may một vết ám khói. Trên huyệt bách hội của cái xác cháy đen kia, một đốm sáng bày ra lập lòe như ánh lửa ma chơi. Cái đốm sáng lượn một vòng quanh gian phòng rồi hiện ra chân thân ở lối ra vào cửa chính. Thân ảnh của gã tướng tàu mập mờ sương khói hướng đôi mắt giận dữ nhìn thầy Kha giọng hầm hè khích bác. Vẽ hai lão bùa rồi dẫn chồng lên nhau. Hồng lừa ta vào bẫy. <laughs> lúc đạo sĩ các người mà cũng phải dùng thủ đoạn đề hè này sao? Với những loài ác quỷ như người, thì ta cần gì phải nghĩ đến hai chữ đạo lý? Người đã hết được lui rồi, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Ta sẽ đưa người xuống địa phủ để chịu hình phạt cho những ác nghiệp người đã gây ra. Muốn bắt ta sao? Không dễ như vậy đâu. <laughs> Vòng gã tướng tàu đưa tay lên miệng huyết gió, trong màn đêm yên tĩnh, cảnh vật cứ mờ ảo dưới ánh trăng. Từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa phi, âm thanh ấy mỗi lúc một gần, cho tới khi còn ngựa dừng lại ngay trước cửa, chồm lên đứng bằng hai chân sau, miệng hí vang lên một tiếng, làm kinh động cả một khoảng trời. Ông đồ nãy giờ không hề hé răng nửa lời, trên vai ông xách một chiếc tay nải, có lẽ là của thầy Kha. Ông lặng lẽ đứng phía sau mà theo dõi tình hình dựa vào tình thế mà lên tổ với thầy Kha. Con ngựa chiến với bộ lông bóng nhảy màu đen tuyền của gã tướng tàu có thể được coi là giống ngựa cực phẩm trong thiên hạ. Nó còn được mệnh danh là thiên ly mã. Biết bao nhiêu kẻ thèm khát được chiêm ngưỡng tận mắt, thậm chí là chỉ cần được chạm tay vào con thiên lý mã này một lần thôi cũng đủ mãn nguyện. Nào ai dám vọng tưởng được sở hữu? Không những có thể chạy nhanh và bền, con ngựa này còn tuyệt đối trung thành, suốt đời chỉ phục tùng một chủ vậy nên cho dù gã tướng tàu kia có chết chỉ cần nghe thấy vong hồn của gã gọi dù ở bất cứ đâu nó cũng không ngại nguy hiểm mà chạy tới lúc này con ngựa chín ngoan ngoãn quỳ dạp cả bốn chân xuống thở ra những tiếng phi phi phục tùng mệnh lệnh giết chúng nó cho ta vong gã tướng tàu chỉ tay về phía thầy kha dội quát gã vừa dứt lời con ngựa chiến lại trồm lên mà hí vang trần đạp đất cái lấy đà trước khi phi thẳng về phía thầy kha và ông đồ mau một tránh đi thầy kha ứng biến nhanh chóng đẩy ông đồ qua một bên rồi cũng nghiêng mình tránh né con ngựa vì dùng hết tốc lực trong giây lát không thể dừng lại được lao thẳng vào chiếc giường tre làm chiếc giường bị gãy làm đôi mà sập xuống chân của nó bị những chiếc rằm che đâm qua dỉ máu không ngừng nhưng điều này không làm giảm đi sự hung hãn của nó con ngựa dưới sự chỉ huy của vòng gã tướng tàu liên tục tấn công không ngừng nghỉ khiến cả thầy kha lẫn ông đồ đều phải chật vật mà tránh né mà có tránh hoài thì cũng không phải là một giải pháp tốt nhất là khi sức lực của con người có hạn sợ rằng chỉ một chốc nữa thôi cả hai sẽ phải nằm chết bẹp dưới vó ngựa vòng gã tướng tàu trông theo bộ dáng của khổ sở của thầy kha mà cười khùng khục <cười> các người cứ chạy đi con người của ta sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa xéo nát được các người đâu ta ta không tin là không có cách khiến nó phải dừng lại thầy kha vừa nói vừa thở hồn hển đoạn ánh mắt ông dừng lại góc nhà vội chỉ tay ra rồi la lên báo cho ông đồ sợi sợi dây thừng ông đồ nhìn theo cánh tay của thầy kha chỉ ông hiểu ra ý đồ tranh thủ lúc thầy kha đang đánh lạc hướng để dụ con ngựa chạy tới phía mình ông đồ nhanh chóng chạy tới mà vừa lấy cuộn dây thừng rồi ném một đầu cho thầy kha mỗi người cầm một đầu dây lại chạy vòng vòng xuôi ngược khiến con ngựa cũng trở nên hỗn loạn không biết nên tiến công về phía nào khi con ngựa rơi vào trong cái vòng tròn đã được tạo ra cả hai người đồng loạt siết mạnh sợi dây bóp chặt cả bốn chân của con ngựa làm nó mất đà ngã trọng vó nhưng như thế đưa dường như vẫn chưa đủ hai người gộp lại dù có gồng hết sức cũng không thể bằng sức của một con ngựa chiến thầy kha lấy trong người ra một đạo phù dán lên sợi dây thừng miệng lầm nhầm đọc chú trong phút chốc con ngựa kia không còn chống cự đứng yên tại chỗ cả hai người đều thấy lực kéo sợi thừng nhẹ đi đến mười phần không bỏ lỡ thời cơ. Cả hai nhanh chóng cuốn thêm mấy vòng quanh tứ chi con ngựa rồi buộc thắt nút lại. Đúng lúc này thì lá bùa dán trên sợi thừng cũng bị bong ra, con ngựa lại trở nên hung hãn. Nó giấy rủa liên tục hồng thoát khỏi những sợi dây thừng to bằng nửa cổ tay, nhưng vô ích. Con ngựa trở nên vô dụng, miệng phun ra những tiếng phì phì, nó hướng về phía vong gã tướng tàu mà gục đầu xuống bất lực nằm im. Con ngựa này vốn đã trải qua bao nhiêu trận chiến đánh đồng dẹp bắc, vốn có thể coi là đã mở ra linh khí, có thể nghe và hiểu tiếng người. Vốn dĩ ban đầu vì nó muốn cứu chủ nhân của mình nên mới vượt qua bao trông gai hiểm trở mà chạy tới đây. Nay cả khi thấy vong gã tướng tàu lầu đầu lìa khỏi xác, nó hất văng thẳng nô ra rồi chạy đi, cũng chỉ với mục đích tìm người cứu chủ nhân của nó. Suy cho cùng, dù thông minh tới đâu thì nó vẫn chỉ là một con ngựa, trung thành và biết nghe lời, nhưng lại không thể phân biệt đúng sai phải trái. Vòng gã tướng tàu, nhìn thấy con ngựa chiến dũng mãnh thường ngày của mình, nay phải bất lực nằm im chịu trói thì vô cùng tức giận. Gã phi thân lại gần, rồi bất chợt dùng hết kinh lực đánh thẳng vào cái xoáy trên trán con ngựa. Sục sinh! Cái thứ vô dụng! Con ngựa bị chiến bị dính đòn chí mạng, chết ngay tại chỗ không cả kịp dãy rủa hai con mắt to như cái đít đèn dầu chớp chớp vài cái rồi nhắm lại toàn thân buông lỏng mềm nhũn dường như trên khóe mắt của con ngựa còn có chút nước rỉ ra có lẽ chính nó cho tới lúc chết mới biết được chủ nhân của nó chỉ coi nó như một công cụ để mà sai khiến rồi giết đi khi không còn thì cần thiết ác quỷ đến khi chết vẫn còn bất nhân thất đức như vậy giá tay sát hại có con vật đã theo hầu họa suốt bao năm của mình không một chút do so dự loại cặn bã như ngươi không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này thầy kha chứng kiến những gì vừa xảy ra giận tới tím mặt trong lòng thấy tiếc cho một con ngựa quý đã chọn nhầm chỗ nhân để cuối cùng phải nhận lấy kết cục này thấy thầy kha tay run run rút ra một tờ giấy hoàng chỉ khác nhưng có điều lạ là tờ hoàng trì này lại mang màu đỏ tươi như máu ông đồ không giấu được sự tò mò nên thắc mắc kỳ lạ từ bé đến giờ tôi mới thấy vẽ bùa trên giấy đỏ không lẽ nó có gì khác so với xếp giấy bùa thông thường trong cái tình hình như vậy mà ông đồ vẫn còn có thời gian để mà thắc mắc thầy kha cười gượng cố gắng trả lời nhanh nhất có thể Ông có hiểu nếu đơn giản Nó sẽ mạnh hơn là giấy bùa bình thường Giả như viết chữ nhị nhiều hơn chữ nhất một nét vậy Ông đồ gật gồ ra chiều hiểu ý Thầy Kha dùng dao trích ngón tay Nhỏ máu Hòa cùng bát mực chu sa Lại múa bút vẽ nhanh một lá bùa Trên giấy hoàng chỉ đỏ vong gã tướng tàu nhắc thấy nét bút vừa dứt Gã đã thất kinh Toàn tìm đường chạy trốn Không Hãy, hãy thả cho ta <laughs> khi người già tài sát hại người vô tội, người có từng thừa đặt vị trí của mình vào người khác hay không? Nhưng ý ra, ta cũng đã giúp cái làng này thoát khỏi thằng lý trường tàn bạo. Hãy xem đó như ta lấy công chuộc tội mà tha cho ta. Hắn có tàn bạo, độc ác bao nhiêu, hắn sẽ phải gánh nghiệp nhân quả. Người đừng có lấy điều này mà hồng liếm lấp tội trạng của mình. Các người xâm chiếm bờ cõi nước ta, sát hại biết báo sinh mạng cũng chẳng kém phần tàn độc đâu. Vòng gã tướng tàu cầm nín, gã không còn lời nào để biện minh cho những gì thầy Kha nói. Thầy Kha lao đến, cầm mũi kiếm gỗ đầm xuyên lá bùa, tay bắt quyết, hướng thẳng về phía vòng gã tướng tàu. Vòng gã tướng tàu định thoát thân ra ngoài, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cản, khiến gã bị bật ngược trở lại. Ông đồ bất xác mỉm cười, lời thầy Kha nói quả không sai, nhất định vòng gã tướng tàu sẽ tìm đường bỏ chạy, Vậy nên trước khi bước vào căn nhà này, cả hai người đã cẩn thận mà dán bùa rồi căng chỉ ngũ sắc lên khắp các cửa nẻo, lại dải thêm gạo nếp và muối bên dưới. Đậu đỏ và một chút hồng hoàng rắc bên trên, tất cả đều là những thứ kỵ tà cực mạnh. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, có như vậy dù có là quỷ giữ đến mấy cũng không thể thoát thân một cách dễ dàng. Vòng gã tướng tàu bị thầy Kha dồn vào chân tưởng, không còn lối thoát chỉ biết chọn chừng mắt nhìn thầy Kha đâm cả cây kiếm gỗ có lá bùa xuyên qua chán. Mũi kiếm cắm quá nửa vách tường được làm bằng tre nữa. Vòng gã tướng tàu bị kìm hãm ma lực khiến cho gã không tài nào có thể nhúc nhích, chỉ biết chừng mắt lên nhìn thầy Kha để oán giận. Thầy Kha khựng lại trong giây lát, hai tay chắp kiếm, xoay người hướng ra cửa chính, dõng dạc lên tiếng. thành mờ quỷ môn! xét tội vong hồn tội ác chất chồng trời đất bất dùng gây nhiều chữ nghiệp lời thỉnh xin xét tội của thầy kha vừa dứt những nét bút trên lá bùa bỗng rực sáng hồi lâu như đang phán xử tội trạng của vong gã tướng tàu lúc này gã gào rú lên thảm thiết tự như đang phải chịu rất nhiều đau đớn thống khổ ánh sáng trên lá bùa chợt tắt một chữ diệt hiện ra rõ rệt Thầy Kha kính tay đáp tả Rồi nói với vòng gã tướng tàu Những lời sau cùng Này Ta đã được lệnh phải diệt trở ngươi Nếu như có cơ duyên Có thể là vài trăm hoặc vài ngàn năm sau Ngươi có thể còn tu tập Mà trở lại luân hồi lục đạo Một lần nữa Nói đoạn thầy Kha vẽ lên Năm lá bùa dán lên đầu Và tứ chi của gã tướng tàu Tay bắt quyết ông múa kiếm chỉ vào năm lá bùa miệng lẩm nhẩm vài câu khẩu quyết rồi hô lớn khai mở pháp trận diệt quỷ trừ yêu thiêu đốt linh hồn tan thành cho bụi buồn kiếp không được siêu sinh cúi xin các vị tổ sư chứng giám cả năm lá bùa đồng loạt bốc lên ánh lửa xanh lét bắt đầu quấn quanh lan rộng ra thiêu rụi vong hồn gã tướng tàu vong gã tướng tàu ré lên một tiếng kinh hãi gã nhìn cả thân ảnh của mình đang từ từ giã ra thành những đốm sáng nhỏ li ti như hạt bụi vốn dĩ gã cứ tưởng rằng ở cái đất nước nhỏ bé này không ai có đủ bản lĩnh mà đối phó với gã vỏ quýt dày có móng tay nhọn núi cao còn có núi cao hơn gã ngửa mặt lên mỉm cười mà nói lời sau cùng tật thua rồi ta phục nhìn đám tinh phách bay lơ lửng ra ngoài rồi dần tan biến thầy kha mới thở phào nhẹ nhõm đoạn lại cùng ông đồ đỡ mộ hoa dậy trông thần sắc mộ vẫn còn chưa được ổn định cho lắm ông đồ lên tiếng gọi với xuống dãy nhà ngang đám người ăn kia ở trong nhà này đâu hết cả rồi lên đây mà trông nom bà lý này đám già nhân túm tôm ở dưới nhà kho nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng cả lũ đang co do túm tụm lại một chỗ đứa nào đứa nấy toàn thân run lên bần bật chúng còn sợ là con quỷ đang giả giọng ông đồ hòng dụ chúng lên mà giết từng đứa một chợt chúng nghe có tiếng bước chân tiến lại gần trong đêm tối tĩnh lặng tiếng bước chân vang lên cồm cộp khô khốc làm cho chúng gai người dọn tóc gáy cánh cửa nhà kho từ từ bị đẩy vào cái bàn lề cũ kỹ chưa lâu được cha mỡ nên dỉ xét âm thanh vang lên ken kẹt tất cả nín thở chờ đợi không một đứa nào dám ho he hoặc gây ra một tiếng động dù chỉ là một cái cửa động tay một bóng đen lù lù bước vào xuất hiện trước mặt chúng cả đám mặt cắt không còn giọt máu chúng vái lấy vái đẻ như tế sống lại ông ông tha mạng cho chúng con. tiền nhân tụi mày sao tôi gọi đến dắt cả họng mà không đứa nào giả lời lên mà chăm sóc cho bà lý của tụi bay đi còn quỷ đã bị thầy kha diệt chưa rồi lúc này cả đám mới nhận ra dưới ánh đèn dầu mập mờ là khuôn mặt của ông đồ chỉ vì ban nãy do quá mức sợ hãi chúng mới không để ý một đứa nuốt nước bọt ừng ực xách cây đèn dầu tiến lại gần để soi cho kỹ rồi la lên cậu 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 bóng là người tụi bay ơi đúng là ông đồ thật ngay lập tức nó nhận lấy một cái cốc đầu của ông đồ nó nhăn nhó ngồi thụp xuống la oai oái khóc không ra nước mắt ông đồ hừ mũi <laughs> không phải tao thì là ai nếu ai cũng ham sống sợ chết như tụi bây thì bỏ mặc cả chủ nhân để chạy thoát thân liệu bờ có nước nam ta còn giữ được đến ngày hôm nay không đám gia nhân cầm nín cúi gằm mặt xuống đỏ mặt vì xấu hổ ngay trong lúc này ngoài trời bỗng nổ sấm khan một tia chớp rạch ngang trời trong phút chốc làm cả căn nhà kho sáng rực lên mọi thứ bên trong đều hiện lên rõ mồn một tiếng là hét của đám gia nhân lại vang lên ầm ĩ thầy kha từ trên nhà nghe được cũng vội xuống xem tình hình dưới ánh sáng vàng vọt của mấy cây đèn dầu một thân thể trên mình mặc bộ giáp tay trái đang ôm cái đầu đứng sừng sững cạnh đống củi da thịt trên thân thể này nham nhở máu thịt lẫn lộn chỗ có chỗ không, sủi lên những lớp bọt li ti, bốc mùi tanh tưởi. Đây đúng là thân thể của thằng Tàu kia rồi. Ông có thấy không? Những chỗ da thịt đang sủi bọt này chính là được lấy từ những người xấu số đã chết dưới tay nó đấy. Mau, trước mắt mọi người phụ tôi một tay phải tiêu hủy cái quỷ thi này đi trước đã. Có như vậy, võng hồn của những người xấu số mới có thể được toàn vẹn mới đi đầu thai. Đám gia nhân rằm rắp nghe lệnh, không dám trái lời, kẻ ôm người chất củi thành một đống lớn ở ngoài sân, đặt quỷ thi lên trên. Ông đồ châm một bó đuốc, mắt hướng nhìn thầy Kha, chờ chỉ thị. Thầy Kha lấy ra một xấp bùa, thầy quẳng vào trong đống lửa, đồng thời dùng tay ra hiệu châm lửa. Ngọn lửa bốc lên rừng rực, ánh sáng tỏa ra như muốn nuốt trọn cả không gian tầm tối quỷ thi bên trong đống lửa bắt đầu bị nung đến chín đỏ cả bộ giáp bên ngoài da thịt bên trong chảy ra thành nước mỡ vàng khè càng khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn chừng một canh giờ sau cả đống củi lớn cũng bị cháy hết chỉ còn lại là tàn cho đến sườn cốt của quỷ thi kia cũng chẳng còn xử lý xong xuôi cả cái xác cháy đen thùi của thằng nô trên nhà thầy kha và ông đồ mệt mỏi nằm ngả lưng ngay trên chiếc sập nhà lão lý tiêu mà ngủ một giấc ngon lành sáng hôm sau từ bên ngoài chuyển đến hơn ba vạn quân địch hùng mạnh đã phải tháo chạy rút lui về nước quân ta dưới sự chỉ huy của các vị tướng kiệt xuất vừa thừa thế sông lên đánh cho bọn chúng tan tác không còn manh giáp buộc chúng phải ra chiếu xin cầu hòa hòa bình được lập lại cuộc sống của người dân lại trở lại bình thường ngồi ở quán nước nơi ngã ba làng đám đông xuống lại nghe bà lão bán nước tay đang phè phẩy chiếc quạt mà kể lại những gì xảy ra ngoài chiến trận quân ta đã anh dũng đánh đuổi quân địch rồi chiến thắng vẻ vàng như thế nào khiến cho ai nấy đều mang trong mình một cảm xúc khó tả dù rằng bà lão bán nước cũng chỉ là được nghe những người trở về từ chiến trường trận kể lại nhưng khi kể lại cho người khác bà lại thêm mắm giảm mối khiến cho câu chuyện trở nên cuốn hút hơn khiến người nghe cảm giác như chính mình đang tham gia cuộc chiến đó và có thể cảm nhận được sự khốc liệt nơi chiến trường máu lửa thầy kha nâng niu thanh kiếm gỗ định bụng bỏ nó trở lại chiếc hòm gỗ bụi bặm cũ kỹ nhưng bất chợt ông đóng nắp hòm lại giật thanh kiếm ngang hông rồi nói với ông đồ vốn dĩ tôi đã gác bút kiếm đã lâu nơi gặp ông rồi đối phó với vong thằng tàu cũng coi như là một cái duyên nó làm tôi nhận ra mình vẫn còn có việc để làm vẫn còn có sức để giúp mọi người diệt trừ lũ ma quỷ sạch nhiễu dần lạnh ông đồ không nói không rằng đứng lên chắp tay hành lễ như thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến thầy kha vì không lời nào có thể diễn tả hết được đoàn hai người lại ngồi nhâm nhi chén trẻ đặc nhìn ra phía xa nơi những người con người cha từ chiến trường đã trở về có những người đã phải hy sinh xương máu thậm chí phải bỏ mạng nơi chiến trường thi hài của họ được mang trở về quê hương trong sự tiếc thương vô hạn của những người thân lẫn mọi người họ đã chiến đấu quên thân thể để gìn giữ lấy non sông đất nước công lao của họ đời đời sẽ được khắc ghi bất giác từ phía đầu làng một người phụ nữ tóc tai rũ rượi quần áo sọc sạch siêu vẹo mà chạy đến dù tóc tai che gần như kín khuôn mặt nhưng dựa theo bộ quần áo đang mặc trên người ai cũng đoán ra đó chính là mộ hoa vợ lão lý tiêu Mộ cười như điên dại trên đường gặp ai cũng ôm chặt lấy vai người nấy rồi vặn vẹo cái đầu trợn mắt gần từng tiếng có phải mày lấy tiền của tao không có phải không nghĩ cái còn chưa kịp định thần ngơ ngác không biết đầu cô tay nhau ra sao thì mộ hoa lại ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu nhắm tịt mắt mà lại hét lên đừng đừng lại đây đừng có giết tôi được một lúc mụ mộ lại đứng dậy cười hành hạch như không có chuyện gì xảy ra trông theo cái bộ dạng của mụ hoa lúc này chẳng khác gì người điên mà có khi mụ đã phát điên thật khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục lúc khóc lúc cười ông đồ đặt chén nước xuống bàn lắc đầu nói thật không ngờ chỉ trong một đêm lại khiến bà ấy trở nên như vậy ác giả ác báo đó cũng như là nhân quả báo ứng mà thôi mày ra thì còn giữ được cái mạng bằng không thì thầy kha nhìn vào khoảng không trước mặt mà đáp hờ hững ở lại thêm một lúc lâu khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thầy kha nói lời từ biệt trong sự cảm kích của tất cả mọi người chừng hai tuần sau lý trưởng mới được bổ nhiệm về làng toàn bộ đất đai nhà cửa của lão lý tiêu nghiễm nhiên thuộc về tay của y khiến mộ hoa không còn trốn dung thân phải lang thang nơi đầu đường gió chợ lúc tỉnh lúc mê nhiều người dù trước kia bị một chèn ép bóc lột cũng ghét cây ghét đắng nhưng khi thấy bộ dạng lúc này của mộ cũng không khỏi xót thương tất cả dường như đã quá quen với việc ngày ngày thấy mộ hoa quần áo nhỏ nát tay chân lấm lem bùn đất quanh quẩn khu chợ phiên Ai cho gì thì mụ ăn lấy Khi thể chiếc bánh đúc Chiếc bánh rán, bánh dày Khi thì bát cháo hoa Có khi mụ phải nhịn đói vì trời mưa Nên chẳng có ai ra họp chợ Cho tới một ngày Mấy người đi chợ sớm phát hiện ra Mụ treo cổ trên cây gạo đầu làng Khuôn mặt mụ trắng bệch Nhợt nhạt Trên khóe miệng vẫn còn chút máu đã khô Động lại Móng tay và móng chân đã thâm tím Cả cơ thể cứng đờ, hẳn là một đã chết từ đêm hôm qua. Ngoài ra trên thân cây gạo còn ghi một tờ giấy với những nét chữ bằng máu ngoạch ngoạc. Có lẽ trong lúc tỉnh táo, mùa hoa đã cắn ngón tay mà viết ra. Thà chết trong lúc tỉnh táo, còn hơn là sống mà cũng như không. Ông đầu nghe tin vội trở dậy tới xem, lại đọc ra những dòng chữ cuối cùng của mộ hoa để lại cho mọi người nghe. Vậy là cuối cùng, chính mộ cũng không chịu nổi cái báo ứng dành cho bản thân. Mụ phải tự kết liễu cuộc sống để thoát khỏi cảnh dày vò, khổ sở đeo bám mỗi ngày. Đó cũng xem như là một cách giải thoát, trả rất điểm ân oán mà vợ chồng mụ đã gây ra khi còn sống. Xác của mụ được gỡ xuống vì nhà cửa chẳng còn, mụ được người dân làm ma chay ngay tại gốc cây gạo. ấy thế nhưng khi làm lễ nhập quan, dù cho cả chục người cùng xuống lại, cũng không tài nào nâng nổi cái xác vốn chỉ có mấy chục cân, như thể thân xác của mụ đã được dính chặt vào với đất vậy. Làm mọi cách nhưng cái xác vẫn không hề bị xe dịch. Bật đặc dĩ, họ liệm xác rồi chôn mụ ngay dưới gốc cây gạo. Những ngày sau đó thì thoảng, có người đi mua qua vào ban đêm, bị vong hồn của mụ dọa đến sợ xanh mặt. Mụ cứ đi vòng vòng xung quanh gốc gạo, tìm tìm bới bới quanh các bụi cây, rồi bất chợt, ngước đôi khuôn mặt xanh lẻ lên, nhìn chằm chằm vào người đi đường mái tóc bù xù như tổ quả đôi mắt không tròng trợn tròn như muốn lòi cả ra con ngươi cái miệng đỏ lòm lòm ngoác ra cất giọng lanh lạnh chúng mày có biết tiền của bà ở đâu không những người bị mụ dọa chỉ biết co giỏ lên mà chạy bán sống bán chết mặc cho thanh âm của mụ từ phía gốc gạo vẫn văng vẳng bên tai có biết tiền của bà ở đâu không có biết không sự xuất hiện của vong hồn bộ hoa trên cây gạo là nỗi ám ảnh của dân làng suốt một thời gian dài có những kẻ yêu bóng vía bị mụ dọa cho đến mất vía cả tuần chỉ co do ở một góc xó nhà không dám bước ra ngoài đến nửa bước tới khi không còn một ai dám đi trên con đường đó một mình vào ban đêm nữa kể cả là có chuyện quan trọng họ cũng đành gác lại tới sáng hôm sau dù rằng mộ hoa chỉ là dọa người chưa chưa có làm hại bất cứ một ai nhưng ma quỷ và con người ở hai thế giới cách biệt không một ai biết chắc chắn được là nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì chuyện gì sẽ xảy ra lại một lần nữa để chân an tinh thần bà con ông đồ lại cất công lặn lội qua bên kia sông mời thầy kha về trấn yểm vong quỷ thầy kha đi một vòng xem xét rồi lắc đầu lại nói về cái này e là hơi khó khăn vì bà ấy tên là Mễ Hoa Mễ tức là gạo Mà lại chết trên chính cây gạo Mộc trùng mộc Sợ rằng cái xác và cây đã hòa làm một Ông Đồ vẻ mặt khó hiểu hỏi lại Như vậy tức là sao Ông thầy chỉ bảo thêm Tôi nói vậy ý là Cây gạo này cũng chính là thân xác của bà ấy Giả như ông chặt hay bẻ gãy bất cứ cành cây nào Cũng như là đang chặt đi từng bộ phận trên cơ thể của bà ấy vậy Vì vậy nhất nhất tuyệt đối không được phép làm tổn hại đến cây gạo này nếu không sẽ vô tình làm oán khí của vong hồn tích tụ lại lúc đỡ hậu quả như thế nào chắc ông cũng rõ như vậy không lẽ dân làng tôi vẫn phải sống trong cảnh hoang mang lo sợ hay sao về phần đó thì ông cứ an tâm nếu như mọi người chỉ cần nghe theo tuyệt đối không được đụng chạm đến cây gạo thì vong của bà ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu tôi cũng có nỗi khổ riêng trong nghề nên không thể ra tay mà tiêu diệt vong hồn được. Bây giờ tôi chỉ có thể phong ấn lại linh hồn vào trong thân cây mà thôi. Nói rồi thầy Kha rút ra một đạo phù dán lên thân cây, tay cầm kiếm gỗ đào gõ lên ba lần. Ông bắt đầu đọc một tràng chú giải, mà dù vệnh tai lên lại lắng nghe, ông đồ vẫn chẳng hiểu gì. Chỉ thấy sau khi thầy Kha hô to một tiếng khai, thì lập tức đạo phù bốc cháy, tàn cho bay khắp xung quanh những tán lá trên cây gạo rung rinh một hồi rồi trở về trong yên lặng. Kể từ sau hôm đó cũng không còn ai thấy vong hồn của mụ hoa hiện ra mà dọa người nữa. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tầng tầng lớp lớp các thế hệ con cháu sau này nối tiếp nhau. Câu chuyện về cái xác của mụ hoa dưới gốc cây gạo, rồi số của cải của vợ chồng mụ bị cất giấu ở đâu cũng không còn được ai nhắc tới. Tất cả giờ cũng bị dần chìm vào trong quên lãng chỉ còn lại câu chuyện về vong gã tướng tàu và vị thầy phép tên Kha, vẫn thường hay được ông bà kể lại cho con cháu. Cây gà vẫn còn đó, vẫn đứng sừng sững ở nơi đầu làng qua biết bao năm tháng, cho đến khi những biến cố xảy ra đối với thế hệ sau này, vong hồn mộ hoa đã trở lại. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Một tác phẩm của Nam Cun quý vị nghe chuyện cũng thấy câu chuyện bố cục rất là chắc chắn tình tiết thì ly kỳ hấp dẫn và mạch văn rất là trôi chảy quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đinh tụng mấy đa và hãy chia sẻ video này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong video lần sau thân ái chào tạm biệt